Tam gia thêm ở nhất thể, cũng đủ khắp cả tiên giới bất luận cái gì thế lực đối kháng, hoặc là nói như thế nào tam đại thiên tôn là tiên giới tam đại chúa tể đâu. Trên thực tế luyện tạo tiên minh thành lập sau, ở ba vị sư nương dẫn dắt hạ, cùng tam đại thiên tôn thế lực đối kháng vạn năm nhiều, nhưng lại không chiếm được bao lớn tiện nghi, điểm này ta là tham dự giả ta rất rõ ràng. Nhìn như đấu một cái lực lượng ngang nhau, trên thực tế chúng ta đều rõ ràng, đó là ở tam đại thiên tôn không có ra tay dưới tình huống, nếu không đấu như vậy nhiều năm, tam đại thiên tôn bất luận cái gì một cái ra tay, luyện tạo tiên minh đã sớm sẽ hôi phi yên diệt. Bao gồm ba vị sư nương thêm cùng nhau đều không phải tam đại thiên tôn đối thủ, chỉ là tam đại thiên tôn là muốn thể diệt, bọn họ là đứng ở tiên giới tu luyện kim tự tháp đứng đầu cường giả, khinh thường động thủ, chỉ là cam chịu môn hạ đệ tử cùng chúng ta đấu vạn nhiều năm. Cuối cùng sư phụ trở về, mới chân chính đạt tới đứng đầu cường giả chiến đấu, kết quả lại là sư phụ đánh tơi bởi tam đại thiên tôn, nhưng lại giết bọn hắn, mang theo bọn họ đi lên trời lộ. Nhưng tam đại thiên tôn thế lực còn ở, hiện tại sư phụ cùng tam đại thiên tôn những cái đó đứng đầu cường giả, đều không hề, tam đại thế lực một ít người cũng không có ước thúc, quay đầu, tất nhiên sẽ đem chúng ta tất cả đều theo dõi. Hơn nữa lần này thiên cơ là sư nương rời đi, cùng Ngô Hoàng đã muộn lỗ nặng, quay đầu lại tam gia khẳng định sẽ liên hợp lại, hoàn toàn diệt trừ luyện tạo tiên minh thế lực. Hiện giờ luyện tạo tiên minh xác nhập ở Vân Môn, bọn họ mục tiêu càng rõ ràng, trực tiếp sẽ theo dõi Vân Môn, này cho nên chúng ta mỗi người đều phải nỗ lực tu luyện mới là, nếu không sớm hay muộn có một ngày sẽ bị tam đại thế lực cấp hủy diệt. Vân Trường Sinh nghiêm túc nói. Dương Nghị Vân gật đầu nói, sư huynh yên tâm, ta sẽ nỗ lực, cũng sẽ nghĩ cách lớn mạnh Vân Môn, nếu không thể tránh né, vậy tiếp tục chiến đấu, tam đại thiên tôn thế lực, hừ, bọn họ đã không có thiên tôn tồn tại. Nếu là còn kiêu ngạo ương ngạnh, vậy hoàn toàn diệt bọn hắn đó là. Cuối cùng một câu nói ra, Dương Mỗ Nhân đằng đằng sát khí. Sư đệ không thể đại ý, tam đại thế lực tuy rằng thiên tôn không còn nữa, nhưng bọn họ nội tình thâm hậu, thật sự không phải thế lực khác có thể so, mỗi một cái thế lực chung tồn tại thông ngộ cường giả tất nhiên là không ít, khác không nói, liền nói Vu Tôn thế lực ngồi xuống, tuyệt đối không ngừng Vu Hoàng một cái thông ngộ tồn tại. Vu Hoàng Đô là thông ngộ ngũ trọng thiên tồn tại, mặt khác tân thăng cấp thông ngộ nhất trọng thiên nhị trọng thiên người tuyệt đối có. Vân Trường Sinh nói. Dương Nghị Vân vừa nghe, cái này cũng bừng tỉnh, đúng vậy, Vu Hoàng chỉ là nhảy tới bên ngoài thượng một cái, ai biết Vu Tôn thế lực còn có bao nhiêu thông ngộ cường giả. Mà chính hắn Vân Môn đâu? Có một cái lão cây liễu, nhưng lão cây liễu là cái dịch không được oa cường giả, chỉ có thể tỏa chấn Vân Môn. Vân Môn tưởng phát triển chung quy vẫn là muốn đệ tử môn nhân đi ra ngoài rèn luyện, tiên giới to lớn cơ duyên vô số, phong bế ở tông môn chính là không được. Duy độc một cái thông ngộ là đại sư huynh, nhưng đại sư huynh chỉ là thông ngộ nhất trọng thiên, nếu là một ngày nào đó Vân Môn đệ tử ở bên ngoài bị khi dễ, liền yêu cầu cường xuất đầu, mấy chục vạn đệ tử môn nhân, đại sư huynh một người tự nhiên cố bất quá tới. Yêu cầu cường giả a. Nhưng thông ngộ không dễ dàng. Nhưng ngẫm lại vẫn là thực lực của chính mình yêu cầu nỗ lực tăng lên mới được, muốn đem Vân Môn chỉnh thể thực lực tăng lên đi lên mới được. Càng cần nữa cũng đủ cường giả tồn tại với Vân Môn, chẳng sợ đến lúc đó không ra tay, cũng là một chung uy hát yêu ta, tam đại thiên tôn thế lực những cái đó thông ngộ tưởng đối phó Vân Môn đệ tử, cũng đến ước lượng ước lượng. Nếu những cái đó cường giả không đối Vân Môn đệ tử động thủ, liền có cũng đủ phát triển không gian cùng thời gian. Đến lúc đó hắn tin tưởng Vân Môn những cái đó lão tiên tôn, cùng thiên tài hạng người tất nhiên có thể xuất hiện thông ngộ giả. Không được, chờ đại điển lúc sau, hắn muốn lại đi một chuyến tiểu hồng hoang cần thiết đem hoa sen đen tìm tới. Ngẫm lại sau Dương Nghị Vân hỏi Vân Trường Sinh nói, đại sư huynh, chờ đại điển lúc sau ngươi lại đi một chuyến cửu trọng thiên, đi xem hai vị sư nương sư phụ xuất quan. Nếu là hai vị sư nương xuất quan, nhìn xem có không có thể thỉnh hai vị sư nương tiến đến Vân Môn tọa chấn. Dương Nghị Vân cũng nghĩ đến nữ võ thần cùng công chúa, hai vị này sư nương, nếu thiên cơ sư nương đều là cửu trọng thiên cường giả, như vậy nghĩ đến mặt khác hai vị sư nương cũng sẽ không nhược. Yên tâm đi, chuyện này ta cũng nghĩ đến, Vân Môn thành lập chi sơ, căn cơ sẽ không ổn, ta đi cầu hai vị sư nương xuất quan, tin tưởng các nàng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Vân Trường Sinh nói, Dương Nghị Vân gật gật đầu, kỳ thật ta còn có một vị bằng hữu. Cũng là một cái sắp mau đột phá thông ngộ cửu trọng thiên cường giả, nàng đáp ứng quá ta, Vân Môn nếu là có việc, nàng sẽ ra tay hỗ trợ, chỉ tiếc nàng sắp đột phá đến thông ngộ cửu trọng thiên, nàng nói qua chờ nàng đột phá đến thông ngộ cửu trọng thiên sau, liền sẽ đi trước lên trời lộ. Nga!
là cái dạng gì cường giả. Nếu là thật có thể như thế, kia cũng không tồi, kỳ thật chúng ta chỉ là yêu cầu thời gian, cho chúng ta 1000 năm vậy là đủ rồi, 1000 năm thời gian ta có nắm chắc, phân môn những cái đó lão tiên tôn trung tướng sẽ sinh ra một nửa thông ngộ cường giả, đến lúc đó liền tính là với tam đại thiên tôn thế lực chính diện chém giết cũng không sợ. Vân Trường Sinh tự tin nói. Dương Nghị Vân đem Lam Tâm sự tình nói với Vân Trường Sinh nghe, nói xong lúc sau, hắn nhìn Vân Trường Sinh nói, đại sư huynh ngươi vừa rồi tựa hồ thực tự tin 1000 năm thời gian là có thể vân môn xuất hiện mấy chục cái thông ngộ, chính là có cái gì biện pháp? Thông ngộ a, kia chính là một loại tu luyện cảnh giới, ai có thể nói có biện pháp là có thể tu luyện thông ngộ? Nếu đúng vậy đúng như này, kia nhưng chính là nghịch thiên cử chỉ, sẽ là đại sát khí giống nhau tồn tại. Thật muốn là như thế, ha ha, tam đại thiên tôn thế lực, kia đến lúc đó chính là chó má, phi đưa bọn họ diệt không thể. Hỏi chuyện thời điểm Dương Nghị Vân ánh mắt cũng có chút nhiệt liệt, nhìn dáng vẻ đại sư huynh trên người có đại bí mật tồn tại. Quả nhiên Vân Trường Sinh đột nhiên nở nụ cười, gật gật đầu nói, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không quá xác định, nhưng là cũng chính là ngươi đi tiểu hồng hoang lúc sau trong khoảng thời gian này, rốt cuộc có điểm mặt mày. Vốn dĩ phải đợi đại điển sau khi kết thúc, ở nói cho ngươi, nếu hôm nay nói đến, liền nói cho ngươi đi, vốn dĩ cũng là ngươi đổ vật. Từ từ. Đại sư huynh cái gì a, cái gì ta đổ vật? Ngươi thần thần bí bí. Dương Nghị Vân có chút hồ đồ. Vân Trường Sinh mua cái nút cười nói, nhớ rõ lúc trước ngươi xuất hiện ở tiên giới lúc sau, lẽ ra ngươi nhị sư huynh cùng ngươi tiểu sư tỷ đều đi gặp quá ngươi, duy độc ta không đi tìm ngươi, việc này nhưng có oán hận ta đại sư huynh a. Chưa nói chính đề, ngược lại hỏi như vậy một câu. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, ta như vậy khả năng sẽ quái đại sư huynh không thể nào. Đại sư huynh không có tới nhất định là có chuyện trì hoãn. Kỳ thật Dương mẫu nhân ngoài miệng nói như vậy, lúc trước trong lòng thật là có chút thất vọng quá, đại sư huynh không có tới tìm hắn. Ha ha, tiểu tử ngươi, ta vừa thấy liền biết ngươi oán giận quá, còn ở đại sư huynh trước mặt chơi tâm nhãn, được rồi, hôm nay liền cho ngươi giải thích một câu, miễn cho ngươi đa tâm, nói ta cái này đại sư huynh bất cận nhân tình. Vân Trường Sinh cười mắng một câu, tiếp tục nói. Đích xác lúc trước ta là có chuyện trì hoãn, nhưng làm kia sự kiện là sư phụ lúc trước đi lên trời lộ thời điểm phân phó. Nhớ rõ sư phụ trước khi đi thời điểm đối ta nói, ngươi là đại sư huynh, về sau thấy ngươi tiểu sư đệ, luôn là yêu cầu lễ gặp mặt, mà phần lễ vật này các ngươi mấy cái chung, chỉ có ngươi tính tình trầm ổn có thể được đến lúc đó giao cho ngươi tiểu sư đệ, xem như ngươi cho hắn lễ gặp mặt, nói cho cái kia tiểu tử thúi, về sau đối kia chỉ quả đen hảo điểm. Vân Trường Sinh nói tới đây sau, dừng một chút, vung tay lên giữa sân lại là xuất hiện vẫn luôn màu xanh lá đại rùa đen, cười nói, kỳ thật chân chính lại nói tiếp, là sư phụ để lại cho ngươi đồ vật, ta chỉ là lấy ra người, này đầu thanh huyền quy, là sư phụ phân phó ta từ cửu trọng thiên một chỗ hô to câu ra tới, thật là vì câu này đầu huyền quy, ta mới không có tới này tìm ngươi. Dương Nghị Vân nghe minh bạch, nhưng cũng biết chính mình trách lầm đại sư huynh, lúc trước trong lòng còn oán giận quá. Nghĩ năm đó ở tu chân giới phân thân của ngươi cùng ta cái này sư đệ nhận thức sớm nhất, mà ta tới rồi thiên giới, các ngươi được đến tin tức, lại không có tới xem ta. Hiện tại mới biết được, nguyên lai đại sư huynh là phụng chết lão nhân mệnh lệnh, cho chính mình lộng lễ vật, không đúng, chuẩn xác mà nói là câu một đầu đại rùa đen lễ vật. Bất quá, nghe đại sư huynh cuối cùng một câu, lại là chết lão nhân nhắc tới tạp mao điểu a, nghe tới tựa hồ còn cùng tạp mao điểu có điểm quan hệ. Nhưng là nhìn xem trên mặt đất đại thanh quy, cũng tựa hồ không nhiều lắm thần kỳ a, chỉ là một đầu linh quy, có linh khí, tu tiên thành công quy mà thôi, tu vi hơi thở cũng là kim tiên cấp bậc. Có chút nghi hoặc nói, đại sư huynh chết lão nhân liền cho ta để lại một đầu quy. Còn quanh co lòng vòng, làm ngươi coi như lễ gặp mặt tặng cho ta. Này cũng quá keo kiệt đi, ngươi nhưng đừng nói cho ta, này đầu rùa đen cùng có thể tiến giai đi thông có quan hệ a. Ha ha ha, người cái tiểu tử thúi, sư phụ đường đường thiên tà chí tôn, tiên giới đệ nhất nhân, cũng chính là ngươi cùng tím hà cái kia điên nha đầu dám kêu chết lão nhân. Vân Trường Sinh cười mắng. Đại sư huynh ngươi kêu ai điên nha đầu đâu? Ngoài cửa cơ tím hà thanh âm vang lên. Ách kinh không được nhắc mãi à, Vân Trường Sinh xấu hổ, rất ít sau lưng nói xấu xa, thật vất vả nói một lần còn không có tiểu sư muội nghe được. Cơ tím hà giống một trận gió giống nhau đi đến. Phía trước lôi hâm việc thời điểm, nàng căn bản liền không cùng qua đi, bởi vì đại sư huynh cùng tiểu sư đệ nhị sư huynh đều ra ngựa, ở nàng xem ra một cái lôi hâm không đáng để lo.
cho nên chờ Dương Nghị Vân cùng đại sư huynh bọn họ phía trước rời đi sau, liền đem lão công gà lừa đi nàng tiên thú viện. Lão công gà chính là yêu tôn đại viên mãn đỉnh hồng hoang dị chủng ngũ hành chim quý hiếm gà, tu vi thượng chút nào không thể so Cơ Tím Hà nhược, chính là biết Cơ Tím Hà là chủ nhân Dương Nghị Vân tiểu sư muội sau, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đi tiên thú viện. Mà Cơ Tím Hà tiên thú viện đạt được cái thứ nhất nhập chú tiên cầm sau, mới biết được có cao thủ xuất hiện, lúc này mới vội vàng chạy tới, đừng nhìn nàng mặt ngoài tùy tiện, nhưng tâm tư rất tinh tế, đối đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều thực để ý, đối tiểu sư đệ càng để ý. Vội vội vàng vàng tới rồi đại điện ngoại, liền nghe được đại sư huynh lại nói nàng là điên nha đầu, một cái tâm kiên định, bọn họ đều không có việc gì liền hảo. Lại cũng cùng hắc khởi mặt cùng sư huynh nói giỡn, đi vào đại điện sau, hắc mặt nói, các ngươi hai cái sau lưng còn nói ta cái gì. Tiểu sư muội đừng náo loạn, có chính sự nhi. Ngay sau đó sao trời tử cũng đi vào đại điện, quát lớn một câu. Nhị sư huynh nhưng xử lý thỏa đáng. Dương Nghị Vân biết nhị sư huynh đi xử trí lôi võ kiệt việc, nhưng hắn như cũ hỏi như vậy một câu là hỏi xử lý kết quả. Tiểu sư đệ yên tâm, lôi võ kiệt dành tiên thạch toàn bộ trở về cho những cái đó sơn môn ở ngoài bãi hàng vỉa hè tiên nhân, hơn nữa dựa theo người ý tứ, ta nói cho bọn họ, vân môn đại điển ngày, bọn họ đều có thể tiến vân môn xem lễ, bất quá tiểu sư đệ nhiều như vậy, đến lúc đó có thể hay không sai lầm. Sao trời tử nói? Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, nhị sư huynh yên tâm. Ta đợi lát nữa có an bài, sẽ không sai lầm, ta quê nhà có câu nói là, đường xa mà đến đã là khách, những cái đó tiên nhân tuy rằng tu vi thấp một ít, xuất thân cũng không phải cái gì đại tông môn đại gia tộc, có chút càng là một ít tán tiên. Tuy rằng là xem náo nhiệt tới chúng ta vân môn sơn môn ở ngoài bãi hàng vỉa hè cùng mặt khác tiên nhân đổi tu luyện tài nguyên, nhưng nếu tới, lại đến nhà của chúng ta cửa, liền tính là ở phàm tục giới, cũng có thể thảo đến một chén nước hà, chúng ta vân môn nếu phải làm đại tông. Phải làm truyền thừa tiên môn, danh tiếng không thể thiếu. Còn nữa cái nào tiên nhân không phải từ cấp thấp tu luyện dựng lên, không có ai sinh hạ tới chính là tiên đế tiên tôn, hôm nay giúp mọi người làm điều tốt, ngày nào đó không chừng những người này, sẽ xuất hiện oanh động tiên giới nhân vật, đến lúc đó thế nào cũng muốn nhớ chúng ta vân môn một phần nhân tình. Cho nên nhị sư huynh đừng lo lắng, người nhiều không phải chuyện này, vân môn cất chứa trăm vạn người cũng không phải vấn đề, như vậy đi. Dù sao còn có 3 ngày thời gian chính là đại điển chi lực, từ ngày mai bắt đầu liền mở ra đại trận, làm cho bọn họ tiến vân môn tham quan, ta tin tưởng, bọn họ sẽ tuân thủ trật tự. Đại sư huynh bên này an bài một chút, làm sở hữu vân môn đệ tử xúc động giữ gìn trật tự, cho mỗi một cái tiến đến tiên nhân làm dẫn đường, dù lắm ta vân môn, đây cũng là chúng ta vân môn một lần tuyên truyền, ngày sau tuyển nhận đệ tử, cũng có chỗ lợi. Tuyết Miêu thông chi phương đông người sát. Làm hắn giảng hỗn loạn tiên thành sở hữu linh quả linh tử đều mua tới, tốt xấu thứ yếu, nếu phải làm, liền làm đại khí một ít, một ly linh tử chúng ta vân môn vẫn là phải cho, mặt khác nói cho môn hạ đệ tử, đối đãi tiến đến xem lễ giả, đối xử bình đẳng, nhưng ngàn vạn có khác cái gì khinh thường người chê cười nháo ra tới, đừng nhưng thật ra nói làm người ta nói ta vân môn người mắt chó xem người thấp. Là chủ nhân, ta đây liền là làm Tuyết Miêu giống như là Dương Nghị Vân bóng dáng giống nhau. Trước tiên trống rỗng xuất hiện lĩnh mệnh mà đi. Bị Dương Nghị Vân gõ một lần, Tuyết Miêu trên người ngạo khí ở Dương Nghị Vân trong mắt thiếu rất nhiều. Dương Nghị Vân một phen nói ra lão, Vân Trường Sinh không được gật đầu, ngay sau đó cười nói, tiểu sư đệ làm không tồi, làm người làm tiên nhân, vốn là hẳn là như thế, tiên nhân cũng là người, như thế rất tốt. Ách, nghe người nói này đó liền đau đầu, cái này môn chủ may mắn không phải ta tới làm, ta mấy ngày nay trưởng quản hình phạt điện. Chế định hình phạt chế độ, đầu đều lớn một vòng, nếu không phải Lạc Dương hỗ trợ, ta cũng chưa manh mối sao trời tử vẻ mặt đau khổ nói. Ha ha, nhị sư huynh, người cần phải đối Lạc Dương hảo điểm Nga Dương Nghị Vân trêu ghẹo. Lúc này Cơ Tím Hà đôi mắt nhìn chằm chằm đại điện trung nằm bò đại rùa đen thượng nói, di đại sư huynh này không phải ngươi từ cửu trọng hồ câu đi lên đại quy sao, lấy ra tới làm gì? Có phải hay không muốn tặng cho ta bổ khuyết ta tiên thú viện a? Hảo. Tuy rằng tu vi chỉ là kim tiên cấp bậc, nhưng có so không có cường, ta mang đi a. Cơ Tím Hà tùy tiện nói chuyện, vung tay lên chộp vào đại thanh quy muốn đi. Vân Trường Sinh dở khóc dở cười nói, tiểu sư muội đừng hồ nháo, đây là sư phụ để lại cho tiểu sư đệ lễ vật, này quy chính là sư phụ sở lưu, trên người khắc họa thông ngộ huyền bí, không được hồ nháo buông. A, chết lão nhân lưu cái tiểu sư đệ, còn có thông qua huyền bí. Cơ Tím Hà cũng là miệng đầy chết lão nhân,
nói chuyện chung lại là đem đại thanh quy buông xuống. Thông ngộ huyền bí, sao trời tử cũng là ánh mắt sáng lên nhìn về phía đại thanh quy. Dương Nghị Vân cũng nghe đến đại sư huynh nói khắc họa ở đại thanh quy trên người, cũng phóng nhãn nhìn lại nhưng, nửa thước đường kính đại thanh quy trên người, trừ bỏ quy văn ở ngoài, hắn cũng không thấy ra cái gì bất đồng huyền bí tới. Trong lúc nhất thời Dương Nghị Vân, sao trời tử, Cơ Tím Hà đều đem đôi mắt đặt ở Vân Trường Sinh trên người. Vân Trường Sinh mở miệng nói, mới đầu ta cũng không để ý, cũng chính là ở phía trước mấy ngày mới phát hiện, này chỉ đại thanh quy trên người khắc họa một ít sư phụ lưu lại về thông ngộ chi cảnh huyền bí, xác minh lúc sau có thể xác định, tìm hiểu thấu triệt liền có thể tiến giai thông ngộ, đây là ta vân môn to lớn phúc khí, Nga không đúng, đều hẳn là cảm tạ sư phụ, các ngươi thả xem. Vân Trường Sinh vung tay lên ở đại thanh quy trên người một chút, tức khắc đại thanh quy trên người phát ra xanh biếc ánh sáng, mà số chẵn đại điện cũng chiếu sáng lên. Dương Nghị Vân trong mắt như là tam đê hình chiếu giống nhau, nhìn kỹ đi xuất hiện một đám văn tự, phi thường huyền ảo vô cùng. Nhưng lại đem này đó văn tự tất cả đều ghi tạc trong đầu. Được rồi, các người ba cái ghi nhớ đó là, ngày sau đem này đó huyền bí cấp những cái đó lão tiên tôn, ngàn năm trong vòng tất nhiên nhưng tìm hiểu, bước vào thông ngộ, đây là sư phụ lưu lại thông ngộ hiểu được đại đạo, bởi vậy huyền bí hiểu được, ta vân môn tất nhiên hưng thịnh. Vân Trường Sinh nói xong thu hồi pháp lực. Kỳ thật chính là pháp lực thúc dục ở đại thanh quy trên người này đó văn tự mới có thể xuất hiện, mắt thường là nhìn không thấy. Có lẽ sư phụ đã sớm biết hôm nay chi cục diện, đây là cấp tiểu sư đệ để lại một tay, quả nhiên là sư phụ a, sao trời tử cảm thán một tiếng. Lúc này trống trải đại điện kỳ thật vang lên một tiếng oa thanh âm, như là nôn mửa giống nhau thanh âm. Oa! Ba người vừa thấy, lại là đại thanh quy, há mồm phun ra tới một viên lửa đỏ hạt châu tới. Trực tiếp phiêu hướng về phía Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân vừa thấy hạt châu này, lại là thấy được bên trong thế nhưng có một cái ba chân điểu đột nhiên sinh động như thật. Giờ phút này, hắn cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở từ này viên ngông ấm thạch lớn nhỏ hạt châu phát ra, này cổ hơi thở lại là cùng tạp mao điểu hơi thở giống nhau. Đây là... Dương Nghị Vân đột nhiên minh bạch. Vang lên phía trước đại sư huynh nói qua, này đầu quy là lão nhân chế định cho chính mình lưu lại. Cũng nói một câu làm hắn về sau đối tạp mao điểu hảo điểm, hiện tại nhìn đến hạt châu này, rốt cuộc nghĩ thông suốt. Nhớ rõ trước kia hắn mắng tạp mao điểu chính là miệng lợi hại, đánh nhau không được, mà tạp mao điểu phản bác là nói chết lão nhân cầm đi nó rất quan trọng đồ vật, bằng không nó liền như thế nào lợi hại như vậy. Đối này Dương Nghị Vân nghĩ tới, tạp mao điểu có cái gì uy hát yêu ta bị lão nhân cấp đắn đo, nhưng là chưa từng có nghĩ tới là hạt châu này. Này viên không phải bình thường hạt châu. Đây là yêu tộc nội đan. Chẳng qua mặt ngoài bị phong ấn, không có phát ra cái gì hơi thở, nhưng Dương Nghị Vân trực giác nói cho hắn, hạt châu này trung ẩn chứa đạn hạt nhân giống nhau năng lượng. Hơi thở chính là tạp mao điểu hơi thở, đây là tạp mao điểu nội đan. Trách không được tạp mao điểu vô pháp lực không sức chiến đấu, nguyên lai là nội đan bị chết lão nhân cấp đặt ở này chỉ đại thanh quy bụng chung. Hiển nhiên đại thanh quy há mồm phun ra hạt châu phiêu hướng hắn, chính là một cái chỉ thị. Bởi vì tạp mao điểu ở Dương Nghị Vân trên người. Giờ phút này tạp mao điểu bị hắn thu vào càn khôn hồ không gian chung, hắn trước tạp mao điểu lắm mồm, không có việc gì thời điểm liền tiến nó ném vào càn khôn hồ không gian. Nhìn bên trong sinh động như thật một con ba chân điểu, Dương Nghị Vân nghĩ, nếu là không đoán sai hẳn là chính là thần thoại truyền chung ba chân ô không thể nghi ngờ. Hắn xem qua thần thoại thư tịch chung, ba chân ô lại xưng tam túc kim ô, ở Cửu Châu cổ đại trong thần thoại. Hồng Nhật Trung ương có một con màu đen ba chân quạ đen, hắc quạ đen ngồi xổm cư ở Hồng Nhật Trung ương chung quanh là kim quang lập lòe hồng quang, cố xưng kim ô làm một loại Cửu Châu cổ đại thần thoại trong truyền thuyết thần điểu chi nhất. Kim ô hình tượng nguyên là nhị đủ Tây Hán hậu kỳ diễn biến vì ba chân tường thấy mã vương đôi Hán mộ khai quật nhị túc kim ô, lại bởi vì bất đồng với tự nhiên chung quạ đen, thêm một chân lấy phân rõ. Ba chân ô là Cửu Châu thần thoại trong truyền thuyết khống chế ngày xe thần điểu. Vì buổi trưa ba chân ô chi diễn biến, ô cũng xưng mặt trời, ở buổi trưa, có ba chân. Điểm này cùng tạp mao điểu hình tượng thực tương tự, tạp mao điểu chính là một con hắc quạ đen, chỉ là thiếu một chân mà thôi. Còn có một loại ghi lại là ở Sơn Hải Kinh chờ sách cổ ghi lại, Cửu Châu viễn cổ thời đại thần mặt trời lời nói trong truyền thuyết 10 ngày là đế tuấn cùng hy hòa nhi tử, chúng nó đã có người cùng thần đặc thù, lại là kim ô hóa thân, là chiều dài ba chân mặt trời, sẽ bay lượn thần mặt trời điểu. Ở Sơn Hải Kinh đất hoang Nam Kinh Trung có hy cùng giả, đế tuấn chi thê, sinh 10 ngày,
Sơn Hải Kinh Hải Ngoại Kinh Độ Đông nói canh cốc thượng có phù tang, 10 ngày sợ tắm, ở răng đen bắc. Cư trong nước, có đại mộc, 9 ngày cư hạ chi, 1 ngày cư thượng chi. Sơn Hải Kinh Đất Hoang Kinh Độ Đông cũng nói canh cốc thượng có đỡ mộc, 1 ngày phương đến, 1 ngày phương ra, toàn tái với ô. Đó là đối 10 ngày thần thoại truyền thuyết ghi lại. Hoài Nam Tử Tinh Thần Thiên Trung nói buổi trưa có mặt trời, Quách Phác Chú Giải nói chung có 3 chân ô, còn lại là đối Thái Dương vì kim ô hóa thân thuyết minh cùng giải thích. Viễn cổ thần thoại trong truyền thuyết 10 ngày, mỗi ngày sáng sớm thay phiên từ phương đông phù tang thần thụ bay lên khởi, hóa thành kim ô hoặc thần mặt trời điểu ở trong vũ trụ từ đông hướng tây bay lượn, tới rồi buổi tối liền dừng ở phương tây nhược mộc thần thụ thượng, này biểu đạt hòa tan với thần thoại bên trong cổ đại đối mặt trời mọc mặt trời lặn hiện tượng quan sát cùng cảm thụ. Dù sao Cửu Châu thần thoại trong truyền thuyết đối ba chân ô ghi lại chuyện xưa có rất nhiều, ở Cửu Châu thần thoại truyền thuyết chuyện xưa chung ba chân hư ảo không nhỏ địa vị cùng thân phận. Dương Nghị Vân nghĩ này đó, hiện tại có chút chân chính tin tưởng, tạp mao điểu thường xuyên thổi phồng chính mình là tam giới đệ nhất thần ma điểu thân phận. Tuy rằng chân chính ba chân ô khả năng chính là tam giới đệ nhất thần ma điểu, mà cùng Cửu Châu thần thoại chuyện xưa ghi lại có xuất nhập, nhưng Dương Nghị Vân tin tưởng tuyệt đối có một ít quan hệ. Nếu tạp mao điểu thật là ba chân ô, kia hắn liền phải mở rộng tầm mắt, đó là Thái Dương chi thần A. Ngẫm lại Thái Dương chi thần chính là một cái đầy miệng lão tử trưởng lão tử đoạn, há mồm ngậm miệng mắng người khác nhược kê, miệng toái toái niệm mặt hàng, Dương Nghị Vân liền muốn cười. Chưa chừng tạp mao điểu chính là ba chân ô, dựng lên làm không hảo thật đúng là liền Cửu Châu trong truyền thuyết Thái Dương chi thần ba chân ô, nói không chừng thứ này đi qua địa cầu, ở Thái Dương thượng cư trú quá. Dù sao có phải hay không, đợi lát nữa sẽ biết. Tiểu sư đệ đây là vật gì? Cơ Tím Hà nhịn không được hỏi ra tới. Mà Vân Trường Sinh cùng Sao Trời Tử liếc nhau, lại cũng có chút nghi hoặc, đều nhìn đến hạt châu này là đại thanh quy nhổ ra, nhưng lại trực tiếp phiêu hướng về phía tiểu sư đệ, này liền thuyết minh duyên phát ở tiểu sư đệ trên người. Mà hết thảy này tự nhiên đều là sư phụ trời cao tả an bài. Sư tỷ các ngươi sau đó, chờ một lát ta mới có thể xác định. Dương Nghị Vân xem như trả lời Cơ Tím Hà ba người. Đích xác hạt châu này rốt cuộc có phải hay không, chờ một lát làm tạp mao điểu ra tới liền biết. Bất quá hắn cảm thấy 8-9 phần 10. Nhưng hiện tại có một cái rất lớn lo lắng đột nhiên xuất hiện ở Dương Nghị Vân trong lòng. Cái này lo lắng đó là đối tạp mao điểu, dựa theo hắn đối tạp mao điểu hiểu biết, hạt châu này nếu thật là tạp mao điểu yêu đan, một đan tạp mao điểu đạt được yêu đan lúc sau, quỷ biết tạp mao điểu sẽ biến thành bộ dáng gì. Dĩ vãng thứ này chính là kiệt ngạo khó thuần, đối hắn thậm chí đối bất luận cái gì đều khinh thường một cố. Nếu là tạp mao điểu khôi phục nội đan tu vi, đến lúc đó tất nhiên một bước lên trời, không có xem ước thúc nhưng như thế nào hảo. Ngẫm lại vẫn là đến làm điểm chuẩn bị mới được, nếu không nói, hắn thật đúng là kia tạp mao điểu không có biện pháp. Chết lão nhân đã có ý đem tạp mao điểu lưu tại chính mình bên người, tất nhiên là hữu dụng ý. Đại sư huynh đều tiện thể nhắn. Nói làm chính mình đối tạp mao điểu hảo một chút. Những lời này hiện tại hắn nghĩ đến, là chết lão nhân có khác thâm ý. Đối tạp mao điểu không tốt sao? Đi theo hắn bên người thời gian rất lâu, vẫn luôn đều không tồi, như vậy lại đây, hắn nghĩ đến lão nhân không cần thiết lại mượn đại sư huynh khẩu nói một lần. Tất nhiên là làm hắn đối tạp mao điểu có điều phòng bị ý tứ mới là thật sự. Nhất định là như thế này. Bởi vì hắn hồi tưởng một chút, tạp mao điểu quá vãng. Kỳ thật phát hiện tạp mao điểu là cái thật đúng đủ lão bất tử, khôn khéo một con. Dựa theo tạp mao điểu chính mình cách nói, nó có ký ức thiếu hụt từ từ vấn đề, hơn nữa mỗi lần ra chủ ý đều là tương đối phúc hắc cái loại này, trước kia không cảm thấy, hiện tại ngẫm lại thật đúng là có điểm. Cho nên đi, tưởng cái biện pháp ước thúc một chút nhất an toàn. Có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, hắn nhưng không nghĩ tạp mao điểu xuất hiện cái gì biến cố, sau đó một phi mà đi. Hắn nhưng không nghĩ mất đi tạp mao điểu, dựa theo thứ này tính tình, nếu là khôi phục tu vi, quỷ biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Đệ nhị, chết lão nhân dặn dò quá, làm hắn nắm chặt tạp mao điểu tất nhiên là có đạo lý, hắn tin tưởng chết lão nhân. Trong tay cầm tạp mao điểu nội đan, Dương Nghị Vân đầu bay nhanh vận chuyển, nghĩ dùng cái gì phương pháp tới ước thúc tạp mao điểu. Suy nghĩ một vòng, Dương Nghị Vân phát hiện cũng chính là chỉ có sinh mệnh chi thủy. Trừ bỏ sinh mệnh chi thủy thật đúng là không có khác biện pháp. Này không phải nói hắn muốn đi khống chế tạp mao điểu, mà là không nghĩ mất đi cùng một loại ước thúc, bởi vì hắn quá hiểu biết tạp mao điểu, thứ này tính cách liền không phải một cái đèn cạn dầu,
không có ước thúc quỷ biết nó sẽ làm ra sự tình gì tới. Mặc kệ được chưa, trước thử xem lại nói, trong lòng vừa động một giọt sinh mệnh chi thủy xuất hiện, trực tiếp dừng ở hạt châu đi lên. Tuy rằng không xác định có thể hay không hữu dụng, nhưng Dương Nghị Vân nghĩ đến, nếu sinh mệnh chi thủy đối lão cây liễu đều có ảnh hưởng, như vậy đối tạp mao điểu nội đan tự nhiên cũng sẽ có. Một giọt sinh mệnh chi thủy trực tiếp chợt lóe rồi biến mất, tiến vào nội đan chung. Dương Nghị Vân tức khắc có cảm ứng, chỉ cần có cảm ứng, hắn sẽ không sợ tạp mao điểu phiên thiên. Nhếch miệng cười, lúc này mới trong lòng vừa động đem tạp mao điểu từ càn khôn hồ không gian phóng ra. Qua nha nha người cái nhược kê, đừng ở đem lão tử nhốt lại, lão tử không phải phạm nhân, lão tử. Qua, đây là. Từ càn khôn hồ không gian thả ra, thần ma điểu mắng Dương Nghị Vân, lại là tại hạ một khắc thấy được Dương Nghị Vân trong tay nội đan, tức khắc qua hạ, thực giật mình, đôi mắt nhẹ nhẹ chăm chú vào nội đan thượng. Dương Nghị Vân thấy được tạp mao điểu đang run rẩy. Cái này hắn liền xác định, hạt châu này là tạp mao điểu nội đan không thể nghi ngờ. Là lão tử nội đan a, trời cao tà ngươi cái lão vương bát đản, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc muốn đem lão tử nội đan còn đã trở lại sao? Giờ phút này tạp mao điểu mang theo khóc nức nở, thanh âm đang run rẩy. Dương Nghị Vân nghe tạp mao điểu ra tiếng, nhíu mày nói, tạp mao điểu ngươi muốn ở nói năng lỗ mãng, hạt châu này đã có thể đừng nghĩ muốn. Thứ này mắng chết lão nhân làm Dương Nghị Vân thực khó chịu, ra tiếng uy hát yêu ta một câu. Nhưng mà, ngay sau đó tạp mao điểu lại là cất tiếng cười to lên, oa ha ha ha. Nói tiểu tử ngươi là nhược kê chính là nhược kê, đây là lão tử nội đan, khác sư phụ ngươi trời cao tà cái kia lão vương chứng âm lão tử, kia đi rồi nội đan, này đều nhiều ít năm tháng, lão tử trong lòng có bao nhiêu nghẹn khuất ngươi biết không, mắng hắn có thể như thế nào tích, hơn nữa hiện tại hắc hắc, lão tử liền phải một bước lên trời, ngươi cái nhược kê về sau có thể nề hà lão tử, oa ha ha. Tạp mao điểu cơ hồ là điên khùng cười to, ngay sau đó Dương Nghị Vân trong tay hạt châu hoặc là nói nội đan, cư nhiên không chịu khống chế bay về phía tạp mao điểu mà đi. Hắn tức khắc cảm giác có chút không ổn, khá vậy không cố tình đi bắt hạt châu, đây là tạp mao điểu nội đan, có cảm ứng bình thường, là thời điểm trả lại tạp mao điểu. Nhìn hạt châu không chịu khống chế mà đi, Dương Nghị Vân lại là không ngăn trở, cũng không nói chuyện, dù sao nên làm đều làm. Hắn trong lòng âm thầm may mắn, trước tiên ở yêu đan nội để vào một giọt sinh mệnh chi thủy. Nếu không thật đúng là chính là hậu quả khó có thể đoán trước. Tạp mao điểu hiện tại biểu hiện, thật sự là hai chữ, bành trướng. Nếu là nó yêu đan khôi phục lúc sau, còn không biết tốt sát thành bộ dáng gì, không có gì ước thúc nói, thật không có biện pháp. Sinh mệnh chi thủy chính là tốt nhất ước thúc, đây chính là càn khôn hồ nội chí bảo, chính là lão cây liễu đều nói có ảnh hưởng. Mà trước kia hắn không cung cấp tạp mao điểu dùng quá sinh mệnh chi thủy, nhưng hiện tại bất đồng. Tạp mao điểu nội đan xuất hiện. Đối với một cái yêu tộc tới nói, nội đan mới là trung tâm, Dương Nghị Vân rõ ràng từ này viên nội đan chung cảm nhận được không gì sánh kịp năng lượng. Cho nên hắn sợ tạp mao điểu nuốt vào nội đan xuất hiện cái gì biến cố, liền ở bên trong đan thượng tích lộ một giọt sinh mệnh chi thủy, xem như một đạo đại bảo hiểm đi. Miễn cho đến lúc đó tạp mao điểu khoe khoang, hắn không có biện pháp thu thập. Ở tạp mao điểu hưng phấn kêu to chung, Dương Nghị Vân trong tay nội đan không chịu khống chế phiêu hướng về phía tạp mao điểu. Ngay sau đó lại thấy, tạp mao điểu há mồm phun ra một giọt kim sắc máu, ngay lập tức hạ xuống ở nội đan thượng. Oanh! Một cái chớp mắt ra một tiếng nổ vang vang lên, mà huyền phù nội đan lại là ngay sau đó răng rắc một tiếng, như là pha lê rách nát thanh. Tức khắc quang mang đại tác. Đồng thời một cổ khí lãng ong một chút nhộn nhạo ở toàn bộ đại điện. Này cổ khí lãng chính là ngay lập tức chi gian mãnh liệt bùng nổ mà ra. Đại điện chung tất cả mọi người vì này sắc mặt đại biến. Bao gồm Dương Nghị Vân đều cảm nhận được tim đập nhanh. Cũng may liền như vậy một chút này cổ hơi thở liền biến mất. Lại đi nhìn đến thời điểm lại là thấy tạp mao điểu há mồm đem nội đan nuốt đi xuống. Vân Trường Sinh lẩm bẩm, nội đan thượng phong ấn tựa hồ bị cởi bỏ, hảo cường đại hơi thở. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói. Tạp mao điểu dùng nó tự thân tinh huyết giải khai nội đan phong ấn chi lực, thứ này tinh huyết phi thường độc đáo, năm đó còn đã cứu ta mệnh, nó tinh huyết cũng có thể làm cây khô gặp mùa xuân, ta năm đó lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm gặp qua. Kỳ quái, này chỉ quả đen cái gì địa vị, ta như thế nào cảm giác có điểm quen thuộc đâu? Cơ tím hà mở miệng hỏi Dương Nghị Vân. Sao trời tử cùng Vân Trường Sinh lúc này cũng nói, đích xác có chút quen thuộc a,
nhưng nhìn qua chính là một con quạ đen. Quạ đen hẳn là không phải nó tướng mạo sẵn có hẳn là Tam Túc Kim Ô, chính là thần mặt trời điểu. Dương Nghị Vân giải thích một câu. À, ta nhớ tới, thật lâu trước kia chết lão nhân bên người xuất hiện quá một con ba chân điểu, rất cường đại, kia một lần là sư phụ đi lên trời lộ lần đầu tiên, sau lại ba chân điểu cùng sư phụ cùng nhau mất tích. Cơ Tím Hà nói. Không sai, ta cũng nghĩ đến, đích xác như thế, ba chân điểu xuất hiện thời điểm, chúng ta ba cái lúc ấy còn nhỏ, ở bên nhau chơi qua rất dài một đoạn thời gian, bất quá nó đầy mình ý nghĩ xấu, hỏi qua sư phụ ba chân điểu lai lịch, lúc ấy sư phụ cũng chưa nói, lại sau lại liền theo sư phụ cùng nhau biến mất sao trời tử cũng nhớ tới nói. Vân Trường Sinh trầm ngâm nói, hiện tại xem ra, là phạm vào chuyện gì bị sư phụ khiển trách, phòng ấn yêu đan đặt ở đại thanh quy trong bụng bảo quản, lại là không nghĩ tới. Hóa thành quả đen hình thái, xuất hiện ở tiểu sư đệ bên người. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, hẳn là chính là như thế, tạp mao điểu là ta năm đó hạ giới tán tiên nói sư phụ nói thành tìm được, không nhắm ngay xác nói là chết lão nhân tặng cho ta, chẳng qua vẫn luôn không có gì pháp lực sức chiến đấu, chính là một con miệng nham hiểm quả đen. Dựa theo các ngươi như vậy vừa nói nhưng thật ra có thể giải thích thông, vô cùng có khả năng là tạp mao điểu đi theo chết lão nhân lần đầu tiên đi lên trời lộ. Kết quả đều bị người âm, lão nhân chuyển tu tới rồi ta thế giới kia, mà tạp mao điểu có thể là lão nhân một đại pháp lực phong nội đan, ném tới rồi tán tiên nói, bất quá mặc kệ có phải hay không này đó đều không quan trọng. Quan trọng là tạp mao điểu nội đan trở về, có lẽ đối Vân Môn tới nói là một rất tốt sự. Qua, pi, bốn người mới vừa nói chuyện chung, đại điện chung vang lên tạp mao điểu oa tiếng kêu, nhưng lại cũng tiếng kêu có chuyển biến, ẩn ẩn nghe tới thế nhưng có hai phượng minh chi ý. Ngay sau đó bốn người nhìn lại thời điểm, lại là phát hiện tạp mao điểu toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra lộng lẫy kim quang, chói mắt trình độ chính là bọn họ toàn lực đi xem đều khó có thể mở to mắt. Dương Nghị Vân trong lòng bực này chói mắt kim quang trình độ, so với thái dương ánh sáng còn muốn chói mắt vô số lần. Hắn vận chuyển nổi lên càn khôn chi mắt, muốn đi xem tạp mao điểu nuốt vào yêu đan lúc sau, đến tột cùng đã xảy ra cái gì biến hóa, nhưng lại là phát hiện hắn càn khôn chi mắt cư nhiên cũng vô pháp đi nhìn thẳng. Càng bổn không mở ra được hai mắt. Chiếu sáng quá mãnh liệt. Hơn nữa cùng với mà đến chính là không gì sánh kịp cực nóng, đang ở lấy bay nhanh tốc độ tiếp tục tăng lên. Ngay lập tức chi gian Dương Nghị Vân liền cảm giác được tựa hồ đặt mình trong biển lửa chung giống nhau cực nóng, liền tính đối pháp lực đi ngăn cản cũng vô pháp thừa nhận giống nhau, bởi vì cực nóng ở liên tục bò lên. Lúc này Vân Trường Sinh sắc mặt đại biến nói, không tốt, mau đi ra. Nói chuyện chung hắn bàn tay vung lên, đem Dương Nghị Vân, Sao Trời Tử, Cơ Tím Hà bao gồm đại thanh quy cuốn tịch dựng lên, vừa đến không gian môn hộ xuất hiện chui đi vào. Ầm vang, liền ở bọn họ mấy cái biến mất hết sức, đại điện chung kim quang lộng lẫy lần thứ hai ầm vang một tiếng, đại tác phẩm có lẽ là mấy trăm mấy ngàn thậm chí thượng vạn lần. Ngay sau đó Vân Môn tổng điện cây số ở ngoài hư không một trận vặn vẹo. Vân Trường Sinh mang theo sư đệ sư muội đi ra. Ta đi. Tạp mao điểu thiêu ta đại điện A Dương Nghị Vân nhìn nơi xa mắng. Trong tầm mắt Vân Môn đại điện cùng đã biến mất không còn một mảnh, một chút cho bụi đều không có lưu lại. Mà ở đại điện tại chỗ, chỉ có một đường kính hơn 30 mễ kim quang đại hình cầu tồn tại, hiển nhiên là nuốt vào nội đan tạp mao điểu biến thành. Oanh! Pi! Tiếng gầm rú lần thứ hai vang lên, lại là kim quang đại hình cầu chung một đạo cột sáng phóng lên cao, nhẹ nhàng vô cùng phá tan Vân Môn đại trận tiếp cơ. Phía trên tận trời mà đi. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, lại là xỏ xuyên qua phía chân trời. Cũng ngay sau đó một tiếng phượng minh thét dài vang vọng ở toàn bộ Vân Môn. Không tốt, đại sư huynh mau hỗ trợ bày ra kết giới, nếu không toàn bộ tổng điện đều phải hủy diệt. Dương Nghị Vân nhìn kim quang vội vàng kêu to. Hắn cảm nhận được cực nóng độ ấm như cũ ở bò lên, càng lúc càng lớn, trước mặt chỉ là hủy hoại tổng điện đại điện, nhưng toàn bộ Vân Môn tổng đại điện. Là một tảng lớn kiến trúc, có thượng trăm thiên điện tồn tại, tại như vậy đi xuống, liền phải toàn bộ đốt cháy rớt, kim sắc đại cầu trong mắt hắn chính là một viên đại hỏa cầu giống nhau, hoặc là nói càng như là một viên thái dương. Chói mắt, cực nóng. Vân Trường Sinh phất tay chi gian lấy kim hình cầu vị trung tâm, bày ra đường kính phạm vi cây số kết giới. Bất quá ngay sau đó Vân Trường Sinh hít hà một hơi nói, độ ấm quá cao, sư đệ hỗ trợ. Nói chuyện chung hắn từng đạo pháp quyết đánh vào kết giới, cố hết sức duy trì kết giới. Sao trời tử cùng Cơ Tím Hà cũng vội vàng gia nhập tiến vào. Dương Nghị Vân vừa muốn hỗ trợ thời điểm,
lại là nghe được một tiếng thét dài. Hắn vừa thấy thật lớn kim sắc hình cầu chung, một đầu kim quang càng sâu đại điểu hiện lên bay lên. Pi, qua ha ha, lão tử đã trở lại. Vừa nghe thật là tạp mao điểu thanh âm. Dương Nghị Vân chỉ là có thể trước mặt nhìn đến một cái chớp động cánh huyền phù ở trống không đại điểu, nhưng thanh âm lại nghe đến rành mạch, chính là tạp mao điểu thanh âm. Sự thật này hắn vội vàng hô to, tạp mao điểu ngươi mẹ nó mau dừng lại, Thiêu Vân môn cung điện đàn, tiểu gia ta nhổ sạch ngươi toàn thân mau. Ong! Hắn giọng nói lạc bế, thiên địa chi gian một tiếng ong ong run minh. Ngay sau đó chói mắt tinh quang bắt đầu tiêu tán, xỏ xuyên qua thiên địa cột sáng cũng biến mất. Hết thảy khôi phục bình thường. Vân Trường Sinh ba người thu pháp lực, thật dài hộc ra một ngụm chọc khí. Cực nóng biến mất. Mà giữa sân đại điện trực tiếp bốc hơi không thấy, nhưng tại chỗ lại là huyền phù vẫn luôn kim quang sán sán đại điểu. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động bá một chút biến mất, xuất hiện đại điện nơi. Thật là ba chân kim sắc đại điểu. Phượng đầu đuôi phượng, toàn thân lông chim từng mảnh rất dài, có khắc văn đồ án trong người, hai chỉ móng vuốt, như là móng gà, đệ tam chỉ chảo sinh trưởng ở ngực bụng vị trí. Đầu có màu gà, nhìn hình thể gầy ốm, nhưng lại kim sắc kim đồng sinh động như thật, thế nhưng có sợi uy áp. So với nguyên lai quả đen hình thể lớn ba vòng. Dương Nghị Vân qua đi, nhìn này chỉ kim sắc ba chân đại điểu, ngơ ngác nói, tạp mao điểu. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy đến nó nuốt nội đan, nhưng như cũng có chút không thể tin được, trước mắt thần uy hiển hách, diện mạo bất phàm tam túc kim ô là tạp mao điểu kia chỉ hắc quả đen biến thành. Tại đây chỉ ánh vàng rực rỡ tam túc kim ô trước mặt, Dương Nghị Vân thế nhưng mạc danh sinh ra một chút kính sợ tới, cái này làm cho hắn cảm giác thực khó chịu. Nhưng sự thật chính là như thế. Người cái nhược kê, lão tử nói, lão tử là tam giới đệ nhất thần ma điểu, khi dễ lão tử thời gian dài như vậy, hôm nay cũng nên tìm tiểu tử ngươi tính tính sổ. Oa ha ha, trở về cảm giác thật sảng, nhược kê nhanh lên cầu lão tử khai ân vòng qua ngươi, hắc hắc hắc. Hảo đi. Hoa lệ đại biến thân tạp mao điểu, giờ phút này quả thực là cuồng ngạo vô biên. Khoe khoang a. Dương Nghị Vân nghe tạp mao điểu kiêu ngạo vô cùng khoe khoang, trong lòng một vạn đầu quả đen bay qua, nhưng là khóe miệng dơ lên lại là càng ngày càng cao. Quả đen nhất chiều biến phượng hoàng, không đúng, biến tam túc kim ô, sau đó liền quát gió lốc giống nhau bành trướng. Hảo sao, người bành trướng liền bành trướng đi, Dương mỗ nhân lý giải. Rốt cuộc đương quả đen nhiều năm như vậy, cũng nghẹn khuất, người đều có bành trướng chi tâm, huống chi vẫn luôn quả đen. Hơn nữa Dương mỗ nhân ngẫm lại trước kia lại là khi dễ quá nó, đến làm người bành trướng một chút là có thể. Nhưng là, ngàn không nên vạn không nên, người cái tạp mao điểu muốn cho tiểu cũng ta cầu ngươi. Ha ha đát, đúng lúc này Vân Trường Sinh. Sao trời tử cùng cơ tím hà đi tới Dương Nghị Vân bên người, ba người nhìn tạp mao điểu, chính là bọn họ khi còn nhỏ gặp qua, cái kia thực xảo trá ba chân điểu. Khi đó chả bọn họ không biết ba chân điểu sâu cạn, nhưng lúc này bọn họ đều là tu luyện thành công tiên nhân, trong đó Vân Trường Sinh càng là thông ngộ cấp bậc. Đối tạp mao điểu có một ít hiểu biết. Không nói mặt khác, chỉ cần dám mới kia chờ cực nóng cùng khí tức liền biết, này chỉ điểu không dễ chọc. Hơn nữa đi. Ba người căn bản liền nhìn không ra tạp mao điểu là cái gì tu vi. Này chỉ có thể thuyết minh, sâu không lường được. Đại sư huynh này chỉ điểu cái gì trình tự khả năng nhìn ra tới. Sao trời tử nhỏ giọng hỏi ra tới. Vân Trường Sinh lắc đầu nói, nhìn không ra tới, sâu không lường được, bực này dị chủng, không có biện pháp dùng cảnh giới cấp bậc đi cân nhắc. Nói chuyện chung Vân Trường Sinh tiến lên một bước chắn Dương Nghị Vân trước người, mở miệng đối Dương Nghị Vân nói. Tiểu sư đệ nhìn dáng vẻ các ngươi trước kia quan hệ không hảo a, này chỉ điều đây là muốn cho ngươi ăn mệt, nó rất cường đại. Ha ha, đại sư huynh đừng lo lắng, ăn mệt khẳng định sẽ, nhưng là tuyệt đối không phải ta, các ngươi yên tâm lui ra phía sau, ta tới giải quyết. Dương Nghị Vân chút nào không thèm để ý, ngược lại trấn an đại sư huynh. Ân, có thể giải quyết, Vân Trường Sinh quay đầu lại hỏi, nói thật hắn đối mặt này chỉ đột nhiên biến thân quả đen đều trong lòng ở chột dạ. Thật muốn là đối tượng hắn không có chút nào nắm chắc. Tâm phóng bụng, hắc hắc, ta hôm nay muốn cho này chỉ tạp mao điểu khoe khoang đủ. Dương mỗ nhân nói chuyện chung trên mặt ý cười càng ngày càng nùng. Như thế Vân Trường Sinh do dự một chút, cùng sao trời tử, cơ tím hà đối diện đứng ở một bên, nếu tiểu sư đệ tin tưởng 10 phần, vậy làm hắn giải quyết đi, nhưng nếu là vạn nhất có biến, bọn họ ba cái sẽ không chút do dự ra tay. Hơn nữa quay đầu lại tưởng tượng,
này chỉ điều dù sao cũng là sư phụ để lại cho tiểu sư đệ, lại nói như thế nào, cũng sẽ không làm tiểu sư đệ có tánh mạng chi ưu, nghe tới chính là tưởng nhục nhã một chút tiểu sư đệ. Còn có chính là Vân Môn còn có lão cây liễu đâu, tiểu sư đệ có nguy hiểm, lão cây liễu tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Thả nhìn xem lại nói. Lúc này vô cùng khoe khoang thần ma điểu lại là mở miệng nói, hắc hắc, Trường Sinh, Sao Trời, Tím Hà, ba cái tiểu gia hỏa còn nhớ rõ lão tử không? Các ngươi ba cái tiểu gia hỏa khi còn nhỏ đều còn tính không tồi, không giống Dương Nghị Vân cái này nhược kê một bụng ý nghĩ xấu, rất nhiều lần đem lão tử toàn thân lông chim rút. Khụ khụ khụ, ách, lão tử ý tứ là các ngươi ba cái đừng cho cái này nhược kê xuất đầu. Lão tử ở đi theo cái này nhược kê bên người mấy ngàn năm, nhận hết sỉ nhục, hôm nay lão tử rốt cuộc mẹ nó khôi phục, phải hảo hảo tìm cái này nhược kê tính tính sổ. Nói cho các ngươi tam a, Trường Sinh tiểu gia hỏa thông ngộ cũng không chiêu, lão tử một đạo cực nóng là có thể đem ngươi đốt thành cho, đây là lão tử cùng Dương Nghị Vân cái này nhược kê chi gian ân oán. Trước kia tạp mao điểu cùng Vân Trường Sinh ba cái nhận thức, cho nên đi có rất nhiều lần, đều là có thể tránh né Vân Trường Sinh ba cái, bởi vì mất mặt a. Ngẫm lại trước kia hắn nhiều uy phong, biến thành quả đen sau, sợ đơn giản Vân Trường Sinh, Sao Trời tử cùng Cơ Tím Hà ba cái ném điểu. Chuyện này Dương Nghị Vân cũng rõ ràng. Hơn nữa kia một lần tiểu sư tỷ tiến đến, tạp mao điểu còn cố ý tránh né quá. Hiện tại nghe tạp mao điểu nói chuyện, hắn liền nhìn không được muốn cười. Thứ này có đôi khi thực sĩ diện, nhưng có đôi khi là thật không biết xấu hổ. Bất quá thứ này cư nhiên nói đại sư huynh bực này thông ngộ nó có thể một đạo cực nóng liền thiêu chết. Cũng không biết có phải hay không đang nói mạnh miệng. Nghĩ lại là có khả năng đi, rốt cuộc vừa rồi kia chờ cực nóng đích xác lệnh nhân tâm giật mình, kia còn gần là dung hợp nội đan phát ra mà thôi, nếu là tạp mao điểu thật sự nghiêm túc, thật đúng là khó nói. Vân Trường Sinh bài trừ một cái miễn cưỡng mỉm cười nói, kim ô tiền bối hà tất cùng ta tiểu sư đệ so đo. Thần ma điểu khoe khoang nói. Cái gì kim ô không kim ô, đó là lão tử thật lâu trước kia đi địa cầu thời điểm có người kêu tên, lão tử hiện tại là tam giới đệ nhất thần ma điểu biết không? Còn có a, lão tử sẽ không lộng chết cái này nhược kê, chỉ cần hắn cầu người cấp lão tử cúi đầu nhận sai liền tính, lão tử vẫn là rất rộng lượng. Ngươi là bành trướng không phải rộng lượng đi, Dương Nghị Vân nhìn không được âm chắc chắc cười. Ngươi cái nhược kê, xem ra là không chuẩn bị cấp lão tử cúi đầu nhận sai. Thần ma điểu vừa thấy Dương Nghị Vân vẻ mặt ý cười cười liền hỏa lớn. Ngay sau đó cười lạnh nói, minh bạch, người cái nhược kê có phải hay không nghĩ tìm cái kia lão cây liễu cho ngươi hỗ trợ. Ha ha, lão tử nói cho ngươi, lão tử một thân ngọn lửa ra tới, tin hay không kia một gốc cây lão cây liễu đều phải nhận túng. Giờ phút này tạp mao điểu nói chuyện kiêu ngạo trời cao. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, hắn cảm giác một chút bốn phía thiên địa. Lấy hắn đối lão cây liễu kia cổ quái tính cách, tạp mao điểu những lời này chính là ở tìm chết. Hắn tin tưởng Vân Môn phát sinh hết thảy đều sẽ không tránh được, lão cây liễu thực hiện, giờ phút này tạp mao điểu này một câu chính là ở khiêu khích lão cây liễu. Lão cây liễu cường đại, hắn hôm nay kiến thức qua, phù hoàng kia chờ thông ngộ ngũ trọng thiên nguyên thần pháp tương đều ở lão cây liễu thủ hạ đừng nghiền áp thành cho tàn, ở Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ đến, tạp mao điểu tuy rằng khôi phục yêu đan. Nhưng ở lão cây liễu trước mặt còn hơi kém hơn một đoạn. Lúc này lão cây liễu tất nhiên sẽ nhảy ra chiều tạp mao điểu. Trong lòng mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, giữa sân lại là vang lên một cái lạnh băng tiếng động nói, là sao, ngươi có thể tới thử xem. Lại là lão cây liễu thanh âm. Tạp mao điểu khinh thường, thiết, cho rằng lão tử sợ ngươi a, chờ lão tử thu thập tiểu tử này liền đi tìm ngươi. Hừ, lão cây liễu hừ lạnh một tiếng. Sau đó. Liền không có sau đó. Lần này Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh. Hắn xem như minh bạch, quả nhiên lão cây liễu đều đối tạp mao có kiêng kỵ, nếu không dựa theo nàng tính cách, đã sớm một cành liễu chịu lại đây. Nhưng lại là hừ lạnh một tiếng lúc sau, ở cũng đã không có động tĩnh. Lần này Vân Trường Sinh cùng Sao Trời Tử, Cơ Tím Hà ba người cũng đều nội tâm chấn động, bọn họ ba cái khi còn nhỏ cùng thần ma điểu hết thảy đãi quá, nhưng khi đó cũng không biết thần ma điểu chi tiết đạo hạnh. Hiện giờ cư nhiên liền cường đại lão cây liễu đều chỉ là hừ lạnh một tiếng không có bên dưới. Này thuyết minh, thần ma điểu cũng không có nói dối, này chỉ điều thực lực sợ là so với lão cây liễu đều mạnh hơn một đầu. Giờ phút này thần ma điểu nhìn đến Dương Nghị Vân bốn người sắc mặt biến hóa càng thêm đắc ý nói, hắc hắc, nhược kê mau cấp lão tử xin lỗi, xin tha, cầu lão tử buông tha ngươi một lần,
chuyện này liền đi qua, nếu không hôm nay nhất định phải làm tiểu tử ngươi ăn chút đau khổ, oa ha ha. Khoe khoang cười to quanh quẩn ở toàn bộ Vân Môn đại điện trên không, bốn phía nơi may mắn Vân Trường Sinh bày ra kết giới, nếu không lời này bị những người khác nghe được, Dương Nghị Vân cái này môn chủ thể diện liền mất hết. Dương Nghị Vân nheo lại mắt thấy khoe khoang tạp mao điểu, toàn thân kim quang lộng lẫy thần uy vô cùng, trong lòng thở dài nói, tốt như vậy túi ra hạ như thế nào liền bao vây một cái như thế kỷ ba linh hồn đâu. Ngay sau đó Dương Mẫu Nhân nhếch miệng cười, đối tạp mao điểu nói, đi theo ta bên người vài ngàn năm, người chừng nào thì gặp qua ta phục quá mềm. Huống chi, người mẹ nó chính là biến thành Phượng Hoàng, người cũng vẫn là tiểu gia ta linh sủng. Nga không đúng, là đại gia. Ân liền tính là ngươi hôm nay biến thành Tam Túc Kim Ô cũng hảo, vẫn là Phượng Hoàng cũng thế, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một câu. Dương Nghị Vân thanh âm kéo trường dừng một chút tiếp tục nói, ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia. Ngươi, qua a nha nha tức chết lão tử, hôm nay phi làm tiểu tử ngươi biết biết lão tử lợi hại. Thần ma điểu bị Dương Nghị Vân một phen lời nói tức giận đến nổi trận lôi đình, ngay sau đó lại là toàn thân kim quang đại tác, thoạt nhìn phải đối Dương Nghị Vân bão nổi. Cái này làm cho bên cạnh Vân Trường Sinh ba người sắc mặt đại biến, bọn họ ba cái trong mắt tiểu sư đệ hoàn toàn chọc giận thần ma điểu. Nhưng mà đúng lúc này sẽ, ba người nghe được Dương Nghị Vân mở miệng nói, cút cho ta xuống dưới đi, làm ngươi khoe khoang. Theo những lời này lạc bế, nguyên bản kim quang đại tác thần ma điểu đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, một đầu từ giữa không trung tài rơi xuống. Chạm vào, một tiếng nặng nề thần ma điểu trực tiếp tạp tới rồi trên mặt đất, toàn thân kim quang tắt. Tiểu tử ngươi dừng lại. Lão tử không phải đem trong cơ thể sinh mệnh chi thủy luyện hóa sao, như thế nào còn? Tiểu tử ngươi âm hiểm cư nhiên ở lão tử nội đan hạ ám chiêu, nha. Đình đình lão tử phục phục. Thần ma điểu thống khổ kêu thảm thiết, đầy đất lăn lộn, rốt cuộc xin tha lên. Dương Mẫu Nhân cười hắc hắc nói, ta nói mặc kệ ngươi cái tạp mao điểu biến thành cái gì, ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia, kêu đại gia nghe một chút. Đại gia, nghe không thấy. Đại gia, dừng tay. Một màn này làm một bên Vân Trường Sinh ba người trợn mắt há hốc mồm. Không ai bì nổi thần ma điểu, liền mặt lão cây liễu đều kiêng kỵ, nhưng chỉ chớp mắt cũng không biết tiểu sư đệ dùng cái gì thủ đoạn, liền biến thành bực này túng hóa. Hi hi, tiểu sư đệ thật nghiêu cơ tím hà phản ánh lại đây sau, cười lên tiếng. Từ đầu đến cuối Dương Mẫu Nhân đều phi thường bình tĩnh. Đó là bởi vì sinh mệnh chi thủy bị hắn lộng vào tạp mao điểu yêu đan chung, từ tạp mao điểu dung hợp yêu đan một khắc khởi, hắn liền cảm ứng được sinh mệnh chi thủy. Bực này vì thế bắt chẹt tạp mao điểu tử huyệt. Mà sinh mệnh chi thủy chính là càn khôn hồ chung cái thứ nhất xuất hiện chí bảo, hắn không dẫn động tạp mao điểu rất khó phát hiện, huống hồ ngay từ đầu tạp mao điểu nhìn thấy nó chính mình yêu đan liền cao hứng quá mức, căn bản là không kiểm tia, yêu đan, một ngụm nuốt đi xuống. Cho nên đi. Dương Mẫu Nhân căn bản liền không để bụng tạp mao điểu uy hát yêu ta, làm hắn khoe khoang, chờ thứ này khoe khoang đủ rồi, cho hắn tới thượng một kích, cũng đủ nó trường trí nhớ, thậm chí tâm lý đều phải lưu lại bóng ma. Này một kích thực hiệu quả. Tạp mao điểu ở lòng tự tin bạo lều thời điểm, Dương Mẫu Nhân dẫn động nó yêu đan nội sinh mệnh chi thủy, một chút chính là thiên đường địa ngục giống nhau chênh lệch. Kêu thảm thiết tiếp tục. Dương Mẫu Nhân căn bản liền không dừng lại. Lần này không cho tạp mao điểu tâm lý lưu lại điểm bóng ma, hắn liền thề không bỏ qua. Nhất niệm chi gian thao tác mà thôi, cũng không muốn sống, khiến cho ngươi chết đi sống lại. Ngươi nghiêu ngươi thử xem. Dương Mẫu Nhân càn khôn hồ bí mật, biết đến người một lóng tay đầu số lại đây, đương nhiên hắn chỉ chính là nội loại bí mật, tạp mao điểu chính là một cái, cũng là duy nhất một cái, bởi vì năm đó tạp mao điểu cùng càn khôn hồ khí linh đối diện lời nói. Khí linh bị hắn cấp diệt. Mà tạp mao điểu lại còn ở trước mặt hắn khoe khoang. Cái này hảo, Dương Mẫu Nhân cùng nhau gõ. Càn khôn hồ lai lịch đến tột cùng là cái gì hắn cũng không biết, sinh mệnh chi thủy thần kỳ, lão cây liễu đều chịu ảnh hưởng, người tạp mao điểu cũng khó thoát. Vân Trường Sinh nhìn trên mặt đất lăn lộn xin tha tạp mao điểu, trong lòng lại là ở hít hà một hơi. Hắn cùng sao trời tử không hẹn mà cùng đối diện, nhìn tiểu sư đệ bóng dáng, lại là cười khổ. Vân môn mạnh nhất xem như lão cây liễu, nhưng hôm nay lão cây liễu ở thần ma điểu trước mặt cũng tựa hồ yếu đi một đầu, cường hãn như lão cây liễu, như thần ma điểu lại có thể như thế nào? Còn không phải ở tiểu sư đệ trước mặt xúc thành một đoàn. Thật tính lên, vân môn người mạnh nhất đương thuộc tiểu sư đệ. Vô hắn,
chỉ vì hắn có thể thu thập thần ma điểu, có thể thu thập thần ma điểu là có thể sử dụng thần ma điểu. Phía trước bọn họ đều còn ở lo lắng Vân Môn sẽ bị Tam Đại Thiên Tôn thế lực theo dõi, sẽ lo lắng tiểu sư đệ an nguy, nhưng hiện tại lại rốt cuộc yên tâm. Có thần ma điểu tại bên người tiểu sư đệ, ai đi trêu chọc ai chính là ngốc tử. Bên này Vân Trường Sinh ba người nội tâm tràn đầy khiếp sợ, bên kia Dương Mẫu Nhân nhìn đã thiếu chút nữa thành chết cẩu giống nhau tạp mao điểu cười ngâm ngâm nói, còn khoe khoang không? Không được tiểu tử ngươi mau dừng lại, không dám tạp mao điểu vội vàng xin tha, không còn có phía trước thịnh khí lăng nhân. Dương Mẫu Nhân nhếch miệng cười dừng lại. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, tạp mao điểu nói là thu thập hắn, chính là khoe khoang một chút, không có khả năng chân chính đối hắn hù chết tay. Mặt khác, hắn đối tạp mao điểu cũng là giống nhau. Ở chung mấy ngàn năm xuống dưới, hắn cùng tạp mao điểu chi gian giao lưu nghĩ đến đều là một loại oan gia giao lưu, cùng nhau trải qua sinh sinh tử tử, tính lên so bất luận kẻ nào đều nhiều. Năm đó phi thăng tiên giới hắn liền mang theo tạp mao điểu một cái. Đủ để thuyết minh vấn đề. Mà hắn lần đầu tiên sử dụng càn khôn thần điện chi lực, bị phản phệ lúc sau là tạp mao điểu dùng nó chính mình bản mạng kim huyết cứu hắn. Cho nên hắn biết tạp mao điểu sẽ không chân chính thương tổn hắn, thứ này chính là khoe khoang, chỉ thế mà thôi. Bất quá tạp mao điểu kiêu ngạo nếu là không thu thập một chút, về sau sẽ sai lầm, hôm nay lần này, cũng đủ ở nó trong lòng lưu lại bóng ma, khiển trách một phen, đối về sau ở chung có rất tốt chỗ. Nhìn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tạp mao điểu, Dương Mẫu Nhân nhếch miệng cười cười nói, được rồi đừng giả chết, cũng không sợ mất mặt, người khoe khoang có thể, nhưng là đừng ở trước mặt ta có lần sau. Anh em ta hiện tại hảo đến là Vân Môn chi chủ, ngươi như thế không cho ta mặt mũi, làm ta ở sư huynh sư tỷ trước mặt mất mặt, này cấp điểm này khiển trách tính nhẹ. Ngươi mẹ nó cái nhược, tạp mao điểu phịch một chút bay lên tới, há mồm liền mắng. Nhưng là, hừ, Dương Mẫu Nhân trừng mắt, tạp mao điểu lại túng. Sau đó hắc hắc một chút nói, lão tử này không phải yêu đan trở về, cao hứng sao, chính là cùng tiểu tử ngươi khai nói giỡn. Tiểu tử ngươi xuống tay cũng quá độc ác, muốn mệnh a, có biết hay không? Thứ này chính là cái vô lại. Dù sao nói như thế nào đều có lý do. Dương Nghị Vân cũng biết nó cái gì tính tình, hừ lạnh một tiếng nói, nếu ngươi khôi phục yêu đan tu vi, kia cũng không thể nhàn rỗi. Nghe hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi vì Vân Môn hộ pháp thần điều, hộ pháp điện hộ pháp chi nhất, ngày sau phù hộ Vân Môn trên dưới an ổn, không được có lầm. Lão tử! Đừng nhiều lần! Ta biết ngươi tưởng nói ngươi là tam giới đệ nhất thần ma điểu, như thế nào sẽ cho ta một cái tiểu tiểu Vân Môn tả hộ pháp. Yên tâm không cho ngươi làm không, ngày nào đó nếu là đi thần giới, ta thề, ngươi nếu là muốn làm cái gì sự, ta đánh bạc mệnh đi giúp ngươi. Dương Nghị Vân ánh mắt kiên định nói ra lời này, hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì phía trước ở tạp mao điểu yêu đan bên trong cảm thụ một cổ áp chế oán hận, hoặc là nói là một loại thù hận cảm xúc. Hắn suy đoán tạp mao điểu nhất định là cái có chuyện xưa tạp mao điểu. Này xem như cho nó một cái hứa hẹn. Tuy rằng hắn cái này hứa hẹn có chút hư vô mờ mịt. Thần giới. Đó là nói cũng không biết tồn tại. Đừng nói thần giới, hắn hiện tại liên thông ngộ đều không phải, thực xa xôi thực xa xôi. Nhưng thái độ này cùng này một phần tâm, là chân thành, tạp mao điểu giúp hắn rất nhiều, ở trong lòng đã sớm đem tạp mao điểu trở thành huynh đệ xem. Nó có việc, có thể làm nhất định làm. Huyền phù ở Dương Nghị Vân đối diện tạp mao điểu nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, một đôi kim đồng trung lập lòe không chừng, ngay sau đó lại là tùy tiện nói, thiết, liền ngươi cái nhược kê. Tính lão tử sự tình, chờ tiểu tử ngươi tới rồi nào một bước đang nói, dù sao đều bị ngươi cái nhược kê cấp khống chế yêu đan, cố mà làm liền ngồi xuống ngươi Vân Môn hộ pháp, coi như là luyện tâm. Dương Nghị Vân nghe tạp mao điểu nhìn như khinh thường nhìn lại trả lời. Liền biết nó đáp ứng rồi, hơn nữa hắn từ tạp mao điểu trong ánh mắt bắt giữ tới rồi một tia phức tạp cảm xúc. Trong lòng thở dài quả nhiên là có chuyện xưa điểu. Một người một chim chi gian đối thoại đột nhiên có chút trầm trọng cảm xúc lan tràn. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười cười nói, hảo, ngươi lần này làm ta ở sư huynh sư tỷ trước mặt mất mặt, vẫn là không thể làm ngươi quá nhẹ nhàng. Nhược kê, đừng quá mức a, đừng ở tới. Ngươi sinh mệnh chi thủy ở lão tử yêu đan trong vòng có một cổ lực lượng có thể muốn mệnh, lão tử nguyên thần đều đang run rẩy, ở tới một lần, lão tử chết cho ngươi xem. Thần ma điểu cho rằng Dương Nghị Vân lại muốn tới một lần, tức khắc dọa tới rồi. Dương Nghị Vân cười ha ha, hắn biết sinh mệnh chi thủy quả nhiên đối bất luận cái gì yêu tộc là có thật lớn khắc chế, tạp mao điểu cũng không ngoại lệ,
trong lòng mừng rỡ, ngẫm lại lại là nói, ta hỏi trước ngươi một vấn đề, đúng sự thật trả lời ta. Làm gì, Tạp Mao Điểu cảnh giác nói. Ngươi có phải hay không đi qua địa cầu Thái Dương? Tạp Mao Điểu hình tượng chính là Tam Túc Kim Ô, cho nên hắn tưởng xác định một chút, Cửu Châu thần thoại trung Tam Túc Kim Ô có phải hay không cùng Tạp Mao Điểu có quan hệ? Nghe được Dương Nghị Vân hỏi chuyện, Tạp Mao Điểu lại là cả người run lên. Nửa ngày đều không có nói chuyện. Làm sao vậy? Dương Nghị Vân cảm giác có chút không thích hợp, giờ phút này sớm Mao Điểu trên người có một cổ bi thương hơi thở. Ngay sau đó Tạp Mao Điểu mới là nói, không phải ta, là ta phụ thân, thật lâu sự tình trước kia, phụ thân bị. Dù sao ta phụ thân hẳn là đi qua các ngươi nơi nào Thái Dương Thượng, ta hạ giới nguyên nhân cũng là vì tìm kiếm ta phụ thân, nhưng lại ra một ít biến cố, vẫn luôn không đi thành, nhưng là sao lại ta phải biết, phụ thân hắn đã sớm không hề Thái Dương. Tiểu tử, có thể hay không về sau mang đi các ngươi địa cầu Thái Dương đi gặp. Ta muốn đi ta phụ thân đã từng sinh hoạt quá địa phương nhìn xem. Chúng ta nhất tộc được xưng tam giới đệ nhất thần ma điểu, cũng không phải là hư ngôn, Tam Túc Kim Ô tên này là phụ thân đi các ngươi địa cầu cái kia Thái Dương lúc sau được đến, trời sinh có được tam giới nhất tối cao thuần dương liệt hỏa ánh sáng, nhưng đốt cháy hết thảy, sở phát ra quang mang chung mang theo thuần dương sinh cơ, cho nên vạn vật mà sinh. Tạp Mao Điểu cảm xúc bình tĩnh xuống dưới, nói như vậy một đoạn lời nói, nhưng lại cũng là lời nói hàm hồ, hiển nhiên có một số việc cũng không muốn cho Dương Nghị Vân biết. Dương Nghị Vân cảm thụ được đến, Tạp Mao Điểu cảm xúc hạ xuống, không hề dò hỏi đi xuống, nhưng lại rốt cuộc biết Cửu Châu về Tam Túc Kim Ô thần thoại truyền thuyết, nghe Tạp Mao Điểu ý tứ, này trong đó tất nhiên có rất nhiều chuyện xưa. Đã có thể không hề thích hợp truy vấn. Nhìn Tạp Mao Điểu Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ tới một cái làm hắn kích động chú ý tới, nhếch miệng một chút nói, ta trừng phạt ngươi hóa thân vì Thái Dương, Vân Môn yêu cầu một cái Thái Dương, ha ha. Thần ma điểu bị Dương Nghị Vân những lời này cấp lộng mộng bức. Thái Dương, tiểu tử ngươi vẫn là không buông tha à. Thần ma điểu phẫn nộ rồi lên. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt nói, ngươi tố không tố ngốc, ta hiện tại là Vân Môn môn chủ, ngươi làm cho ta sư huynh sư tỷ mặt cho ta khó coi, làm ta thật mất mặt, hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Vân Môn đệ tử đều đã biết. Nhiều ít cũng làm điểm mặt mũi cấp người ngoài xem mới được, nói nữa. Người Tam Thúc Kim Ô cấp Vân Môn lộng cấp tiểu Thái Dương thủ đoạn đừng nói không có. Còn có quan trọng nhất một chút, cho người đi hóa thân một chút Thái Dương, cũng là cho ngoại giới một loại uy hát yêu ta, làm cho bọn họ biết người tồn tại, hiện tại người khôi phục nội đan, tuy rằng phát ra một chút hơi thở đều thực dọa người, nói thật người phía trước kia hơi thở thật sự thực dọa người. Lập tức chính là Vân Môn thành lập đại điển, đến lúc đó người hóa thân Thái Dương cao quải Vân Môn phía chân trời, đây là một trận uy hát yêu ta. Làm ngoại giới những cái đó tiên nhân biết ta Vân Môn có người cái này cường đại vô cùng hộ pháp thần điều tồn tại, cho dù có người đến lúc đó lộng động tác nhỏ, người cũng có thể giám thị. Càng thêm có thể ở trước tiên giải quyết vấn đề không phải. Cho nên ngươi đừng thật trở thành là đối với ngươi trừng phạt, mà là phải làm thành, một loại ngươi trương hiển thần uy cơ hội, hơn nữa đi, trên người của ngươi phát ra thuần dương ánh sáng, bản thân liền có cường đại sinh cơ thuộc tính, độc nhất vô nhị, đối Vân Môn trong vòng vạn vật cũng là có chỗ lợi. Dương Nghị Vân nói một đống lớn, nửa thật nửa giả, cũng có nịnh hót chi ý, phía trước cho Tạp Mao Điểu giáo huấn, cái này phủng nó vài câu cũng hợp tình hợp lý. Trọng điểm này đây hắn đối Tạp Mao Điểu hiểu biết, thứ này thật đúng là liền ăn này một bộ. Quả nhiên Tạp Mao Điểu vừa nghe tức khắc mừng rỡ nói, hắc hắc, tính ngươi có tiểu tử thật tinh mắt, lão tử tùy thiện phun một ngụm bản mạng chi khí ra tới, là có thể hóa ra một cái Thái Dương tới. Thế gian vạn vật đều không rời đi thuần dương sinh cơ. Đến lúc đó sẽ Vân Môn trong vòng tất nhiên sinh cơ bừng bừng, thiên địa linh khí cũng đem càng thêm nồng hậu, hành chuyện này, lão tử làm. Bị Dương Nghị Vân phủng một chút, Tạp Mao Điểu liền phiêu một ngụm đáp ứng rồi. Hảo hảo hảo, mau đi đi, nhưng là nhớ kỹ đừng quá mãnh liệt. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói. Biết biết, vừa lúc lão tử nội đan cùng khôi phục, yêu cầu thời gian đi thích ứng một chút, liền hóa thân vì Thái Dương ngủ một giấc đi, bảo đảm làm ánh mặt trời chiếu khắp toàn bộ Vân Môn. Ai dám nháo sự, lão tử một đạo cực nóng ánh sáng đốt thành cho tẫn. Thần ma điểu nói chuyện như cũ là trước đây cái loại này khí phách giọng, nếu là đặt ở hôm nay trước kia, Dương Nghị Vân như cũ sẽ cho rằng hắn là ở khoác lác. Nhưng hiện tại hắn biết cái này Tạp Mao Điểu thật không phải khoác lác, bởi vì hôm nay lão cây liễu đích xác ở Tạp Mao Điểu trước mặt túng một phen. Pi, Tạp Mao Điểu một tiếng thét dài trọng thiên dựng lên, thẳng trời cao tế.
ngay sau đó lộng lẫy kim quang bùng nổ, vân môn trên không xuất hiện một cái tiểu thái dương. Chính là loại cảm giác này, đúng là thoải mái hoài niệm. Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, Dương Nghị Vân cảm thụ trên địa cầu ánh mặt trời hương vị, trong lúc nhất thời si mê. Mà toàn bộ vân môn vì trung tâm, phạm vi vạn dặm trong vòng ánh sáng đại tác phẩm mấy trăm, vô hình chung nơi sinh linh cảm nhận được một cái sinh cơ hơi thở. Đương nhiên loại này sinh cơ cùng sinh mệnh sinh cơ lại có điểm bất đồng, là thực ấm áp sinh cơ hơi thở. Toàn bộ vân môn trong ngoài tiên nhân đều tại đây một khắc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại là phía chân trời phía trên xuất hiện một viên thái dương. Một đám đều ngạc nhiên vô cùng. Tiên giới thật lớn lại là một cái kỳ lạ hoàn cảnh, có chút địa phương là không có thái dương, thần ma đều biến thành cái này thái dương xuất hiện, làm rất nhiều tiên nhân đều tràn ngập hâm mộ. Bởi vì thái dương ánh sáng chiếu khắp vạn vật, đại biểu chính là sinh cơ. Trọng điểm là mọi người đều nhìn đến đây là hôm nay ở mí mắt ngầm xuất hiện một cái thái dương, hoặc là nói chính là thuần dương sinh cơ. Tiên giới rất nhiều địa phương không có thái dương, lại là có thuần dương sinh cơ, phàm là bực này địa phương không có chỗ nào mà không phải là phong thủy bảo địa, thường thường sẽ bị một ít cường giả hoặc là thế lực lớn kiến tạo thành tông môn hoặc là tu luyện nói thành. Hôm nay vân môn đột nhiên xuất hiện cái này thái dương, thuần dương hơi thở nùng liệt chưa từng nghe thấy. Làm một đám tiên nhân mơ màng liên miên, đều suy đoán là vân môn bút tích, nhưng lại không biết là chuyện như thế nào. Thần ma điểu hóa thân thái dương sau, Vân Trường Sinh ba người lúc này mới đã đi tới, nhìn phía chân trời thái dương nói, tiểu sư đệ sư phụ làm ngươi đối xử tử tế thần ma điểu, xem ra không sai, nó hóa thân cái này thái dương, chẳng khác nào là vân môn một con thiên nhãn, giám sát vân môn, nơi khác tới phạm, trước tiên biết được, càng có thể ngăn cản, thật sự không tồi. Dương Nghị Vân cười cười nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới tạp mao điểu cư nhiên sẽ là tam thúc kim ô, ở ta quê nhà tam thúc kim ô bản thân chính là thái dương hóa thân, hiện tại xem ra không sai. Ta cảm nhận được toàn bộ vân môn hoàn cảnh đều ở biến hóa, đặc biệt là các loại thảm thực vật tràn ngập sinh cơ, ở phát sinh thật lớn biến dị, giả lấy thời gian, sợ là chúng ta vân môn một thảo một mộc đều có thể tu luyện đắc đạo. Sao trời tử cảm thán nói. Đối này Dương Nghị Vân cũng chỉ là cười cười. Nhân tộc tu đạo đều không dễ dàng, huống chi là cỏ cây. Chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, ở bao nhiêu năm về sau, vân môn trong vòng thật đúng là xuất hiện rất nhiều hoa cỏ cây cối nói việc. Đương nhiên trong đó nhân tố rất nhiều, cũng không gần là thần ma điểu hóa thân thái dương công lao. Tiểu sư đệ ngươi làm thần ma điểu hóa thân thái dương, chẳng phải là đại tài tiểu dụng. Cơ tím hà tiến lên nói. Dương Nghị Vân cười cười nói, sư tỷ không cần lo lắng. Tạp mao điểu không phải hoàn toàn hóa thân thái dương, đối nó tới nói, một ngụm bản mạng chi khí liền có thể hóa ra một viên thái dương, ta chỉ là làm hắn tạm thời tự mình đi, đại điển ngày gần, có hắn ở trên trời nhìn chằm chằm, có thể tỉnh không ít chuyện nhi. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng muốn vĩnh cửu hóa thân thái dương đâu, đúng rồi ngươi phía trước không phải nói, còn có cái gì tiên thú muốn giao cho ta sao? Một đầu lão công gà nhưng không đủ, đúng rồi này đầu đại thanh quy ta mang đi đi. Cơ tím hà hiện tại mãn đầu óc đều nghĩ đến như thế nào đi mở rộng nàng tiên thú viện. Dương Nghị Vân cười khổ nói, sư tỷ đại thanh quy trên người có sư phụ lưu lại thông ngộ huyền bí tồn tại, cũng không thể nhập ngươi tiên thú viện, đối đại thanh quy ta có an bài khác, đến nỗi cho ngươi tiên thú viện bỏ thêm vào tiên thú, ta sớm đã có chuẩn bị, hiện giờ tiên thú viện nếu như cũ tu hoàn thành, ta đây liền thực hiện hứa hẹn. Nói xong Dương Nghị Vân nhìn về phía đại sư huynh Vân Trường Sinh nói, đại sư huynh triệt rớt kết giới. Vân Trường Sinh gật đầu, vung tay lên bao phủ vân môn tổng điện trận pháp bỏ. Dương Nghị Vân vung tay lên đầy trời răng cưa điểu xuất hiện. Trong lúc nhất thời che trời, tiếng kêu vang vọng toàn bộ vân môn, xoay quanh ở phía chân trời phía trên. Oa! Cơ tím hà nhìn không được kêu to ra tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng. Dương Nghị Vân cười cười nói, răng cưa vương từ hôm nay trở đi mang theo ngươi nhi lang, đi theo sư tỷ của ta cơ tím hà, bảo hộ hảo vân môn. Không được có lầm. Giống giống. Dẫn đầu răng cưa vương trầm thấp gật đầu, xoay quanh ở Dương Nghị Vân trước người theo tiếng. Trải qua hơn 1.000 năm tu dưỡng lúc sau, răng cưa vương bị Dương Nghị Vân ban cho quá tam tích sinh mệnh chi thủy sau, trải qua tiến hóa, giờ phút này luận tu vi lại là đại tiên đế đỉnh cấp bậc, hơn nữa nó độc đáo thiên phú Dương Nghị Vân tin tưởng liền tính là đối thượng lúc đầu tiên tôn răng cưa vương cũng có thể ứng phó. Hơn nữa có sinh mệnh chi thủy huyết mạch tiến hóa. Răng cưa vương tương lai tiềm lực là thật lớn, làm răng cưa vương đi theo tiểu sư tỷ đảo cũng không tồi.
những cái đó bình thường răng cưa vương thành niên, năm đó cấp Dương Nghị Vân ngăn cản địch nhân, tử thương lúc sau liền dư lại 3-4 vạn, nhưng lại ở càn khôn hồ không gian nội Dương Nghị Vân ở Long Ngư Hồ gia nhập quá sinh mệnh chi thủy, chúng nó uống qua Long Ngư Hồ thủy sau, tiềm lực huyết mạch cũng đều đừng tiến hóa, thực lực đạt tới tiên quân tiên vương trình tự, trong đó số ít đã đạt tới sơ cấp hiền đệ cấp bậc, dư lại đều là đại tân sinh răng cưa trứng ra đời mà ra ấu điểu răng cưa điểu, sinh ra ở càn khôn hồ. Tương lai tiềm lực thật lớn. Cười đối tiểu sư tỷ nói, sư tỷ này đó răng cưa điểu có 30 vạn chỉ, tuy rằng đại đa số là hoang dã chi cầm, nhưng lại đã toàn bộ mở ra linh trí, hiện tại ta đem chúng nó giao cho ngươi, có răng cưa vương thống lĩnh phụ trợ, tất nhiên có thể huấn hóa, trở thành ta vân môn đệ tử tọa kỵ. Mặt khác này đó răng cưa điểu đối ta từng có vài lần sinh tử trợ giúp, ta cũng hy vọng sư tỷ có thể đối xử tử tế, cũng nói cho ngày sau mỗi một cái muốn đạt được tọa kỵ vân môn đệ tử, cần thiết đối xử tử tế mỗi một con răng cưa điểu, 3 ngày sau chính là đại điển, từ giờ trở đi răng cưa điểu đại quân giao cho ngươi, ngươi mang theo chúng nó giữ gìn đại điển trật tự, khả năng làm được. Sư đệ ngươi yên tâm, ta nhất định đối xử tử tế, cũng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cơ tím hà thực hưng phấn, nàng hiện tại mãn đầu óc đều nghĩ đến như thế nào đi dạy bảo này đó răng cưa điểu. Như thế rất tốt, có chuyện gì, ngươi tùy thời tìm ta. Dương Nghị Vân gật đầu nói. Ân, không có gì, ta mang chúng nó đi tiên thú viện. Dứt lời lúc sau cơ tím hà gấp không chờ nổi nhảy lên răng cưa vương hậu bối, đảo mắt liền khống chế răng cưa vương mang theo 30 vạn răng cưa điểu đi xem tiên thú viện, biến mất ở Dương Nghị Vân tầm mắt. Dương Nghị Vân lúc này mới quay người lại trịnh trọng đối Vân Trường Sinh nói, đại sư huynh đại thanh quy ngươi tự mình dựa theo, tìm địa phương tu sửa thanh quy trì, thiết cấm địa. Hảo, việc này ta tự mình đi làm. Vân Trường Sinh gật đầu đáp ứng. Hắn biết đại thanh quy bối thân khắc họa sư phụ lưu lại về thông ngộ tu luyện huyền bí, không tầm thường, có thể nói về sau vân môn có thể không thành truyền thừa lớn mạnh, liền tại đây chỉ đại thanh quy trên người. Ngay sau đó Vân Trường Sinh mang theo đại thanh quy rời đi. Mà Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ nhìn xem biến mất không còn một mảnh vân môn đại điện, hung tợn nhìn thoáng qua bầu trời tạp mao điểu. Một phen hỏa đem hắn vân môn tổng điện cấp thiêu xong, thật đáng giận. Trong lòng mắng thần ma điểu hết sức. Lại là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Bởi vì hắn cảm nhận được một cái cường đại hơi thở xuất hiện. Vừa thấy dưới lại là phát hiện nơi xa phía chân trời có thiên địa dị tượng xuất hiện, nùng liệt thiên địa năng lượng ngưng tụ thành hình, bảy biện ra hiện một đóa đỏ thắm thật lớn hoa mẫu đơn. Ngây ra một lúc, hắn thần thức đảo qua, lại vẫn là kinh hỉ ra tiếng, mẫu đơn hóa hình. Dứt lời biến mất ở tại chỗ, hướng về mẫu đơn cốc mà đi. Một đường sở qua mà. Toàn bộ vân môn lại là xuất hiện một bức kỳ cảnh, vạn loại vạn hoa đồng thời nở rộ. Trong không khí tản ra các loại mùi hoa. Bầu trời có thiên địa năng lượng ngưng tụ mà thành hoa mẫu đơn, trên mặt đất vọng hoa nở rộ, trong không khí mùi hoa nồng đậm, quả thực chính là kỳ cảnh kỳ quan. Dương Nghị Vân thần thức chung phát hiện là mẫu đơn cốc dị tượng, liền biết là mẫu đơn nương nương rốt cuộc muốn hóa hình. Giờ phút này hắn trong lòng thật cao hứng. Vân môn đại điển sắp tới, có một ít tiểu khúc chiết. Nhưng dù sao cũng phải tới nói tốt sự không ngừng. Đại thanh quy trên người xuất hiện chết lão nhân lưu lại thông ngộ huyền bí, tạp mao điểu khôi phục yêu đan, hiện giờ mẫu đơn nương nương lại muốn hóa hình, chuyện tốt liên tiếp. Này thuyết minh vân môn thành lập đại điển là cát tường. Hắn thân là vân môn môn chủ há có thể không cao hứng. Toàn bộ vân môn tất cả mọi người phát hiện vạn hoa đồng thời nở rộ cảnh tượng, phát hiện thiên địa dị tượng, mẫu đơn cốc phương hướng hiện ra thật lớn mẫu đơn cảnh tượng. Tò mò dưới đi trước mẫu đơn cốc. Dương Nghị Vân một cái lắc mình xuất hiện ở mẫu đơn cốc. Gặp qua môn chủ. Giờ phút này 5-6 bách hoa tiên tử quay chung quanh ở mẫu đơn thụ chung quanh, một đám trên mặt kinh hỉ vô cùng nhìn. Nhìn mẫu đơn thụ quang mang lóng lánh, các nàng biết là nương nương rốt cuộc muốn hóa hình. Dương Nghị Vân gật đầu lại là làm cái cấm thanh thủ thế, mẫu đơn nương nương ở hóa hình, đồng dạng là thời khắc mấu chốt, không thể bị quấy rầy. Rồi sau đó Dương Nghị Vân cũng đứng ở một bên chờ đợi. Năm đó giải cứu mẫu đơn cùng này đó hoa tiên tử thời điểm, liền biết mẫu đơn trước kia bản thân chính là đại tiên đế cấp bậc hóa hình hoa yêu, nhưng lại vì bảo hộ này đó hoa tiên tử, một hồi đại chiến tự tổn hại tu vi, hiện giờ tương đương là trùng tu một lần. Lại lần nữa hóa hình cũng là có khó khăn. Đem các nàng mang về vân môn dàn xếp xuống dưới thời gian cũng không ngắn, nhưng mẫu đơn vẫn luôn cũng chưa hóa hình. Hôm nay lại là kỳ quái, không hề dấu hiệu liền bắt đầu tiến vào hóa hình giai đoạn.
Dương Nghị Vân trong lúc vô ý nhìn thoáng qua phía chân trời, lại là trong lòng sửng sốt, tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn nghĩ tới Tạp Mao Điểu. Làm Tạp Mao Điểu hóa thân vì Thái Dương, này đối mẫu đơn tới nói chính là một cái cơ hội. Đóa hoa giữa ánh mặt trời nở rộ, đây là điển hình. Mà Tạp Mao Điểu hóa thân Thái Dương càng là không giống bình thường, thuần dương sinh cơ, đối mẫu đơn tới nói trợ giúp rất lớn. Cũng tương đương với là một lần ngộ đạo. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân truyền âm cấp thần ma điểu nói, quả đen trợ mẫu đơn giúp một tay đi. Tiểu tử ngươi liền không cho lão tử nghỉ khẩu khí, thần ma điểu truyền âm mắng. Nhưng mắng về mắng, ngay sau đó Thái Dương thượng một đạo kim quang bắn thẳng đến ở mẫu đơn trên cây. Ngươi xem điểm A, nhưng đừng làm trở ngại chứ không giúp gì. Dương Nghị Vân bổ sung một câu, hắn sợ Tạp Mao Điểu khống chế không hảo lực độ, đừng một đạo thuần dương kim quang xuống dưới thiêu chết mẫu đơn, việc vui có thể to lắm. Ngươi cái nhược kê nhắm lại miệng đi, lão tử được xưng tam giới đệ nhất thần ma điểu, ngươi thật sự lão tử ngươi bực này cái gì cũng đều không hiểu tay mơ a. Thần ma điểu không chút khách khí mắng Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân trong lòng cái kia khí a, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Ầm vang, liền ở ngay lúc này, màu hồng phấn mẫu đơn bộc phát ra một tiếng nổ vang. Chói mắt vô cùng vầng sáng chợt lóe dựng lên. Dương Nghị Vân cùng bốn phía mấy trăm hoa tiên tử theo bản năng nhắm lại hai mắt. Chờ đến lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, lại là... Dầm! Dương mẫu nhân cầm lòng không đậu nuốt khẩu nước miếng. Tức khắc máu mũi chảy ròng. Bởi vì hắn thấy được một bộ không gì sánh kịp hương diễm hình ảnh. Lại là hóa hình lúc sau mẫu đơn xích quả quả hiện ra ở nhàn nhạt vầng sáng bên trong, nhưng mà Dương mẫu nhân đôi mắt là càn khôn chi mắt đem hết thảy xem đến rõ ràng. Thật sự là, hắn cũng không nghĩ tới mẫu đơn nương nương hóa hình lúc sau thế nhưng sẽ là như thế này. Cũng may giây tiếp theo quang mang chợt lóe bốn phía cánh hoa phiêu khởi, mẫu đơn nương nương trên người đã xuất hiện một bộ hồng nhạt xiêm y. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Nhu mỹ ôn hòa thanh âm vang lên, lại vẫn là mẫu đơn nương nương đối với phía chân trời Thái Dương hành lễ. Muốn tạ, tạ Dương Nghị Vân cái kia nhược kê đi. Dương Nghị Vân không nghĩ tới Tạp Mao Điểu phá lệ cư nhiên không có kể công, ngược lại làm hắn nhờ ơn. Giờ phút này mẫu đơn nương nương mới xoay người nhìn về phía Dương Nghị Vân, lại là đi tới thời điểm, vẻ mặt đỏ ửng ngượng ngùng, chậm rãi hành lễ nói, đa tạ môn chủ. Dương mẫu nhân lúc này kỳ thật mặt già nóng lên, hắn há có thể nhìn không ra, mẫu đơn nương nương vẻ mặt đỏ ửng là vì cái gì. Hiển nhiên hắn vừa rồi nhìn không nên xem nhân ra phát hiện. Lại là ho khan một chút. Xấu hổ dừng tay nói, ngươi cũng là vân môn một phần tử, nên làm, bất quá vẫn là tạ Tạp Mao. Nga là thần ma điểu, nó là ta vân môn hộ pháp điện hộ pháp chi nhất, có thể giúp ngươi hóa hình cũng là hẳn là. Mẫu đơn nương nương lại lần nữa nói lời cảm tạ. Nàng diện mạo ước chừng 30 tuổi, lại ở Dương mẫu nhân trong mắt là tiêu chuẩn ngự tỷ. Cười một tần chi gian đều phong tình vạn trùng, thực sự làm hắn trong lòng bang bang thẳng nhảy, có một loại đã lâu khác thường cảm giác. Thật sự là quá mức mê người, đây là mẫu đơn nương nương thiên nhiên mị lực, đối bất luận cái gì nam nhân tới nói đều là một loại mấy đại dụ hoặc. Dương mẫu nhân đứng ở nàng trước mặt đã ở cực lực khống chế chính mình định lực, nhưng lại như cũ trái tim ở kinh hoàng. Nuốt khẩu nước miếng nói, cung, chúc mừng mẫu đơn nương nương lại lần nữa hóa hình thành công, tu vi càng tiến thêm một bước, thật đáng mừng, vân môn tổ sư đại điện lại là còn không có người được chọn, nương nương nếu là nguyện ý liền đảm nhiệm tổ sư đại điện điện chủ đi. Ở Dương mẫu nhân trong lòng vân môn tổ sư đại điện, lại là ở chín đại bên trong, tương đối thanh tĩnh một điện, ngày sau sở cần phải làm là sửa sang lại lịch đại tổ sư đám người cuộc đời cùng tinh thần giữ gìn, nhưng thật ra thích hợp hoa yêu một mạch mẫu đơn nương nương, cũng có thể tránh cho đi mặt khác đại điện sinh ra cái gì không tốt nhiễu loạn. Bất luận cái gì một điện đều yêu cầu người, tổ sư đại điện vừa lúc chỗ trống, hắn không nghĩ tới người, hiện tại nhưng thật ra xem mẫu đơn nương nương thích hợp. Hơn nữa nàng trùng tu một lần, tu vi cư nhiên trực tiếp đạt tới tiên tôn đại viên mãn cấp bậc, cỏ cây tinh quái một mạch bản thân cũng là độc đáo tu luyện quần thể, này một mạch tương đối thiện lương, cũng nhất thành tính tự nhiên đại đạo, ngày sau thành tựu cũng không thể hạn lượng. Làm mẫu đơn nương nương mang theo ngồi xuống mấy trăm hoa tiên tử đi trưởng quản tổ sư đại điện, cũng có thể ít đi một ít việc đoan, bởi vì vân môn đệ tử đông đảo, này những hoa tiên tử nhu nhược, chưa chừng sẽ bị khi dễ. Mà tổ sư đại điện không phải cái gì công pháp cái gì quan trọng đại điện. Nhưng lại là tượng trưng cho tinh thần đại điện, tại địa vị mắc mưu thuộc vân môn tổng điện đệ nhất điện, như thế các nàng địa vị phân thân cao,
tự nhiên không dám có người đi khi dễ, thực thích hợp. Thiếp thân chỉ bằng môn chủ phân phó, đa tạ môn chủ quan ái. Ngày sau thỉnh môn chủ chớ có kêu thiếp thân nương nương, thật sự là chiết sát thiếp thân, thẳng hô thiếp thân mẫu đơn là được. Mẫu đơn nương nương đôi mắt đẹp trung quang mang lập lòe, lại là Minh Bạch Dương Nghị Vân làm nàng trưởng quản vân môn tổ sư đại điện chính là đối nàng cùng một loại tỉ muội bảo hộ, trong lòng đại sự cảm động. Hai tròng mắt chuyển động nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân, ngay sau đó ánh mắt kiên định lên, tựa hồ là làm ra cái gì trọng đại quyết định giống nhau. Dương Nghị Vân lại là không mới vừa ở đi nhìn chằm chằm nhân ra xem, mở miệng nói, nếu như thế người thả mang theo đại gia đi trước tổ sư đại điện đi, ba ngày sau chính là vân môn thành lập đại điển, đến lúc đó muốn tế bái tổ sư đại điện lại cũng muốn chuẩn bị một phen mới là, có cái gì yêu cầu nhưng cứ việc tới tìm ta. Là, thiếp thân minh bạch. Mẫu đơn nương nương khom người lĩnh mệnh, ngay sau đó mang theo một chúng hoa tiên tử rời đi mẫu đơn cốc đi tổ sư điện. Hô! Chờ mẫu đơn đám người rời đi sau, Dương mẫu nhân lúc này mới đại nhẹ nhàng thở ra, cảm giác chính mình cái trán đều có chút mồ hôi. Mà lúc này, tạp mao điểu thanh âm lại là vang lên nói, hắc hắc, nhược kê ngươi động xuân tâm. Lăn lăn lăn, hảo hảo làm ngươi thái dương, đừng hạt ồn ào, nhìn chằm chằm khẩn vân môn trong ngoài, có chuyện gì ngươi nhưng tiền trảm hậu tấu. Dương Nghị Vân mắng thần ma điểu, ngay sau đó hắn cũng rời đi mẫu đơn cốc. Ba ngày lúc sau đó là đại điển ngày, hắn vân môn tổng điện bị tạp mao điểu cấp thiêu thành cho tàn, vẫn là nếu muốn biện pháp trùng kiến, chẳng sợ dùng pháp thuật ngưng tụ cũng muốn trước kiến tạo ra một cái đại điện tới, đem đại điện ứng phó qua đi, nếu không sẽ trở thành chê cười, đến đi tìm Lục Bằng Bân A. Thời gian quá thực mau, chỉ chớp mắt ba ngày thời gian trôi qua. Hôm nay vân môn thành lập đại điển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mỗi người trong lòng đều có lo âu chứng, chỉ là xem đối mặt chuyện gì mà nói. Cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ. Hoặc là, đối mặt không có trải qua quá sự tình là lúc, sẽ xuất hiện lo âu cảm xúc. Liên tỷ như hôm nay Dương Nghị Vân. Vân môn đại điển hắn nội tâm lo âu. Bởi vì đây là hắn tu luyện gần nhất trải qua lần đầu tiên như thế trận trượng khổng lồ đại điển. Nguyên bản này mấy tháng tới nay liền tiến đến rất nhiều trung tiểu tông môn người. Dùng nhị sư huynh sao trời tử nói, ra ngoài dự kiến nhiều, hắn nguyên bản không có mời một ít trung tiểu tông môn, nhưng lại tới. Mà cuối cùng ba ngày một ít đại tông bắt đầu lục tục lên sân khấu, sáng sớm Dương Nghị Vân bị nhị sư huynh cùng đại sư huynh kéo lên tự mình tiếp đãi, gần nhất là Hỗn Mặt Thục, hắn làm vân môn trưởng môn, yêu cầu nhận thức này đó nhất môn chi chủ, người khác cũng yêu cầu trông thấy hắn, nếu không sẽ nháo ra chê cười tới. Hôm nay tiến đến nhưng đều là nhất môn chi chủ. Hoặc là lai lịch bối cảnh phía sau truyền thừa đã lâu gia tộc chi trưởng giả, hoặc là chính là một vực chi chủ, không thể không tự mình tiếp kiến. Đương nhiên cuối cùng áp trục vẫn là tiên giới năm thế lực lớn người. Trừ bỏ tam đại thiên tôn thế lực, sao băng điện cùng giao chỉ không có mời ở ngoài, hôm nay mời năm ra đều là tiên giới kim tự tháp đỉnh thế lực. Bất Lão Sơn, Tiêu Giao Cung, Thiên Địa Môn, Phi Tiên Điện, Quỷ Quật, năm đại siêu cấp thế lực, đây là sao trời tử tự mình đi mời quá thế lực. Chỉ cần này năm thế lực lớn người tiến đến, lần này vân môn đại điển liền tính thành công. Bởi vì tiên giới này đó siêu cấp thế lực sau lưng, sở đại biểu cho chính là vô số trung tiểu thế lực, cho nên cũng mới xuất hiện một ít không có mời tiên môn, tự hành tiến đến chúc mừng rầm rộ. Trước mắt ta mới thôi đã tiến đến thượng vạn gia lớn nhỏ thế lực. Dương Nghị Vân biểu tình đều có chút cứng đờ, một bên cười một bên hỏi nhị sư huynh nói, nhị sư huynh ngươi nói năm thế lực lớn người có thể hay không tiến đến. Nếu đầu không bị môn kẹp nói, bọn họ sẽ đến. Sao trời tử cũng lộ ra cứng đờ ý cười nhỏ giọng nói. Như vậy tự tin, Dương Nghị Vân cười cười. Sư phụ thiên tà trí tôn tên tuổi ở tiên giới không phải bài trí, kia đại biểu chính là một cái thời đại, chẳng sợ sư phụ đi lên trời lộ, tiên giới những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế lực cũng không dám lỗ mãng, người có tên cây có bóng, nói chính là sư phụ cái loại này cường giả. Trọng điểm là mấy ngàn năm trước lên trời lộ hành trình. Thiên đạo trói buộc phá rớt, đây là sư phụ công lao, tiên giới chúng sinh đều phải nhớ kỹ này một phần nhân tình, bị người không rõ ràng lắm, nhưng những cái đó thế lực lớn đều rõ ràng, cho nên bọn họ sẽ đến sao trời tử tự tin nói. Dương Nghị Vân nghe xong gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, lại có ngẫm lại nói, nhị sư huynh ngươi là hôm nay có hay không quấy rối? Ách tiểu sư đệ ngươi có thể nói hay không điểm cắt lợi a? Ngươi hiện tại đúng vậy nhất môn chi chủ, mấy ngày vân môn đại điển. Người như thế nào liền không nói điểm hảo đâu.
Sao Trời Tử thẳng trợn trắng mắt. Khụ khụ, ta nói sai rồi. Dương Nghị Vân xấu hổ cười cười, kỳ thật hắn đây là trong lòng lo âu thể hiện. Sao Trời Tử cho hắn một cái xem thường, rồi lại nói, phàm là đầu óc bình thường điểm, hôm nay ta Vân Môn đại điển, đều sẽ nể tình, đây là nhất đẳng nhất đại sự, nếu là hôm nay có người quấy rối, kia sau này chính là ta Vân Môn tử địch. Bất quá nói trở về, kẻ thù lại là sẽ không có cố kỵ, tỉ như Sao Băng Điện cùng Tam Đại Thiên Tôn thế lực, này đó Vương Bát Đản cũng là tiên giới đứng đầu thế lực, hành sự tác phong không có gì cố kỵ, thật đúng là nói không chừng, hôm nay có thể hay không ra cái gì nhiễu loạn. Nếu là hôm nay bọn họ thật dám tiến đến quấy rối, Lạc ta Vân Môn ra mặt, vậy hướng chết lộc. Bất quá ta cảm thấy ngươi lo lắng dư thừa, mặc kệ là Sao Băng Điện vẫn là Tam Đại Thiên Tôn thế lực, hai lần giao phong cũng chưa chiếm được hảo, chúng ta cũng không đưa bọn họ trở thành đồ ăn, càng là không mời, theo lý thuyết bọn họ là sẽ không tiến đến. Sao Trời Tử xem như an ủi một phen. Tới, liền ở ngay lúc này, nhắm mắt dưỡng thần Vân Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt mở miệng, nhìn về phía chân trời. Giờ phút này sư huynh đệ ba người đều ở Sơn Môn, chính là đang đợi chờ năm thế lực lớn. Lúc này Vân Trường Sinh mở miệng, tự nhiên hẳn là năm thế lực lớn người xuất hiện. Dương Nghị Vân cùng Sao Trời Tử ngẩng đầu nhìn lại. Lại là phía chân trời quả nhiên có biến hóa, không gian dao động phi thường đại, có chói mắt quang mang đại dựng lên. Pi, lại là một tiếng hạc minh. Ngay sau đó một đầu thật lớn tiên hạc xuất hiện, hơi thở cường đại phát ra mở ra. Dương Nghị Vân nhìn đến tiên hạc trên lưng cưỡi một người thân xuyên đạo bào đầu bạc lão giả, ở đứng dậy sau là một đôi kim đồng ngọc nữ đồng tử. Vân Trường Sinh lúc này mở miệng nói, tiểu sư đệ đó là Bất Lão Sơn Vân Hạc Tiên Tôn, người này xem như sư nương các nàng cái kia thời đại người, đi chính là đan đạo, một thân luyện đan chi đạo đăng phong tạo cực, nghe đồn hắn nhưng luyện bất luận cái gì thuộc tính tiên đan, sở trường chiêu bài tiên đan nãi hưởng dự tiên giới cửu chuyển huyền thiên đan, từ vừa chuyển đến cửu chuyển nhất cao giai. Một viên vừa chuyển huyền thiên đan nhưng sinh tử nhân nhục bạch cốt, càng là hướng lên trên càng là thần kỳ. Cửu chuyển trình tự công hiệu càng sâu, lệnh phàm thai thân thể thoát thai hoán cốt, sự nóng sáng phi thăng nhất cử đăng đỉnh hỗn nguyên, tuyệt không thể tả. Vân Hạc Tiên Tôn si mê nói đan, từng phát chí nguyện to lớn, muốn ở thông ngộ phía trước luyện chế ra thần đạo chi đan, nếu không hắn vĩnh không chứng đạo, đương nhiên cái này chứng đạo chỉ chính là thông ngộ chi cảnh. Dương Nghị Vân tiếp thượng nói như thế tới. Vân Hạc Tiên Tôn còn không có thông ngộ. Đúng vậy, hắn nếu là thông ngộ chính là hắn luyện chế ra thần đạo chi đan là lúc, nhưng ngươi lại không thể đem hắn coi như tầm thường lão tiên tôn đối đãi. Một thân nói đan càn khôn vô cùng, sức chiến đấu nhưng chút nào không kém, không nói đến khác, hắn kia chỉ tiên hạc đã thông ngộ tam trọng thiên, bên người một đôi đồng tử cũng là thông ngộ nhất trọng thiên, hẳn là tiến giai không lâu. Như thế nhân vật, càng là Bất Lão Sơn sơn chủ, Bất Lão Tiên Tôn sư đệ. Luận địa vị thân phận ở Bất Lão Sơn chỉ ở sau Bất Lão Tiên Tôn, hiện giờ Bất Lão Tiên Tôn những cái đó phong hào, đều đi theo sư phụ đi lên trời lộ, không chút nào khoa trương nói, đương kim Bất Lão Sơn Vân Hạc là có thể đương ra, bất quá hắn theo đuổi chính là thần đạo chi đan, đối mặt khác không có hứng thú, lại là không biết Bất Lão Sơn có hay không tuyển ra tân người nối nghiệp. T. Dương Nghị Vân nghe đại sư huynh giải thích Vân Hạc Tiên Tôn lai lịch, lại là nhịn không được hít hà một hơi, ni ma chứng. Một đầu tòa kỵ tiên hạc cư nhiên đều là thông ngộ tam trọng thiên, bên người hai cái đồng tử đều là thông ngộ nhất trọng thiên, cái này nhưng lợi hại. Không tồi, Bất Lão Sơn thế nhưng xuất động Vân Hạc Tiên Tôn, xem ra đối chúng ta Vân Môn rất coi trọng, ta vốn tưởng rằng Bất Lão Sơn sẽ phái tới một cái trưởng lão xem lễ, lại là không nghĩ tới Vân Hạc Tiên Tôn tự mình tiến đến. Sao Trời Tử cảm thán nói. Điểm này ngẫm lại cũng không kỳ quái, rất nhiều năm trước kia. Vân Hạc Tiên Tôn luyện đan yêu cầu thiên cơ sư nương ngũ hành hạt thóc, sư nương cho hắn một phần mẫu loại, này xem như đại nhân tình, hắn cùng thiên cơ sư nương xem như bạn cũ. Vân Trường Sinh giải thích một câu. Cái này Dương Nghị Vân cùng Sao Trời Tử đều minh bạch. Sư huynh đệ ba người nói chuyện chi gian, Vân Hạc giá hạc phi hạ xuống. Vân Trường Sinh ý bảo Dương Nghị Vân tiến lên, hôm nay tiểu sư đệ là Vân Môn môn chủ, là vai chính, hắn cùng Sao Trời Tử tả hữu đi theo tiến lên nghênh đón. Vãn bối Dương Nghị Vân gặp qua Vân Hạc tiền bối. Dương Nghị Vân nếu đã biết Vân Hạc cùng thiên cơ sư nương là bạn cũ, lại là thân cận vài phần, đầu tiên là được rồi vãn bối chi lễ. Hảo hảo hảo, chớ có khách khí, thiên cơ nương nương đi lên trời lộ phía trước cùng lão phu nói qua ngươi, quả nhiên thiếu niên tài tuấn, không tồi không tồi. Vân Hạc nói chuyện cùng thân thiết khen Dương Nghị Vân, ý bảo Dương Nghị Vân đứng dậy,
cũng thản nhiên tiếp nhận rồi thi lễ, xem như trở thành vãn bối, đây là có giao tình mới như thế, nếu không sẽ không như thế thân thiết. Ngay sau đó Vân Trường Sinh cùng Sao Trời Tử cũng tiến lên chào hỏi, ở Vân Hạc trước mặt ba người đều là vãn bối. Quan hệ cá nhân kết thúc. Vân Hạc ôm quyền nghiêm mặt nói, Bất Lão Sơn Vân Hạc đại biểu Bất Lão Sơn tiến đến Vân Môn xem lễ, Dương đạo hữu có lễ. Vân Môn môn chủ Dương Nghị Vân, cùng nghênh Bất Lão Sơn Vân Hạc đạo hữu lần này hai bên ngang hàng mà nói, từ giáo lúc sau Dương Nghị Vân này đây Vân Môn môn chủ thân phận chào hỏi, này xem như chính thức thành lập quan hệ ngoại giao. Một hồi trang trọng nhưng lại cũng không phải phàm tục lễ nghi hoàn thành. Lúc sau Dương Nghị Vân mời Vân Hạc trong Mây Môn. Mà Vân Hạc lại là cười nói, tạm thời không vội, ta lão già thúi này cũng là hồi lâu không rời núi, thả ở chỗ này từ từ những cái đó lão bằng hữu cùng nhau đi. Lời này nói xong, Dương Nghị Vân còn không có phản ứng lại đây, Vân Trường Sinh lại là sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ Vân Hạc tiền bối. Nói xong cấp Dương Nghị Vân giải thích nói, tiểu sư đệ Vân Hạc tiền bối đây là phải cho ngươi sân ga, không đi vào lại lần nữa chờ, chính là sợ có người sẽ làm khó dễ ngươi. Chỉ có quan hệ cực hảo trưởng bối mới có thể như thế, mau mau đa tạ tiền bối. Loại sự tình này thượng, Dương Nghị Vân tự nhiên không trải qua quá, nghe đại sư huynh vừa nói, lại là đối Vân Hạc hảo cảm tăng nhiều, cũng biết đây là trưởng bối đối vãn bối quan tâm. Vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ Vân Hạc tiền bối. Ha ha, việc rất nhỏ, ta với sư phụ ngươi là sư nương đều xem như bạn cũ, hôm nay ngươi Vân Môn thành lập. Ta liền đảm đương một hồi trưởng bối của ngươi đi. Vân Hạc sang sảng cười nói. Đích xác có Vân Hạc bực này lão tiên tôn, hơn nữa hắn tiên hạc đồng tử tại bên người sân ga chống lưng, người bình thường thật đúng là không dám cấp Vân Môn trang người có quyền. Vân Hạc nói xong, tạm dừng một chút, lại nga một tiếng nói, thiếu chút nữa quên mất, lão nhân tới không có gì mặt khác lễ vật dâng lên, nơi này có một lọ cửu chuyển huyền thiên đan, liền cho ngươi chúc mừng. Tiểu sư đệ mau mau cảm tạ Vân Hạc tiền bối. Dương Nghị Vân còn chưa nói lời nói, Sao Trời Tử liền không bình tĩnh. Vân Hạc tiên đan, hơn nữa ra tay chính là cửu chuyển cấp bậc, vẫn là một lọ A. Nhị sư huynh cái này phản ứng có điểm đại A. Làm Dương Nghị Vân cảm giác thực mất mặt, nhưng nhìn thoáng qua đại sư huynh lại cũng là ánh mắt lấp lánh. Đến, hai vị sư huynh đều đối Vân Hạc đan dược động tâm. Tiểu sư đệ mau nhận lấy, Vân Hạc tiên tôn cửu chuyển cấp bậc huyền thiên đan. Một viên đều cũng đủ ngươi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Vân Trường Sinh trực tiếp truyền âm. Nghe được đại sư huynh truyền âm, cái này Dương Nghị Vân cũng không bình tĩnh, hắn tu luyện tới rồi thiên tôn sơ cấp, tự nhiên rõ ràng cái này cấp bậc tăng lên có bao nhiêu khó. Ở hắn lý giải chung cái này thiên tôn trình tự muốn tăng lên một lần tiểu cảnh giới, đan dược căn bản là khởi không đến cái gì tác dụng, ra pháp lực tăng lên càng nhiều thời điểm còn cần chính là hiểu được. Nhưng đại sư huynh lại là một viên cửu chuyển cấp bậc huyền thiên đan có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Này cũng đã nói lên, đích xác Vân Hạc đan dược bất đồng. Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ vội vàng nhận lấy, chuẩn bị quay đầu lại nghiên cứu một chút, hắn cũng là chuẩn bị khai lò luyện đan, khác không nói cấp hạ giới phi thăng đi lên Vân Môn đệ tử chuẩn bị một ít đan dược là cần thiết. Ở hắn nghĩ đến hẳn là không như vậy mơ hồ. Rốt cuộc chỉ là đan dược mà thôi, chung quy là phụ trợ. Bởi vì hắn nghiên cứu quá kỳ quân đan đạo, ở đan dược rèn luyện thượng tuy rằng có thể đạt tới cực hạn, khá vậy giới hạn trong này, đối đan dược phẩm chất có thể tăng lên tới lớn nhất, nhưng mà cũng dừng bước ở pháp lực thượng, đối tu luyện cảnh giới lại là không nhiều lắm trợ giúp. Bất quá mọi việc cũng đều không có tuyệt đối, hắn sở cho rằng chỉ là ý nghĩ của chính mình. Đan đạo là đại đạo, nói không chừng thật đúng là liền có mặt khác biến hóa, chuyện này có thể hướng Vân Hạc tiên tôn thỉnh giáo. Trong lòng như vậy tưởng tượng, liền nhịn không được muốn mở miệng dò hỏi. Bất quá lúc này, phía chân trời một tiếng thét dài lần thứ hai vang lên đánh gãy hắn. Ngẩng đầu nhìn lại. Giống. Lại là một đầu hình thể khổng lồ hắc báo xuất hiện, sinh có cánh chim. Là Tiêu Giao cung phó cung chủ Ôn Tâm tới rồi. Lại là Sao Trời Tử cấp Dương Nghị Vân nói chuyện, Dương Nghị Vân không biết người, làm sư huynh tự nhiên phải cho giới thiệu. Tiểu sư đệ Tiêu Giao cung tuy rằng không phải tiên giới khắp nơi siêu thế lực lớn đệ tử môn nhân thực lực mạnh nhất, nhưng lại là nhất không thể trêu chọc. Sao Trời Tử nhỏ giọng nói. Dương Nghị Vân có chút kinh ngạc nói, đây là vì sao? Sao Trời Tử khó được sắc mặt đỏ lên nói, bởi vì Tiêu Giao cung tu luyện chính là công pháp là độc môn song, tu chi đạo, đệ tử môn nhân tất cả đều là nữ, mà độc đáo chỗ là, Tiêu Giao cung tu luyện công pháp, không chỉ có là đối chính mình có tu luyện trợ giúp.
đối đạo lữ cũng giống nhau, cho nên Tiêu Giao cung nữ đệ tử từ trước đến nay đều là đoạt tay hóa. Tiên giới các đại tông môn thế lực, rất nhiều đều lấy có thể cùng Tiêu Giao cung đệ tử kết làm đạo lữ mà làm vinh, như thế tu luyện sẽ sự lần công bại, mấu chốt là Tiêu Giao cung gia mỹ nữ, khụ khụ. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân là Tiêu Giao cung đệ tử là có thể ngoại gả đi ra ngoài, nhưng sở gả đều không ngoại lệ đều là các đại siêu cấp tông môn chung người xuất sắc, như thế liền có liên hôn, hình thành một đạo thiên nhiên an toàn cái chắn, không nói đến khác tông môn, tiên giới phong hào tiên tôn 10 thế lực lớn chung đều có Tiêu Giao cung đệ tử ngoại gả liên hôn. Trừ cái này ra, Tiêu Giao cung còn tuyển nhận tán tu tới cửa, có thể thành công Tiêu Giao cung tới cửa con rể tán tu, một đám đều không có vướng bận không có bối cảnh. Như thế liền đối Tiêu Giao cung trung thành và tận tâm. Này hai tay xuống dưới, liền đặt Tiêu Giao cung ở tiên giới đứng dậy không ngã địa vị, chiến đấu chém giết liều mạng thời điểm, những cái đó tán tu xông lên đi, đụng tới đại địch thế lực lớn thời điểm, ra lệnh một tiếng, này đó gả đi ra ngoài đệ tử mang theo phần ngoài đạo lữ tiến đến, hình thành khổng lồ mạng lưới quan hệ. Cho nên nói Tiêu Giao cung ở tiên giới trên cơ bản không có nào một nhà dám đi dễ dàng trêu chọc. Ra cửa rèn luyện đều là có đôi có cặp đạo lữ kết bạn bảo hộ, thực sự không thể coi thường. Trước mắt tiến đến đó là Tiêu Giao cung hữu phó cung chủ Ôn Tâm, đúng rồi, lại nói tiếp nữ tử này đạo lữ tựa hồ vẫn là sao băng điện nào đó trưởng lão, lại là không biết lần này tiến đến có thể hay không có phiền toái. Ta lúc trước mời chính là Tiêu Giao cung tả phó cung chủ, hôm nay tới cư nhiên là hữu phó công chúa Ôn Tâm, hy vọng nàng hôm nay không cần quấy rối sao trời tử lời nói đến cuối cùng đôi mắt mê lên. Đảo cũng không đến mức đi, đúng rồi sư huynh Tiêu Giao cung với luyện tạo tiên minh nhưng có liên hôn quan hệ. Dương Nghị Vân ngẫm lại hỏi. Cái này nhưng thật ra không có sao trời tử nói. Nàng cái gì tu vi? Dương Nghị Vân lại hỏi. Lúc này Vân Trường Sinh tiếp nhận nói, Ôn Tâm thông ngộ nhị trọng thiên, nàng kia đầu máy bản phi thiên hắc báo thông ngộ một trọng, phía sau 4 cái đệ tử toàn vì thông ngộ nhất trọng thiên. Lão Phu nghe nói Tiêu Giao cung cũng ở một lần nữa tuyển chọn cung chủ. Tả hữu phó cung chủ sẽ không đương ra, Tiêu Giao cung xuất hiện một người thiên kiêu nữ đệ tử, tu luyện 9.000 năm, 300 năm trước vào thông ngộ, thật sự là bất phàm, người Vân Môn nếu là có cơ hội đương giao hảo. Giờ phút này Vân Hạc Tiên Tôn lại là nói chuyện. Vân Hạc Tiên Tôn lời này một chỗ, lại là làm Dương Nghị Vân sư huynh đệ 3 người khiếp sợ. Tu luyện không đủ vạn năm bước vào thông ngộ, bực này tu luyện thiên tư đích xác có thể nói thiên kiêu hạng người. Dương Nghị Vân tu luyện thiên phú cũng không sai biệt lắm chính là 9.000 năm, cũng đã ở tiên giới ở hai cái sư huynh trong mắt là thiên tài, nhưng Tiêu Giao cung cư nhiên xuất hiện một cái so với Dương Nghị Vân còn muốn yêu nghiệt nữ tử. Lời này nghe vào Dương Nghị Vân trong tai lại cũng là vô cùng kinh ngạc, như thế tính lên cùng hắn giống nhau tu luyện thời gian, lại vẫn là bước vào thông ngộ, mà hắn hiện tại vẫn là tiên tôn lúc đầu. Hắn trong lòng dư lại chỉ có cười khổ, lại là cũng đang âm thầm nói, muốn càng thêm nỗ lực. Tiên giới quả nhiên bắt đầu tiến vào một cái đại thời đại. Mấy người nói chuyện chi gian Ôn Tâm khống chế hắc báo rơi xuống đất, Dương Nghị Vân làm Vân Môn chi chủ tiến lên chào hỏi. Gặp qua Tiêu Giao cung đạo hữu. Dương đạo hữu khách khí, Ôn Tâm bác sĩ phụ nhân trang phục, lại là nhàn nhạt đáp lễ, không thân không gần, cũng chọn không ra tật xấu, hoàn toàn là phía chính phủ hóa. Giờ phút này phía chân trời phía trên pháp lực dao động lại lần nữa vang lên. Đoàn người lại là ngẩng đầu nhìn lại. Liên tiếp xuất hiện bóng người. Thiên địa môn thái thượng trưởng lão tiến đến. Đi thông tam trọng. Phi tiên điện hộ pháp tôn giả. Thông ngộ nhị trọng. Hai đại thế lực chân đạp tường vân đồng thời mà đến. Mang theo môn nhân đệ tử. Thêm lên 8-9 người. Hô hô hô. Không đợi này hai đại thế lực rơi xuống. Lại là một trận âm phong đại tác dựng lên. Lại thấy một đóa mây đen ngưng tụ xuất hiện. Là quỷ quật người tới Vân Trường Sinh mở miệng nói. Sao trời tử ở một bên cấp Dương Nghị Vân phổ cập khoa học nói, tiểu sư đệ quỷ quật nhân tu luyện công pháp trí âm vô cùng, không có chút nào thuần dương chi khí, bọn họ tông môn cũng tu sửa ở cực âm nơi, đều tương đối âm lãnh, hành sự cũng là trôi nổi không chừng, rất ít tham dự tiên giới phân tranh, lại cũng không ai dễ dàng trêu chọc, có sử dụng âm vật thủ đoạn. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nói, chính là quỷ tu. Xem như đi. Nhưng cũng có bất đồng, như cũ là sống sờ sờ người nhưng lại tu luyện công pháp trí âm, bất quá nghe đồn quỷ quật người cũng là có đi quỷ nói tồn tại, rất là thần bí, quỷ quật cũng là tiên giới điệu thấp thần bí một phương thế lực lớn, đệ tử môn nhân thưa thớt. Tiên giới người đều biết quỷ quật nơi chính là ở tiên giới cực bắc nơi nhất xa xôi tiên vực, biết sơn môn nơi,
tức lại cực nhỏ có người đi vào quỷ quật chân chính đại bản doanh, ta lần trước cũng chỉ là đem thư mời đưa đến quỷ quật sơn môn. Sao trời tử nói. Bất quá lúc này một bên Ôn Tâm lại là híp mắt nói, lịch đại quỷ quật tinh anh đệ tử, cũng không phải là huyết nhục chi thân, mà là vứt bỏ thân thể đi chính là nguyên thần quỷ nói chi lộ, quỷ quật chân chính trung tâm cường giả chính là không có thân thể tu quỷ đạo người. Ta lại là nghe nói, mấy ngàn năm trước quỷ quật thái thượng trưởng lão tìm một cái truyền nhân, chính là một cái hạ giới phi thăng mà đến quỷ nói quỷ tu, thu nàng vì quan môn đệ tử, hơn nữa trở thành tương lai quỷ quật chi chủ tới bồi dưỡng. Quỷ quật thiên tôn đi lên trời lộ lúc sau, đó là thái thượng trưởng lão Hoàng Tuyền bà cầm quyền, kỳ thật lại nói tiếp, liền tính là quỷ quật thiên tôn cũng là Hoàng Tuyền bà đệ tử, cũng là duy nhất đệ tử, càng có nghe đồn quỷ quật cường giả chân chính không phải quỷ quật thiên tôn, mà là Hoàng Tuyền bà, sâu không lường được một vị cường giả, cũng là Hoàng Tuyền bà một tay sáng lập quỷ quật. Sư phụ ngươi thiên tà chí tôn nghe nói triệu tập tiên giới cường giả lên trời lộ thời điểm, mời chính là Hoàng Tuyền bà. Nhưng Hoàng Tuyền bà không chút do dự liền cự tuyệt, cho nên quỷ quật thiên tôn mới rời núi đi theo thiên tà chí tôn đi lên trời lộ, lúc sau liền truyền ra Hoàng Tuyền bà thu một cái quan môn đệ tử nghe đồn ra tới, cái kia may mắn tiểu hoa nhi cũng sẽ là đời sau quỷ quật chi chủ. Hiện tại xuất hiện chính là quỷ quật U Linh trưởng lão, lại là cái thông ngộ tam trọng thiên cường giả, cái này lão âm vật đầy người chính là âm độc, nhất không hảo trêu chọc. Tiên giới rất nhiều thế lực kỳ thật là không lớn nguyện ý cùng quỷ quật này đó lão âm vật giao tiếp, các người vân môn nhưng thật ra xem đến khai, ha ha. Tiêu Dao cùng Ôn Tâm lời này nói ra, không âm không dương, làm người thực không thoải mái, khá vậy chọn không ra cái gì tật xấu tới. Chỉ là Vân Trường Sinh cùng Sao Trời Tử còn lại là bởi vì Ôn Tâm thẳng hô sư phụ tên húy mà đại nhíu mày, bất quá hôm nay vân môn đại điển lại cũng không dám nói cái gì. Dương Nghị Vân còn lại là căn bản không liền Ôn Tâm thẳng hô sư phụ tên húy để ở trong lòng, hắn giờ phút này mau đầu óc đều là quỷ quật quỷ tu mấy chữ. Bởi vì hắn phản ứng đầu tiên nghĩ đến đó là Thu Nhi. Lại là không biết quỷ quật Hoàng Tuyền bà nhận lấy quan môn đệ tử có phải hay không Thu Nhi. Bởi vì ở Ôn Tâm trong miệng, bị Hoàng Tuyền bà nhận lấy quan môn đệ tử chính là từ hạ giới phi thăng đi lên. Ở hắn nữ nhân chung. Ngô Mặc Thu cùng Bộ Thanh Mai đều xem như đi rồi quỷ tu chi đạo, đương nhiên còn có Ngô Mặc Thu cùng Kiều Phúc, bất quá người sau hai người tư chất thiếu chút nữa, so không được người trước. Mấy người chung chỉ có Thu Nhi ở quỷ tu chi đạo thiên phú nhất xuất chúng, xuống dưới liền tính Bộ Thanh Mai. Không tìm được người, còn có Lục Tuyết Hy, nàng cũng không có thân thể, nhưng lại đi rồi tán tiên chi đạo. Dù sao hắn nghe Ôn Tâm nói chuyện, không lý do nghĩ tới Thu Nhi. Giờ phút này hận không thể lập tức liền đi hỏi thượng vừa hỏi tiến đến quỷ quật vô thường trưởng lão. Âm phong qua đi, một thân áo đen U Linh trưởng lão xuất hiện, vẻ mặt trắng bệch bộ dáng, toàn thân phát ra âm lãnh hơi thở, lại là làm toàn trường độ ấm đều giảm xuống rất nhiều. Dương Nghị Vân chịu đựng lễ tiết vấn đề, tiến lên lấy vân môn môn chủ thân phận cùng bọn họ nhất nhất chào hỏi, lúc sau mời tiến vào vân môn, làm mọi người đứng ở vân môn sơn môn ở ngoài lại cũng không phải đạo đãi khách. Trọng điểm mời năm mọi người đều đến đông đủ, cũng nên tiến vào vân môn. Đi vào vân môn đại điện. Lúc này vân môn đại điện lại là lấy pháp lực ngưng tụ mà thành, xem như lâm thời đại điện sau khi kết thúc còn muốn trùng kiến. Đoàn người cường giả đi tới, nhưng dẫn phát rồi oanh động, lớn nhỏ tông môn người đều chào hỏi. Mà này đó cường giả còn lại là nhàn nhạt gật đầu. Dương Nghị Vân viết văn môn chủ, hôm nay cùng này đó cường giả ngang hàng. Liền tính là đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng đi theo phía sau. Lễ phép tính đại khái thượng cấp 5 thế lực lớn cường giả giảng thuật vân môn các loại đại điện. Hắn nhìn ra được tới, nhưng phàm là thông ngộ cấp bậc 5 thế lực lớn người trừ bỏ Vân Hạc Tiên Tôn một phương, những người khác đều ngay từ đầu đều khinh thường một cố, chẳng qua không như thế nào biểu hiện ra ngoài. Mà khi bọn họ đi vào vân môn bên trong lúc sau, lại là một đám trên mặt ngạo khí tiêu tán một chút, không hẹn mà cùng nhìn về phía hai cái phương hướng. Nhưng lại rất mịt mờ. Một cái là ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Dương Nghị Vân biết bọn họ xem chính là tạp mao điểu hóa thân Thái Dương, lại là hẳn là cảm nhận được phía chân trời phía trên Thái Dương bất phàm. Ở một cái nhìn về phía tới lão cây liễu nơi ngọn núi, tự nhiên bọn họ cũng cảm nhận được lão cây liễu hơi thở. Lại là tất cả đều thành thật rất nhiều, thậm chí còn có khiếp sợ. Đối này Dương Nghị Vân âm thầm đắc ý, đừng cho là ta vân môn theo ta đại sư huynh một cái thông ngộ. Các người nhị trọng tam trọng thiên thực điếu, nhưng lão cây liễu cùng tạp mao điểu tùy tiện ra tới một cái đều có thể kinh sợ. Đương nhiên trước mắt mới thôi,
năm thế lực lớn tiến đến này đó cường giả chung, Dương Nghị Vân còn không có phát hiện chân chính có người đối Vân Môn có địch ý người. Mang theo bọn họ nhập tòa ở phát người xây dựng đại điện, giờ phút này đại điện là trong suốt chi sắc, toàn bộ giống nhau khả quan toàn bộ Vân Môn quảng trường. Trên quảng trường là người biển người tấp nập đều là các lớn nhỏ tiên môn người. Liền ở Dương Nghị Vân chuẩn bị muốn tuyên bố đại điển nghi thức bắt đầu thời điểm, lại là một tiếng hử lạnh vang vọng ở Vân Môn phía chân trời. Vân Môn thật lớn cái giá, Ngô Chờ Tam Phương tiến đến chúc mừng, lại là không mở ra đại trận, là khinh thường ta Tam Đại Thiên Tôn thế lực sao. Thanh âm này như sấm minh cuồn cuộn vang lên, trong giọng nói lại là tràn ngập khiêu khích, rõ ràng là tới tìm cha. Tức khắc làm Dương Nghị Vân đại nhíu mày, Sơn Môn tự nhiên là mở ra, nhưng thanh âm này thực rõ ràng chính là muốn từ không trung tiến vào, đây là vô lý yêu cầu, phía trước lão cây liễu bại lui Vu Hoàng, hiện tại xem ra lại là liên hợp mặt khác hai nhà tới tìm cha. Lúc này Vân Hạc Tiên Tôn đứng dậy nhìn về phía chân trời hừ lạnh một tiếng nói, là Tam Đại Thiên Tôn thế lực trung vị nào đạo hữu tiến đến, có đại môn không đi, hà tất muốn trèo tường mà nhập đâu. Vân Hạc Tiên Tôn lại là kiên cường, trực tiếp ra tiếng cấp Dương Nghị Vân chống lưng. Tam Đại Thiên Tôn thế lực lên sân khấu, tức khắc kíp nổ toàn trường, khiến cho sôi nổi nghị luận. Hảo kiêu ngạo a, ai xưng sao cuồng ngạo? Không nghe thấy sao, Tam Đại Thiên Tôn thế lực người tới. Ta như thế nào nghe nói Vân Môn thành lập đại điển lần này cũng chưa mời Tam Đại Thiên Tôn thế lực, đây là không thỉnh tự đến a. Tam Đại Thiên Tôn thế lực xưa nay đều như thế bá đạo, có thể làm sao bây giờ? Còn không phải sao, bên ngoài thượng đều chúa tể tiên giới vô số tuế nguyệt. Ai, cái này Vân Môn thể diện sợ là muốn mất hết. Ai nói không phải đâu, Sơn Môn mở rộng ra không đi, một hai phải từ nhân ra trên không mạnh mẽ tiến vào, đây là xích quả quả và mặt a. Đảo cũng chưa chắc đi, ta cảm giác Vân Môn cũng không phải thiện tra, đừng quên Dương Nghị Vân chính là Thiên Tà Chí Tôn đệ tử, hiện giờ Thiên Tà Chí Tôn bốn cái đệ tử đều ở, Vân Trường Sinh càng là thông ngộ chi cảnh. Đúng vậy, luyện tạo tiên minh đều xác nhập ở Vân Môn, bọn họ Tam Đại Thiên Tôn hôm nay dám đánh Vân Môn mặt. Các ngươi đừng quên, ba ngày Thiên Tôn thế lực, đó là được xưng tiên giới chúa tể thế lực, hơn nữa Thiên Tà Chí Tôn kia một thế hệ cường giả đều đi lên trời lộ, không có Thiên Tà Chí Tôn ở đây. Tam Đại Thiên Tôn thế lực người không có sợ hãi, luận cường giả số lượng Tam Đại Thiên Tôn thế lực sợ như cũ là tiên giới đệ nhất đâu. Kia không phải Vân Hạc Tiên Tôn đứng ra sao? Thả, Vân Hạc Tiên Tôn mặt mũi thật là đại, nhưng Vân Hạc Tiên Tôn chung quy không có thông ngộ, có lẽ khác thế lực sẽ cho mặt mũi, nhưng là Tam Đại Thiên Tôn thế lực người, chưa chắc sẽ cho Vân Hạc Tiên Tôn mặt mũi. Nói đến cùng vẫn là thực lực phi tôn, hôm nay Vân Môn nếu là thông ngộ cấp bậc cường giả cũng đủ. Nhìn xem Tam Đại Thiên Tôn thế lực người còn dám như thế kiêu ngạo. Thông ngộ còn có cửu trọng thiên đâu, cũng phải nhìn thông ngộ có mấy trọng thiên. Còn không phải sao, Vân Môn hiện tại nhìn qua liền một cái Vân Trường Sinh là thông ngộ, nhưng cũng chính là thông ngộ nhất trọng thiên mà thôi. Đừng quên mấy ngày trước Vân Môn xuất hiện kia cổ cường đại hơi thở, ta cảm giác Vân Môn còn có mặt khác cường giả tồn tại. Đúng vậy, bất quá cũng phải nhìn Tam Đại Thiên Tôn thế lực lần này tới mấy cái thông ngộ cấp bậc cường giả. Hiện giờ tiên giới bên trong mọi người đều biết thế hệ trước đứng đầu cường giả đều đi lên trời lộ rốt cuộc không trở về, hiện tại liền xem ai ra thông ngộ cấp bậc số lượng nhiều, loại này cấp bậc cũng đua chính là số lượng A. Các ngươi đừng quên, Vân Hạc Tiên Tôn đứng ra, Vân Hạc Tiên Tôn tiên hạc tọa kỵ chính là thông ngộ tam trọng thiên cấp bậc, hai cái đồng tử cũng là thông ngộ nhất trọng thiên tồn tại. Ta như thế nào cảm giác được tiên giới sắp sẽ một lần nữa phân chia trật tự, chưa chừng từ hôm nay lúc sau. Này đó đứng đầu siêu cấp thế lực muốn một lần nữa chỉ định trật tự, có lẽ đây là chuyện tốt, nếu có thể đánh vỡ Tam Đại Thiên Tôn thế lực trật tự, một lần nữa chế định trật tự mới kia đối chúng ta này đó tông môn tới nói nhưng chính là thiên đại chuyện tốt. Nào có dễ dàng như vậy a, Tam Đại Thiên Tôn thế lực chúa tể tiên giới vô số tuế nguyệt, nội tình chi thâm hậu, vô pháp tưởng tượng, liền tính là Tam Đại Thiên Tôn đương ra thiên tôn đều không hề, Tam Đại thế lực kỳ hạ có được cường giả cũng có thể là nhiều nhất. Hơn nữa mấy ngày hôm trước Vu Hoàng một cái nguyên thần pháp tương lại đây đều là thông ngộ ngũ trọng thiên tồn tại, huống chi tất nhiên còn có mặt khác cấp bậc thông ngộ trưởng lão, nếu là ở hơn nữa mặt khác hai đại thiên tôn thế lực. Kia thật đúng là khủng bố. Các ngươi cũng đừng quên, Vu Hoàng nguyên thần bị Vân Môn vô hình chung hoặc là nói âm thầm cường giả trở tay chi gian liền cấp nghiền áp, chẳng phải là nói Vân Môn có một vị siêu việt thông ngộ ngũ trọng thiên cường giả tồn tại. Kia đảo chưa chắc, ngày đó Vu Hoàng xuất hiện chỉ là nguyên thần phát hiện. Tuy rằng là thông ngộ ngũ trọng thiên cấp bậc,
nhưng lại tạp trung quy là nguyên thần, nếu là Vu Hoàng bản tôn đích thân tới, đến lúc đó sẽ là một loại khác cục diện, nguyên thần cùng bản tôn chi gian thực lực là không có biện pháp đánh đồng. Vân Môn vị nào cường giả lại còn không biết là cái gì cấp bậc, cũng không biết lần này Vân Môn đối mặt Tam Đại Thiên Tôn thế lực tiến đến có không hóa giải, nếu là hoa giải không được hôm nay Vân Môn thành lập đại điển đã có thể trở thành toàn bộ tiên giới chê cười. Ha ha, đến lúc đó Thiên Tà Chí Tôn tên tuổi cũng đem bị hao tổn, không thể không nói Tam Đại Thiên Tôn thế lực người chính là thật ghê tởm, loại này thời điểm tới quấy rối, cùng Vân Môn thù này oán kết lớn. Nhìn kỹ hãng nói đi, nếu là hôm nay tiến đến năm thế lực lớn cấp Vân Môn sân ga, đảo cũng không đến mức. Ta xem a, sợ là không hiện thực, năm thế lực lớn chung, hiện tại chỉ có Tiêu Giao Cung Vân Hạc Tiên Tôn đứng ra, mặt khác tứ đại thế lực, cũng sẽ không cấp Vân Môn chống lưng, mà lại đắc tội Tam Đại Thiên Tôn thế lực. Giữa sân nghị luận sôi nổi, Vân Trường Sinh, Sao Trời Tử, Cơ Tím Hà chờ Vân Môn mọi người sắc mặt xanh mét vô cùng. Thân là nhất môn chi chủ Dương Nghị Vân, giờ phút này ngược lại trên mặt bình tĩnh vô cùng, nhìn không ra bớt giận tới. Như thế làm mọi người lau mắt mà nhìn, tuy nói Dương Nghị Vân chỉ là một cái tiên tôn lúc đầu tu vi, nhưng này phân hàm dưỡng cùng lòng dạ là không tồi. Kỳ thật đại đa số người đều đối Tam Đại Thiên Tôn thế lực tràn ngập ác cảm, nhưng thật ra hy vọng có người có thế lực có thể ra tới thất bại Tam Đại Thiên Tôn thế lực, làm tiên giới một lần nữa xuất hiện trật tự mới. Bởi vì tiên giới rất nhiều tu luyện tài nguyên đều bị Tam Đại Thiên Tôn thế lực khống chế, một ít động thiên phúc địa, ai có thể tiến, ai không thể tiến, đều là Tam Đại Thiên Tôn thế lực định đoạt. Liên tính là mặt khác thế lực lớn, lâu dài tới nay cũng này đây Tam Đại Thiên Tôn thế lực cầm đầu, mới có thể cùng chung những cái đó cao giai tu luyện tài nguyên. Liên tỷ như nói, tiên giới đỉnh đỉnh đại danh một chỗ tiên cảnh, tiên ma chiến trường. Có thể đi vào thế lực chính là Tam Đại Thiên Tôn thế lực, mà mặt khác thế lực lớn cũng không thể tùy ý đi vào, đều phải chờ Tam Đại Thiên Tôn thế lực mở ra thời điểm mới có thể tiến vào, xuống chút nữa tính, tưởng đều không cần tưởng. Cho nên đại gia đối Tam Đại Thiên Tôn thế lực phổ biến không hảo cảm. Mà Tam Đại Thiên Tôn thế lực nguyên nhân chính là vì khống chế thượng đẳng tu luyện tài nguyên, cho nên kỳ hạ dựa vào rất nhiều đại tông tiên môn. Tương đương chúa tể toàn bộ tiên giới. Tưởng đạt được càng tốt tu luyện tài nguyên, tưởng có được càng cường đại thực lực tu vi sao? Hành, bám vào chúng ta Tam Đại Thiên Tôn thế lực môn hạ, xưng là chúng ta Tam Đại thế lực phụ thuộc, ngươi là có thể đạt được. Đối với tiên nhân tới nói, ai không nghĩ? Tưởng, cũng chỉ có thể nghe lệnh với Tam Đại Thiên Tôn thế lực, như thế Tam Đại Thiên Tôn thế lực kỳ hạ hội tụ toàn bộ tiên giới nhất thế lực to lớn, những cái đó thiên tài hạng người, cũng bị hấp thu tiến vào Tam Đại Thiên Tôn thế lực môn hạ, làm Tam Đại Thiên Tôn thế lực môn hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Thử hỏi ai có thể địch. Theo năm tháng chuyển rời, hình thành chúa tể tiên giới cục diện. Muốn người có người, muốn thế lực có thế lực, muốn tu luyện tài nguyên liền có tu luyện tài nguyên. Cường thế, ngang ngược, bá đạo, chính là như vậy hình thành. Hiện giờ hôm nay ở đây tiên môn thế lực, lại là hy vọng có người có thể thất bại Tam Đại Thiên Tôn thế lực, đánh vỡ một nhà độc đại cục diện, tiên giới đông đảo tu luyện tài nguyên, hẳn là thuộc về toàn bộ tiên giới sinh linh, mà không phải một nhà độc đại. Có thể tưởng tượng chèn ép Tam Đại Thiên Tôn thế lực, có thể sao? Này yêu cầu siêu cấp cường giả, yêu cầu rất nhiều thông ngộ cường giả ra tới. Đương nhiên trước kia là hoàn toàn không có hy vọng, bởi vì Tam Đại Thiên Tôn, chính là tiên giới cường đại nhất cường giả, đứng ở kim tự tháp đỉnh cường giả, ai có thể lay động. Nhưng, trời cao tà lại lần nữa trở về, tiên giới hết thảy đều thay đổi. Đánh tơi bời Tam Đại Thiên Tôn. Cuối cùng toàn bộ mang theo bọn họ kia vùng cường giả toàn bộ đi lên trời lộ. Tiên giới đến tận đây đã không có kim tự tháp đứng đầu cường giả tồn tại, trong một đêm không nói mọi người đều đứng ở cùng một ngày cái trên vạch xuất phát, lại là có lớn hơn nữa không gian xuất hiện. Nào một nhà có thể xuất hiện, hoặc là nói nào một nhà tông môn tiên nhân có thể lại lần nữa đứng ở đứng đầu, là có thể có cơ hội đánh vỡ Tam Đại Thiên Tôn thế lực chúa tể tiên giới hoặc là nói bá chiếm những cái đó tài nguyên trật tự. Vân Môn hôm nay thành lập, tiên giới đứng đầu thế lực hội tụ ở cùng nhau, này ở rất nhiều nhân tâm là một cái dấu hiệu. Có lẽ tiên giới trật tự sẽ một lần nữa viết lại đi. Về phương diện khác, kỳ thật mọi người đều rõ ràng, thất bại Tam Đại Thiên Tôn thế lực, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ là một cái tốt đẹp ý tưởng mà thôi. Giữa sân nổ tung chảo. Nghị luận không ngừng. Vân Môn bị người khi dễ tới cửa, này rất khó xem. Ánh mắt mọi người hội tụ ở Dương Nghị Vân cái này Vân Môn môn chủ trên người.
Vân Hạc ra tiếng sân ga, làm Dương Nghị Vân cảm động, nhưng hắn lại là hít sâu một hơi ra tiếng ngăn trở Vân Hạc. Vân Hạc tiền bối, việc này ta tới giải quyết đi, hôm nay ta Vân Môn thành lập đại điển, nếu là bị người như thế nhục nhã, khu yêu cầu ngoại lực tới giải quyết, sau này Vân Môn cũng sẽ là toàn bộ tiên giới chê cười. Vân Môn chi danh, đến từ ta cùng sư phụ, nhục Vân Môn đó là nhục sư phụ ta, nhục sư phụ ta giả, Vân Môn trên dưới không chết không ngừng. Dương Nghị Vân bình tĩnh nói xong, thân hình chợt lóe, đi bước một bước lên nửa ngày không, phất tay chi gian, lại là triệt bỏ toàn bộ Vân Môn đại trận. Ngay sau đó hắn thấy được 9 người. Không hề nghi ngờ là Tam Đại Thiên Tôn thế lực người trong, trong đó Vu Hoàng thế nhưng có mặt, hôm nay hắn bản tôn đích thân tới. Dương Nghị Vân nhìn bọn họ chậm rãi mở miệng nói, Vân Môn có đại môn, chư vị nếu là đôi mắt hạt, tìm không thấy phương pháp, liền từ trên không tiến vào. Đã có thể xem ngươi chờ có bản lĩnh hay không trèo tường mà nhập ta Vân Môn, cần phải có chết giác ngộ. Làm càn. Tiểu nhi vô tri. Giết hắn. Dương Nghị Vân này một phen lời nói ra tới, tức khắc làm huyền phù ở phía chân trời Tam Đại Thiên Tôn 9 đại cường giả giận dữ. Toàn bộ Vân Môn tiến đến xem lễ giả, cũng là trong lòng hít hà một hơi, không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên dám công nhiên mắng Tam Đại Thiên Tôn thế lực người. Vân Trường Sinh mày nhăn lại trên người xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người. Lại là nhìn về phía Tam Đại Thiên Tôn thế lực người, trầm giọng nói, mặc kệ là luyện tạo tiên minh vẫn là hôm nay Vân Môn, đều đã cùng các ngươi Tam Đại thế lực ngưng chiến, đây là sư phụ ta cùng các ngươi Tam gia Thiên Tôn định ra quy củ, hai bên sau này không được khơi mào chém giết, chẳng lẽ ngươi chờ hôm nay muốn nói lỡ. Ở Vân Trường Sinh nghĩ đến, hôm nay lại không thể khởi xung đột, gần nhất là Vân Môn thành lập đại điển. Mà đến những người này tất cả đều là thông ngộ cường giả. Mà Vân Môn có lão cây liễu cùng thần ma điểu tỏa chấn, lại là không biết bọn họ đến tột cùng có thể ngăn cản thông ngộ mấy trọng thiên cường giả. Đối với lão cây liễu cùng thần ma điểu thực lực chi tiết hắn không biết, vạn nhất thật đánh lên tới, hôm nay Vân Môn thành lập đại điển liền xong rồi, ngày sau cũng sẽ trở thành toàn bộ tiên giới chê cười. Khẩu khí này nghẹn khuất, nhưng là phải nhịn. Vân Trường Sinh tưởng giảng đạo lý. Có thể nhẫn một bước. Hôm nay qua đi cũng là tốt. Nhưng mà, trả lời hắn còn lại là một trận cuồng thiếu. Như cũ là Vu Hoàng âm hiểm cười nói, Vân Trường Sinh ngươi cho rằng đi lên trời lộ còn có thể trở về sao? Vân Trường Sinh chán nản, ngươi. Đại sư huynh trực tiếp đánh gãy Vân Trường Sinh nói, thực rõ ràng bọn họ là tới tìm cha, hôm nay ngươi cầu bọn họ cũng vô dụng, đối phó này đó vương bát đản lão bất tử, chỉ có một, sát. Ha 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 ha. Sát. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu tiên tôn. Hảo, hôm nay ta chờ liền từ ngươi Vân Môn trên không đạp bộ tiến vào, xem ngươi có thể nề hà. Tam Đại Thiên Tôn thế lực 9 đại cường giả, trên thực tế khoảng cách Vân Môn ở ngoài 2-30. Dứt lời lúc sau, lại là không nhanh không chậm đi bước một đạp không mà đến, chính là cố ý muốn nhục nhã. Vân Trường Sinh sắc mặt xanh mét, hắn cũng biết sư đệ nói không sai, là chính mình chắc hẳn phải vậy, hàm răng một cắn, liền phải chuẩn bị liều mạng. Nhưng Dương Nghị Vân lại hỏi, đại sư huynh bọn họ đều là cái gì cấp bậc? Vu Hoàng cầm đầu, thông ngộ 4 trọng thiên, mấy ngày trước bị cây liễu diệt nguyên thần pháp tướng, xem ra là rất nhất trọng thiên tu vi, dư giả đồng dạng tất cả đều là 4 trọng thiên tồn tại, chúng ta sợ là ngăn không được. Vân Trường Sinh nói, 2-3 cái tiến đến nói, hơn nữa lão cây liễu cùng thần ma điểu, có lẽ nhưng một trận chiến, nhưng là suốt 9 đại thông ngộ 4 trọng thiên, này cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nữa liền vào giờ phút này một tiếng cuồng tiếu cũng bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha, vài vị đạo hữu thả từ từ, bổn tọa cũng tới thấu cái náo nhiệt. Phía chân trời lại lần nữa xuất hiện một cái tiếng cười to. Sao băng điện tổ thiên long Vân Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, lần trước bị phía chân trời sư nương bại tỏa hắn, lần này cư nhiên cũng là như Vu Hoàng giống nhau bản tôn đích thân tới mà đến. Tổ thiên long ra xuất hiện phía sau mang theo 9 người, tất cả đều là toàn thân khôi giáp. Vân Trường Sinh sắc mặt biến đổi nói, tổ thiên long thông ngộ tam trọng, hắn phía sau 9 người, thông ngộ nhị trọng thiên 4 người, mặt nhất trọng thiên 5 người. Sư huynh không cần kinh hoàng, có thể ứng phó. Dương Nghị Vân lại là bình tĩnh nói. Hắn vừa rồi cùng Tạp Mao Điểu truyền âm, liền hỏi một câu, quả đen nhưng giết được. Tạp Mao Điểu trả lời chỉ có 4 chữ, tất cả đều là nhược kê. Như thế Dương Nghị Vân trong lòng đại định. Cấp đại sư huynh một cái an ủi. Sư đệ, Vân Trường Sinh nhìn về phía Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân ánh mắt nhìn thoáng qua Quá Thượng Thái Dương,
nhẹ giọng nói, tất cả đều là nhược kê. Giờ phút này Vân Trường Sinh sửng sốt, lại là một viên cục đá rơi xuống đất, hắn gặp qua ngày đó thần ma điểu dung hợp nội đan tình hình, cũng không biết thần ma điểu đến tột cùng là cái gì thực lực. Hiện giờ nghe Dương Nghị Vân vừa nói, cái này rốt cuộc yên tâm, nghĩ lại còn có một cái lão cây liễu ở, hôm nay đã có thể có xem đầu. Cắn răng nói, hạ tử thủ. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, trước không nóng này, làm cho bọn họ toàn bộ tiến vào, mặt khác nhìn xem tình thế, có lẽ phía dưới có chút người cũng sẽ sủng sủng muốn động. Vân Trường Sinh sửng sốt, phản ánh quá, đúng vậy, phía dưới còn có năm thế lực lớn người, bực này thời điểm thường thường là lựa chọn đứng thành hàng thời điểm, tam đại thiên tôn thế lực thường thường đều là như vậy làm. Quả nhiên, Vu Hoàng thấy được sao băng điện người sau khi xuất hiện, ha 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 cười to nói, nguyên lai là tổ đạo hữu, thả đến đây đi, hôm nay ta chờ hảo sinh chúc mừng hắn vân môn đại điển. Nói xong Vu Hoàng có tựa hồ nhớ tới cái gì giống nhau, nga một tiếng nói, đúng rồi, tiên ma chiến trường cũng mau mở ra, lúc này đây sao băng điện nhưng nhiều phái những người này đi trước. Vậy đa tạ tổ thiên long mừng rỡ, tiên ma chiến trường tiến bao nhiêu người, xưa nay đều là tam đại thiên tôn định đoạt, hắn hôm nay tiến đến cũng liền muốn báo thù, ngày đó bị thiên cơ nhục nhã, này bút chướng nhưng đều tính ở vân môn trên đầu. Hiện giờ tam đại thiên tôn thế lực tới tìm vân môn phiền toái, hắn như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội. Đứng ở tam đại thiên tôn thế lực một phương, còn có thể vớt đến chỗ tốt cớ sao mà không làm đâu. Ha ha ha, chư vị các ngươi mấy nhà đâu. Lúc này đây tiên ma chiến trường khai liền phải mở ra Nga Vu Hoàng một hàng lại là nói chuyện trung tiến vào vân môn, huyền phù ở trên không, nhìn về phía dưới năm thế lực lớn. Giờ phút này bất lão Sơn Vân Hạc hừ lạnh một tiếng một cái lắc mình cưỡi hắc báo đứng ở Dương Nghị Vân bên người, này xem như tỏ thái độ, hắn cũng không sợ tam đại thiên tôn thế lực. Mà ngay sau đó lại là Tiêu Giao Cung Ôn Tâm, cười khúc khích mang theo môn nhân phi thân dựng lên, trực tiếp đi hướng tam đại thiên tôn thế lực một phương nói, ta Tiêu Giao Cung đông đảo đệ tử nhưng đều gả tới rồi tam đại thế lực chung, lại là thực xin lỗi. Cuối cùng một câu nói nhìn Dương Nghị Vân giống nhau. Dương Nghị Vân thực bình tĩnh, không nói chuyện. Ích lợi chiến đội mà thôi, ở hắn xem ra thực bình thường. Tao Hồ Ly Vân Trường Sinh mắng. Lúc này âm phong đại tác. Lại là quỷ quật vị nào U Linh trưởng lão mang theo người phi thân dựng lên. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài, tam đại thiên tôn thế lực quả nhiên vẫn là thế đại, quỷ quật người cũng lựa chọn đứng ở tam đại thiên tôn một phương sao. Vu Hoàng đám người cười ha ha, thật là đắc ý. Nhưng mà, ngay sau đó quỷ quật trưởng lão lại là phi thân trực tiếp tới rồi Dương Nghị Vân bên người, dùng khàn khàn âm lãnh thanh âm nói, Dương môn chủ nhà ta thiếu chủ có mệnh, ta quỷ quật đám người nhưng bằng sai phái. Dương Nghị Vân cả người đều là chấn động. Thật sâu nhìn thoáng qua tên này quỷ quật trưởng lão, không nghĩ tới hắn không phải đi tam đại thiên tôn một phương, lại là trực tiếp đi tới hắn bên người, cư nhiên nói ra này một phen lời nói tới. Thiếu chủ, nhưng bằng sai phái. Đây chính là xích quả quả đứng ở chính mình một bên. Hắn rất muốn hỏi một câu nhà ngươi thiếu chủ là ai. Hoặc là nói có một cái suy đoán. Nhưng giờ phút này lại không phải hỏi chuyện thời cơ. Chỉ là ôm quyền nói, đa tạ U Linh trưởng lão. Quỷ quật trưởng lão trực tiếp tỏ thái độ, làm tất cả mọi người chấn động, xưa nay đều không tham dự tiên giới phân tranh quỷ quật, đây là lần đầu tiên, như thế nào không khiếp sợ. Mà lúc sau lại là thiên địa môn, phi thiên điện người cười ha hả nói chuyện, nói một đống lời nói, chính là một cái ý tứ, trung lập. Đối này Dương Nghị Vân biết đã thực không dễ dàng. Giờ phút này đối diện là tam đại thiên tôn thế lực, sao băng điện, Tiêu Giao Cung. Thêm lên 20-30 nhiều danh thông ngộ cường giả, nhưng trọng điểm vẫn là tam đại thiên tôn thế lực cường đại, 9 đại thông ngộ 4 trọng thiên tồn tại. Như thế lực lượng chỉ có hai cái tử, cường hãn. Thấy thế nào, vân môn này một phương đều là đừng nghiền áp đối tượng. Thậm chí còn hôm nay chỉ sợ cũng là vân môn diệt môn bắt đầu. Còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc kết cục. Tất cả mọi người như thế nghĩ, liền tính vân môn có tỏa chấn cường giả, khả năng cường đi nơi nào. Đối mặt 20-30 danh thông ngộ cường giả, đối mặt bá đạo cường thế tam đại thiên tôn thế lực, hiện tại lại hơn nữa sao băng điện cùng Tiêu Giao Cung, liền tính là có quỷ quật cùng bất lão Sơn Vân Hạc hỗ trợ, cũng là tử cục. Cũng may ở những người khác xem ra, thiên địa môn cùng phi tiên điện còn tính phúc hậu, lựa chọn trung lập, nếu không càng thêm khó coi. Một đợt chiến đội kết thúc. Vu Hoàng âm lãnh nói, tiểu tử cho các ngươi sau lưng cường giả ra tới, bản tôn hôm nay đích thân tới. Chính là lão giết người,
nguyên thần pháp tương chi thù, bản tôn nhưng nhớ kỹ. Phu hoàng đằng đằng sát khí, hắn lần trước ăn mệt, nhưng lại quay đầu lại ngẫm lại là nguyên thần pháp tướng, cũng không phải hắn không đủ cường, ở trong lòng hắn nghĩ đến vân môn tọa trấn cái kia cường giả cũng chính là 4 trọng 5 trọng vài lần, hắn lần trước nguyên thần pháp tương đối thượng nhân gia, tự nhiên có hại. Nhưng lần này mang theo nhiều như vậy thông ngộ 4 trọng cường giả, càng mang theo thần pháp khí mà đến, liền tính là đối thượng thông ngộ 6 trọng thiên cường giả, cũng có thể có tin tưởng chém giết. Đại sư huynh, mang Vân Hạc tiền bối với quỷ quật U Linh tiền bối đi xuống đi, ta vân môn việc, vân môn giải quyết, bị nhục nhã mặt mũi chúng ta chính mình tìm trở về. Dương Nghị Vân trầm ngâm nói. Dương đạo hữu, đạo hữu tội gì, nếu lựa chọn giúp ngươi, lão phu sao lại tham sống sợ chết. Vân Hạc cùng U Linh trưởng lão đồng thời trước sau mở miệng. Nhị vị không cần lo lắng, việc này ta có thể giải quyết. Dương Nghị Vân một câu tràn ngập tự tin, lại kiên định vô cùng. Nhị vị yên tâm đi, mời theo ta tới. Vân Trường Sinh lúc này trong lòng kiên định, hắn hiểu biết tiểu sư đệ, nếu hắn như thế tự tin, vậy đối thần ma đều có tin tưởng, thậm chí còn có lão cây liễu ở đâu, cũng là thời điểm làm vân môn tọa trấn cường giả bộc lộ quan điểm ở tiên giới. Ai? Vân Hạc cùng U Linh trưởng lão hai bên thở dài, lại là cũng đi theo Vân Trường Sinh đi xuống, nếu Dương Nghị Vân đều nói như thế, bọn họ cũng muốn nhìn một chút vân môn có cùng thủ đoạn. Chung quy là trời cao tà đồ đệ. Chờ Vân Trường Sinh một hàng đi xuống sau, Dương Nghị Vân ánh mắt sắc bén lên nhìn chằm chằm trong tầm mắt địch nhân lớn tiếng mở miệng nói, ta Dương Nghị Vân tuyên bố, từ giờ trở đi, tam đại thiên tôn thế lực, sao băng điện, tiêu giao cung, toàn vì ta vân môn tử địch. Vân môn sau này với ngươi trở thế lực không chết không ngừng, thẳng đến các ngươi tan thành mây khói, cũng hoặc là ta vân môn hôi phi yên diệt. Một phen lời nói vang vọng toàn bộ vân môn. Sát khí hôi hổi. Dương Nghị Vân giống giận mà ra nói, tương đương là lời thề. Cũng là vô giải thù địch. Làm mọi người sắc mặt đại biến. Bao gồm tam đại thiên tôn thế lực cùng sao băng điện, tiêu giao cung người. Cuồng vọng, bản tôn hiện tại liền diệt ngươi. Phu hoàng giận dữ. Một cái trên người thẳng đến Dương Nghị Vân mà đến. Dương Nghị Vân híp mắt, ngay sau đó hắn giận dữ hét, quả đen, giết không tha. Theo hắn giọng nói lạc bế, phía chân trời phía trên thần ma điểu biến thành thái dương kim quang đại tác. Cũng ngay sau đó vang lên một tiếng thét dài, pi. Oanh! Tất cả mọi người nhìn đến một đạo kim quang từ phía chân trời thái dương thượng nổ bắn ra mà ra, thẳng đánh Vu Hoàng. Mà cùng thời gian, một cổ che trời lấp đất uy áp tràn ngập mở ra. Khuếch tán toàn trường. Giờ khắc này mọi người mới phát hiện vân môn phía chân trời trên không thái dương không thích hợp. Này sợi làm người tim đập nhanh uy áp chính là từ thái dương thượng phát ra ta mà ra. Phía trước chính là không có bất luận cái gì cảm giác. Hiện tại bạo phát, mọi người mới phát hiện, vân môn cái này thái dương là cái sinh linh, là một tôn cường giả biến thành. Hơi thở uy áp toàn diện bùng nổ dưới, phía dưới vân môn đại địa thượng, tiên quân dưới tiên nhân là bùm bùm sụi lơ ở trên mặt đất. Chỉ có tiên quân trở lên tiên nhân mới nhìn xem ngăn cản ở uy áp. Rất nhiều tiên môn trưởng bối khiếp sợ chung phản ứng lại đây vội vàng buông ra pháp lực, chu bảo vệ từng người môn hạ đệ tử, như thế cường đại uy áp dưới, tu vi nhược đệ tử, có thể hay không sống sờ sờ áp chết. A ầm vang, hét thảm một tiếng vang lên. Mọi người nâng đi. Lại là Vu Hoàng hừ lạnh một tiếng toàn thân pháp lực đại tác phẩm, trong tay xuất hiện một vòng huyết nguyệt pháp khí, đúng là lần trước lôi hâm kia kiện pháp khí, bỗng nhiên hồng quang bùng nổ, khí thế so lôi hâm ngày đó thi triển ra tới cường đại hơn mấy chục lần, chém về phía thái dương kim quang. Dương Nghị Vân huyền phù ở không, thờ ơ lạnh nhạt, hắn nhìn đến Vu Hoàng trong tay huyết nguyệt giống nhau pháp khí, lần trước xử lý lôi hâm sau cái này bay lên bay đi ra ngoài, hắn xong việc còn tìm quá, không tìm được. Nguyên lai là bị Vu Hoàng thu đi rồi. Đây là một kiện thần pháp khí, hiện giờ ở Vu Hoàng cái này cường giả trong tay thi triển ra tới uy lực, so với lôi hâm trong tay lớn mấy chục lần không ngừng. Huyết nguyệt chém ra thiên địa đều ở đại chấn. Hắn cũng lo lắng tạp mao điểu có không đến. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Mà cùng thời gian, ba gã cường giả cũng hướng về hắn nhào tới. Cây liễu tỷ tỷ còn không ra tay sao? Hắn chậm rãi nói một câu. Ngay sau đó lại vẫn là cảm nhận được bên người không gian dao động mà thôi, thất thải quang mang đại tác phẩm, một cái dài đến 30 mét 7 màu cành liễu trống rỗng xuất hiện. Trong tai cũng vang lên lão cây liễu khanh khách nhỏ giọng nói, Vân đệ đệ chớ sợ, xem tỷ tỷ chịu chết bọn họ. A,
giờ khắc này Vu Hoàng kêu thảm thiết. Trong tầm mắt Dương Nghị Vân thấy được Vu Hoàng huyết nguyệt đụng tới Tạp Mao Điểu Thái Dương kim quang nháy mắt bốc hơi, mà kim quang dư thế không giảm tia chớp dừng ở Vu Hoàng trên người, hét thảm một tiếng qua đi, Vu Hoàng thân thể tiêu tán, ở Tạp Mao Điểu Thái Dương ánh sáng hạ hôi phi yên diệt, một kích cũng chưa ngăn trở. Dương Nghị Vân mí mắt cú sốc. Hắn không nghĩ tới quả đen cường đại cường hãn như vậy. Ầm ầm ầm. A a a. Ngay sau đó lại là cành liễu đại động. Dương Nghị Vân xem đến rõ ràng, lão cây liễu 30m7 màu cành liễu ở quang mang đại tác trung, tam đánh chịu ở nhào hướng hắn ba gã thông ngộ bốn trọng thiên cường giả trên người. Nặng nề nổ vang, cùng kêu thảm thiết giao tạp. Mỗi một kích cành liễu quất đánh, liền có một người thông ngộ bốn trọng thiên cường giả trực tiếp nổ mạnh hóa thân huyết phụ. Tam hạ ba gã thông ngộ bốn trọng thiên cường giả tiêu tán thành huyết phụ. Mà giữa sân phía dưới, ngay sau đó 20 vạn tiên nhân thấy một màn này. Trong nháy mắt, Thái Dương bùng nổ một đạo kim quang, làm Vu Hoàng bốc hơi. Dương Nghị Vân bên người xuất hiện một cái bảy màu cành liễu, đối với ba gã thông ngộ bốn trọng thiên cường giả quất đánh tam đánh, ba người hóa thành huyết phụ. Như thế, chấn động, nguyên bản đứng ở nơi xa muốn xông lên sao băng điện, Tiêu Dao Cung cùng dư lại tam đại thiên tôn thế lực năm tên thông ngộ, thạch hóa. Tổ Thiên Long thân thể đang run rẩy, Ôn Tâm giờ phút này ruột đều hối thanh. Dư giả một đám đầy mặt hoảng sợ. Trốn. Không biết là ai phản ứng lại đây sau, một tiếng trốn tự một chỗ, này thông ngộ hạng người, nháy mắt nổ tung chảo, xoát xoát xoát, không gian đại động, mất mạng giống nhau mở ra không gian môn hộ, chuẩn bị chạy trốn. Vân Môn Thái Dương cùng bảy màu cành liễu, đối bọn họ hiện tại tới nói chính là bùa đòi mạng. Căn bản là không có bất luận cái gì một trận chiến tin tưởng. Không trốn chính là hôi phi yên diệt kết cục. Đã có thể ở này đó người một đám mở ra không gian môn hộ hết sức, không đợi Dương Nghị Vân cấp Tạp Mao Điểu cùng cây liễu nói một tiếng truy kích là lúc. Thiên địa tứ phương lại là nổ vang dựng lên. Ong ong ong. Từng đợt nổ vang vang vọng, toàn bộ vân môn trên không trống rỗng xuất hiện một cái ngân bạch màn hào quang. Lại là một cái kết giới hình thành. Ngươi chờ nghiệp chướng, thật sự cho rằng vân môn không người sao. Này đàn tạp toái, đã sớm hẳn là diệt sạch sẽ, khi dễ nhà ta hài tử. Còn muốn chạy, chậm. Khác cái nữ sinh nói chuyện xuất hiện ở vân môn trên không, mang theo lửa giận. Mọi người vừa nghe, không hề nghi ngờ, đây là vân môn người. Rất nhiều người lần thứ hai trong lòng run rẩy, vân môn còn có người a. Tuyệt đối cường giả a. Theo hai cái mắng thanh lạc bế, kia viết cái mở ra không gian môn hộ thông ngộ hạng người lại là một đám hộc máu lùi lại trở về. Mà giữa không trung xuất hiện hai cái mỹ phụ. Một cái cầm trong tay đại đao một tiếng màu đen chiến giáp, anh tư táp sảng, giữa mày lại là sát khí vô biên. Một cái khác một thân hoa lệ cung trang, ung dung hoa quý. Hai người đều là 30 tuổi mỹ phụ. Hắc y mỹ phụ phía sau đi theo một người bà lão, một cái khác phía sau bốn gã cung nữ trang điểm nha hoàn. Phía dưới sao trời tử cùng cơ tím hà giữa mày khuôn mặt u sầu tẫn quét, kinh hỉ nói, đại sư huynh là nữ võ thần cùng công chúa hai vị sư nương xuất quan. Vân Trường Sinh phản ứng lại đây sau, cũng vẻ mặt kinh hỉ, lần này vân môn thành lập đại điển, hai người sư nương bế chính là chết quan, cũng không biết khi nào mới xuất quan, hiện tại lại là không nghĩ tới xuất quan. Dương Nghị Vân cũng là trong lòng đại động, cao hứng lên, hắn tuy rằng chưa thấy qua hai vị sư nương, lại là cũng đoán được. Sát! Chết! A a a a! Ầm ầm ầm! Nữ võ thần cùng công chúa hai người xuất hiện sắp sửa trốn thông ngộ toàn bộ chặn lại. Hai người phất tay chi gian, giữa sân kêu thảm thiết không ngừng, một đám thông ngộ hạng người hóa thành hôi phi. Mặc kệ là thông ngộ nhất trọng thiên, cũng hoặc là thông ngộ bốn trọng thiên, có một cái tính một cái ở các nàng hai người huy trưởng chi gian toàn tẫn mất mạng, không có một cái chạy thoát. Hết thảy kết thúc, 20-30 danh thông ngộ toàn quân hủy diệt, tam đại thiên tôn thế lực, sao băng điện, hơn nữa một cái Tiêu Dao Cung, hôm nay tiến đến không có một cái may mắn thoát khỏi. Tất cả đều như gà vườn chó xóm bị nghiền áp thành dập nát, hôi phi yên diệt. Nhìn hai vị sư nương phiên tay chi gian nghiền áp những cái đó thông ngộ, Dương Nghị Vân trái tim đều đập bịch bịch, âm thầm nói, đây mới là cường giả a. Hít sâu một hơi, vừa muốn chuẩn bị qua đi bái kiến là lúc, thân xuyên hắc y nữ võ thần lại là một tiếng lạnh băng mở miệng nói, người nào? Ra tới! Soát! Mọi người trong lòng lần thứ hai căng thẳng. Thực hiển nhiên có thể làm hai vị này phóng thích hơi thở, có toàn thân đề phòng người, tất nhiên cũng là một vị siêu cấp cường giả,
phía trước hai vị này phiên tay chi gian nghiền áp những cái đó tam trọng bốn trọng thông ngộ thời điểm cũng chưa từng có chút nào nghiêm túc chi sắc. Ngay sau đó, Dương Nghị Vân nhìn đến hai vị sư nương toàn thân hơi thở đại tác phẩm, liền phải đối một chỗ địa phương động thủ. Một đạo xanh thẳm quang mang xuất hiện. Lại là một nữ tử. Dương Nghị Vân vừa thấy xuất hiện nữ tử vội vàng lớn tiếng nói, hai vị sư nương chớ nên động thủ, người một nhà người một nhà. Dương mẫu nhân hô to truyền khắp toàn trường, nghe vào mọi người trong tai, trong lòng sông cuộn biển gầm. Người một nhà. Lại là một vị siêu cấp cường giả. Này Vân Môn sau lưng đến tột cùng có bao nhiêu cường giả tồn tại. Từ giờ khắc này khởi, hiện tại mọi người tiên môn người, đều đem Vân Môn chặt chẽ ghi lại trong lòng. Không thể trêu chọc a. Nữ võ thần hai vị, nghe được Dương Nghị Vân kêu gọi ngừng lại, nhưng cảnh giác như cũ ở chút nào không thả lòng, bởi vì đột nhiên xuất hiện nữ tử này tu vi cùng các nàng hai cái giống nhau, cư nhiên cũng là một vị đạt tới cửu trọng thiên tồn tại. Tiên giới đứng đầu cường giả đều đi theo phu quân đi lên trời lộ, liền tính là thiên cơ cũng ở không lâu trước đây rời đi, các nàng cũng là tu vi đạt tới mới xuất quan mà đến. Không nghĩ tới tiên giới cư nhiên còn có một cái bực này cường giả tồn tại, nhưng nhìn qua nàng giống như cũng là vừa đột phá. Vừa rồi giấu ở âm thầm, nếu không phải tu vi cũng đủ nữ võ thần là phát hiện không được. Dương Nghị Vân vội vàng ra tiếng, thật là bởi vì hắn nhìn đến chính là Lam Tâm. Nói thật hắn trong lòng là cảm động, ngày đó Lam Tâm tuy rằng không đáp ứng chính mình tiến đến Vân Môn, lại là nói qua, Vân Môn có việc, chỉ cần nàng ở tiên giới một ngày, liền sẽ không mặc kệ. Quả nhiên nàng hôm nay xuất hiện. Mà hai người sư nương cũng xuất hiện, thật là làm hắn trong lòng ngoài ý muốn, cũng cảm động. Hai vị sư nương nàng là người một nhà. Dương Nghị Vân tới rồi hai vị sư nương trước mặt lại nói một tiếng, rồi sau đó khom mình hành lễ nói, bái kiến võ thần sư nương, bái kiến công chúa sư nương. Tuy rằng là lần đầu tiên thấy, nhưng Dương Nghị Vân lại là biết thân xuyên màu đen chiến giáp đó là nữ võ thần sư nương, cung trang đó là cung nữ sư nương. Đã sớm nghe sư huynh nói qua hai vị sư nương tính cách, cho nên từ trang phục trang điểm là có thể phán đoán ra tới. Nhất rõ ràng đó là nữ võ thần sư nương, nàng là ma tộc, trên người có lệ khí tồn tại, cho nên thực hảo phân biệt. Đối với ma tộc tu sĩ, cùng ma, là hai việc khác nhau, điểm này nghe đại sư huynh giải thích quá, hắn cũng không có ở đi rối rắm cái gì. Nếu đều có thể trở thành chính mình sư nương, tất nhiên là qua chết lão nhân một quan, nếu ma tộc thực sự có vấn đề. Nàng cũng sẽ không trở thành chính mình sư nương. Chỉ là tu ma tộc công pháp, đều không phải là ma đạo. Có bản chất khác nhau tồn tại, ma giả cũng có tốt xấu chi phân. Dựng lên dựa theo trước kia lão cây liễu cùng tạp mao điểu cách nói, ở thần giới lúc sau, ma thần nhất thể, cũng không có cái gì phân biệt. Tâm tồn thiện niệm tu ma đó là tu sĩ. Cũng không phải là ma đạo chi ma. Dương Nghị Vân giải thích làm nữ võ thần cùng công chúa hai vị sư nương yên tâm. Hảo hài tử mau đứng lên đi, nhưng thật ra chúng ta bế quan đã tới chậm, làm ngươi chịu ủy khuất. Tính tình hướng ngoại công chúa lại là vội vàng chịu phục Dương Nghị Vân, cười nói lời nói. Nữ võ thần cũng đánh giá Dương Nghị Vân mở miệng nói, đối mặt mấy chục cái thông ngộ cấp bậc vương bát đản ngươi có thể mặt không đổi sắc, trừ bỏ có nắm chắc ở ngoài, cũng có đảm lược, càng là quyết đoán hạ lệnh giết người, là cái hảo hài tử, chưa cho sư phụ ngươi mất mặt, Vân Môn giao cho ngươi trên tay chúng ta yên tâm. Đa tạ sư nương Dương mẫu nhân lại là đỏ mặt nói lời cảm tạ, hôm nay nếu không chết tạp mau điều cùng lão cây liễu ở hắn sẽ không như thế bình tĩnh. So sướng sờ, mau mau giới thiệu vị đạo hữu này đi công chúa sư nương lên tiếng, bên người có cái cùng các nàng cùng cấp bậc nữ tử ở, không thể chậm trễ. À, đúng rồi Dương Nghị Vân tiến lên một bước, nhìn Lam thầm nghĩ, Lam Tâm tỷ tỷ, hai vị này là nữ võ thần cùng công chúa sư nương. Vị này chính là Lam Tâm. Gặp qua nhị vị tiền bối Lam Tâm cười cười đối hai người thi lễ, lại là vãn bối lễ tiết. Đạo hữu không thể, người cũng bước vào cửu trọng thiên, như thế cũng không phải là chiết sát chúng ta sao, mau mau xin đứng lên công chúa cùng nữ võ thần vội vàng đối Lam Tâm nói chuyện. Nhưng một bên Dương Nghị Vân lại là đem sư nương nói nghe vào trong tai cả người đều là chấn động. Cửu trọng thiên, đó chính là thông ngộ cửu trọng thiên. Đây chính là suốt đứng ở tiên giới tu luyện đỉnh cảnh giới. Nói như thế tới, ba người đều là thông ngộ cửu trọng thiên cảnh giới. Lúc này Lam Tâm lại là như cũ hành lễ nói, hai vị tiền bối đảm đương nổi. Chỉ giáo cho, nữ võ thần kinh ngạc, nàng nghe được ra tới, Lam Tâm lời nói có âm.
Lam Tâm cười nhìn Dương Nghị Vân giống nhau, Dương Nghị Vân liền biết dăm ba câu đem lão nhân chỉ điểm quá Lam Tâm tu luyện việc nói. Cái này hai vị sư mẫu liền minh bạch, Lam Tâm là xem ở trời cao tả phân thượng hành vãn bối lễ. Trách không được Dương Nghị Vân kêu Lam Tâm tỉ tỉ. Hảo sợ bóng sợ gió một hồi, Lam Tâm cũng là rời núi cấp vân môn giải vây tới. Bất quá lại là không ra tay, hai vị sư nương liền thu phục hết thảy địch nhân. Thậm chí còn kỳ thật mọi người đều minh bạch, liền tính là các nàng hôm nay không xuất hiện, thần ma điểu cùng lão cây liễu đều có thể bãi bình. Bất quá đối Dương Nghị Vân tới nói, Lam Tâm cùng hai vị sư nương xuất hiện lại là rất tốt sự. Phiên tay chi gian nghiền áp một đám địch nhân, này đối ngoại là một cái đạn hạt nhân cấp bậc kinh sợ, đối hôm nay ở đây sở hữu tiên nhân thế lực cũng là một cái tín hiệu. Vân môn cường giả vô số, các ngươi đừng trêu chọc. Tin tưởng trải qua hôm nay việc, vân môn địa vị đem ở tiên giới thẳng vào đứng đầu chi liệt. Cái này đại điển sẽ viên mãn thu quan. Quấy rối địch nhân giải quyết, hết thảy quay về bình tĩnh. Chuẩn bị bắt đầu đại điển. Dương Nghị Vân đối với ba người nói, sư nương, Lam Tâm tỷ tỷ, còn thỉnh di giá đi, chúng ta mở ra đại điển nghi thức. Hảo, đi xuống đi. Di kia không phải kia chỉ đầy mình ý nghĩ xấu quả đen sao. Nữ võ thần lại là ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía chân trời Thái Dương. Thật đúng là, lần này nó nhưng thật ra làm điểm điểm chuyện tốt, giống cái bộ dáng. Năm đó, ai tính, nhắc tới ta liền hỏa đại. Hai vị sư nương lại là đàm luận thần ma điểu. Dương Nghị Vân đầy mặt hắc tuyến, không thể tưởng được tạp mao điểu ở hai vị sư nương trong ấn tượng cũng không chịu được như thế. Thật không biết thứ này thời trước đi theo chết lão nhân làm cái gì nghiệt, làm hai vị sư nương cũng không hảo thanh âm cho nó. Hai cái lão nương nhóm, lão tử hiện tại cấp tự cấp các ngươi đồ tử đồ tôn xuất lực, không nói điểm tốt, còn nhớ thương năm xưa nợ cũ a. Lại là tạp mao điểu thanh âm trực tiếp vang lên. Dương Nghị Vân cái chán đổ mồ hôi. Hai cái lão nương nhóm. Thứ này là điên rồi sao? Muốn trêu chọc hai vị sư nương nhổ sạch nó đầy người lông chim không thể. Số quả đen ngươi tìm chết a. Chết điểu, đừng tưởng rằng ngươi khôi phục nội đan liền nghiêu, nhiều nhất là có thể đối phó 5-6 trọng thông ngộ, tin hay không lão nương nhổ sạch ngươi lông chim. Nữ võ thần sư nương tính tình bạo, đương trường liền bão nổi. Lão tử có thuần dương liệt hỏa, không sợ các ngươi hai cái lão nương nhóm. Quả đen câm miệng cho ta. Dương Nghị Vân lạnh giọng hướng về phía quả đen giống đi. Ngay sau đó chạy nhanh cười làm lành nói. Hai vị sư nương đừng cùng cái kia tạp mao điểu chấp nhặt, đại điển mở ra, phía dưới tiên nhân đông đảo, cũng đừng làm cho người ngoài chê cười, chờ thời điểm ta cấp hai vị sư nương hết giận. Hừ, trước xem ở vân tử mặt mũi thượng bất hòa ngươi so đo, đại điển kết thúc, xem bổn cung thu thập ngươi. Công chúa sư nương lại là hừ lạnh một tiếng, xem như tắt lửa. Hai người đều là đại lão cấp bậc, cũng đích xác phía dưới đông đảo tiên nhân nhìn chằm chằm không tốt. Dương Nghị Vân là trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, đối tạp mao điểu thực sự vô ngữ, thật mẹ nó nghiêu a. Hai vị sư nương thông ngộ cửu trọng thiên tồn tại, đứng ở tiên giới đứng đầu cường giả, cũng chính là thứ này dám mắng lão nương nhóm. Hắn tin tưởng tạp mao điểu ở nghiêu ích, cũng không phải là thông ngộ cửu trọng thiên cường giả đối thủ. Bên kia lão cây liễu cành liễu lặng yên tan đi. Công chúa sư nương nhìn giống nhau lão cây liễu nơi sơn thể đối với Dương Nghị Vân nói. Vân tử về sau tu luyện thượng không hiểu địa phương nhiều hướng cây liễu thỉnh giáo, nàng tuy rằng hiện giờ không khôi phục, nhưng lại là phía trên xuống dưới sinh linh. Tốt sư nương, đúng rồi sư nương lão cây liễu cái gì cấp bậc tu vi khả năng nhìn ra tới. Dương Nghị Vân thuận miệng hỏi một câu. Nàng cùng kia chỉ chết điểu đều xem như phía trên tới sinh linh, cảnh giới thật đúng là không hảo phân chia, bất quá từ phía trước hơi thở thượng, chết điểu có thể đối ứng thông ngộ 6 trọng thiên tiên nhân, cây liễu có thể đối thượng 5 trọng cấp bậc. Dù sao chúng nó không thể lấy chàng lý luận, kia chỉ chết điểu ngươi hẳn là có thể khống chế đi. Nữ võ thần lại là phân chia vừa chuyển hỏi. Đúng vậy sư nương ta có biện pháp làm nó nghe lời. Dương Nghị Vân không giấu giếm, hắn biết sư nương nhìn ra được tới. Ân, về sau hảo sinh dùng nó, có cái gì nhu cầu ngươi thả đáp ứng hắn, làm nó đãi ở bên cạnh ngươi. Nữ võ thần nhỏ giọng dặn dò. Đệ tử biết được. Nói chuyện chi gian đoàn người phi rơi xuống đi. Bái kiến sư nương. Vân Trường Sinh cùng sao trời tử cơ tím hà tiến lên. Đều đứng lên đi. Gặp qua ba vị tiền bối. Lại là Vân Hà cung cung kính kính tiến lên hành lễ. Tiếp theo là thiên địa môn, phi thiên điện, quỷ quật người,
cùng rất nhiều ở đây các đại tông môn người vấn an hai vị sư nương cùng Lam Tâm. Mọi người đều thấy được, này ba người cường đại, ở đây không ai có thể nhìn thấu các nàng bất luận cái gì một cái, nhưng lại là chỉ cần từ hơi thở thượng có thể cảm nhận được đến các nàng ba người sâu không lường được. Cường giả, vân môn chí cường giả xuất hiện. Cơ hội này bọn họ chào được. Trong đó Phi Tiên Điện cùng Thiên Địa Môn hai nhà người có chút xấu hổ, cũng hối hận, sớm biết rằng vân môn có nhiều như vậy cường giả, vừa rồi liền chạm đi ra ngoài cấp Dương Nghị Vân chống lưng. Khá vậy may mắn bọn họ bảo trì trung lập, nếu là phía trước đứng ở Tam Đại Thiên Tôn thế lực một phương đi, giờ phút này bọn họ sợ là cũng tan thành mây khói. Một phen khách sáo lúc sau, Dương Nghị Vân bắt đầu lớn tiếng nói, vân môn đại điển bắt đầu, chúng vân môn đệ tử tùy ta kính đại đạo bái tổ sư, người tới khách khứa xem lễ chứng kiến. Hôm nay vân môn mặt trong mặt ngoài xem như đều kiếm đủ rồi. Cấp tiến đến xem lễ giả thấy được vân môn có siêu cấp cường giả tỏa chấn, liền tính là Tam Đại Thiên Tôn thế lực cũng không hề sợ hãi. Bởi vì nữ võ thần cùng công chúa hai vị hơn nữa một cái Lam Tâm đều là thông ngộ cửu trọng thiên. Còn có một cái Thái Dương cùng thần bí cảnh liễu, cũng là cường đại tồn tại. Làm mọi người thấy được vân môn cường đại một mặt. Hơn nữa vân môn 108 tòa ngoại điện, bên trong 9 đại tổng điện trận pháp bố cục, chỉ cần kiến tạo thượng liền chấn động một đống. Chém giết tới cửa khiêu khích Tam Đại Thiên Tôn thế lực 9 tên thông ngộ 4 trọng thiên, cùng Sao Băng Điện, Tiêu Giao Cung thế lực nhân viên thêm lên 20-30 danh thông ngộ, bực này cách cục quyết đoán thật sự ổ lên. Dương Nghị Vân mang theo vân môn đệ tử kính thiên địa đại đạo, bái tổ sư, quá trình cũng không phức tạp. Trọng điểm chính là nói cho ngoại giới vân môn thành lập. Mà bên trong tới nói, cấp vân môn đệ tử thấy được hy vọng. Cái này hy vọng đó là có thể tu vi không ngừng tăng lên hy vọng, vân môn nhưng xuất hiện thông ngộ chi cảnh, càng là có thể xuất hiện cửu trọng thiên thông ngộ. Đối mặt sở hữu vân môn đệ tử, Dương Nghị Vân không đang nói cái gì, bởi vì hôm nay 20-30 cái thông ngộ chính là tốt nhất đại điển lời nói. Đối với vân môn đệ tử tới nói, bọn họ không chỉ có thấy được vân môn cường giả, cùng thấy được một cái cường thế thả có thể bảo hộ vân môn hoặc là nói bảo hộ bọn họ có đảm đương môn chủ. Điểm này chủ yếu là đối tiên giới vân môn đệ tử mà nói, đến nỗi hạ giới phi thăng mà đến vân môn đệ tử, như cũ là trước sau như một tín nhiệm cùng duy trì Dương Nghị Vân. Nên làm xong lúc sau, tiến vào yến hội. Điểm này nhưng thật ra cùng phàm tục giới giống nhau. Nhân gia đại thật xa tiến đến xem lễ, người dù sao cũng phải chiêu đãi một ly linh tử không phải. Đương nhiên ngoại giới tiên môn những người này cũng đều không phải tay không mà đến, thiên tài địa bảo mặc kệ tốt xấu đều sẽ có một phần. Cái này phân đoạn kỳ thật ở tế bái quá tổ sư lúc sau, mới bắt đầu. Có ý tứ chính là, tiến đến tiên môn tất cả đều có một phần chúc mừng đại lễ, thời điểm kiểm kê làm vân môn đã phát một bút tiểu tài. Bất quá Dương Nghị Vân rõ ràng đây là bởi vì vân môn có sư nương cùng Lam Tâm xuất hiện, nghiền áp mấy chục cái thông ngộ kết quả. Những người này bắt đầu là thấy được vân môn cường giả chuyển biến thái độ mà thôi. Một hồi đại điển ở ngày hôm sau kết thúc. Tiến đến khách khứa lục tục rời đi. Mang theo vân môn cường đại tin tức rời đi, ngày này lúc sau toàn bộ tiên giới sẽ biết vân môn tồn tại. Dương Nghị Vân mục đích đạt tới. Hắn chính là muốn cho những cái đó thất lạc hạ giới vân môn người biết vân môn tồn tại tìm trở về, chẳng sợ hy vọng xa vời với hắn mà nói cũng là một cơ hội. Vân môn đại điện Dương Nghị Vân mang theo đông đảo phụ nhân cùng mấy cái hài tử cấp 2 vị sư nương thỉnh an. Đây là hẳn là có một vòng, cũng là ở hắn xem ra chuyện quan trọng nhất, sư phụ không hề, hiện giờ trừ bỏ sư huynh sư tỷ thân nhất chính là hai vị này sư nương, đại điện cũng là vì có các nàng xuất hiện mà đạt tới vượt quá đoán trước hiệu quả. Một nữ nhân cùng hài tử đều ở hai vị sư nương nơi này được đến lễ vật. Này xem như người một nhà tiểu tụ hội. Hàn huyên việc nhà. Dương Nghị Vân thích như vậy không khí. Lúc sau nhị sư huynh tiến đến, nói cho Dương Nghị Vân Vân Hạc đám người phải rời khỏi. Đối này Dương Nghị Vân hẳn là muốn đi đưa, hắn chuyên môn dặn dò quá nhị sư huynh thông chi hắn. Bởi vì có một người hắn cần thiết trông thấy, cũng muốn hiểu biết một chút sự tình. Người này đó là quỷ quật U Linh trưởng lão. Lúc trước U Linh trưởng lão kia một câu phụng thiếu chủ chi mệnh nhưng bằng sai phải nói, hắn chính là không quên. Sư nương ta đi một chút. Dương Nghị Vân cáo lui, một loại nữ nhân cùng hài tử cũng đi theo cùng nhau rời khỏi đại điện. Đi thôi, đem Lam Tâm mời đến, chúng ta cùng nàng trò chuyện. Nữ võ thần nói. Tốt, sư nương Dương Nghị Vân gật đầu, hắn biết này ba vị đều là đứng đầu cường giả, tự nhiên có đề tài. Đi ra đại điện,
Dương Nghị Vân làm người đi thỉnh Lam Tâm tới, hắn cùng nhị sư huynh Sao Trời Tử đi vào Vân Môn Đại Điện đi cùng Vân Hạc đám người từ biệt. Dương Nghị Vân tiễn đi Bất Lão Sơn Vân Hạc, lúc sau Thiên Địa Môn, Phi Tiên Điện. Cuối cùng quỷ quật U Linh Trưởng Lão, hắn cố tình lưu tại cuối cùng. Mà U Linh Trưởng Lão cũng tựa hồ biết hắn muốn tìm hắn, lại là không đợi Dương Nghị Vân mở miệng, liền trở tay chi gian lấy ra một khối hình ảnh thạch đạo, Dương Môn chủ ngươi yêu cầu biết đều tại đây khối hình ảnh thạch chung. Dương Nghị Vân theo bản năng tiếp nhận nói lời cảm tạ, pháp lực vận chuyển, lập tức chính là một cái hình ảnh xuất hiện. Thu Nhi. Hắn cả người chấn động hô lên thanh. Suy đoán quả nhiên là đúng. Tiên sinh Thu Nhi rất nhớ ngươi. Hình ảnh thạch trung Ngô Mặc Thu mở miệng câu đầu tiên lời nói khiến cho Dương Nghị Vân cả người run lên. Giờ phút này U Linh Trưởng Lão lặng yên rời đi. Đại điện trung dư lại Dương Nghị Vân một người, hắn lẳng lặng đứng ở đại điện trông được hình ảnh trung Ngô Mặc Thu nói chuyện. Còn hảo Thu Nhi kỳ ngộ không tồi, cũng không có bị người chộp tới, mà là đụng phải quỷ quật Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Tuyền bà có một phen kỳ ngộ. Dựa theo hình ảnh trung Thu Nhi giải thích nàng phi thăng rất sớm, quỷ thu tu luyện độc đáo. Nàng một người phi thăng tới rồi tiên giới, chính là muốn tìm hắn. Nhưng kết quả tiên giới rất lớn, nhưng nàng vận khí không tồi, đụng phải quỷ quật Hoàng Tuyền bà bị thu làm đồ, đi theo Hoàng Tuyền bà đi quỷ quật. Sự tình đảo cũng đơn giản. Sau lại Thu Nhi nghe được Dương Nghị Vân tin tức, vốn dĩ muốn tiến đến tìm hắn, nhưng nàng sư phụ Hoàng Tuyền bà làm nàng tu luyện bế quan, bởi vì nàng bị chỉ định trở thành đời sau quỷ quật chi chủ. Vì thế phái tới U Linh Trưởng Lão tham gia Vân Môn Đại Điển. Mang đến nàng tin tức. Đến nỗi nàng tỷ tỷ cùng Kiều Phúc, còn lại là sau lại phi thăng bị nàng tìm được sau đưa tới quỷ quật, làm Dương Nghị Vân yên tâm. Ngô Mặc Thu hình ảnh chung cũng nói Bộ Thanh Mai, đồng dạng Bộ Thanh Mai là quỷ tu, nàng vẫn luôn ở lưu ý, nhưng không có tin tức. Bất quá nàng sẽ tiếp tục làm quỷ quật người tìm kiếm, quỷ tu phi thăng nơi lại là cùng mặt khác tiên nhân bất đồng. Có thể nghĩ đến Ngô Mặc Thu đều nghĩ đến hơn nữa làm. Lời nói đến cuối cùng, Ngô Mặc Thu hình ảnh nói, tiên sinh chờ ta xuất quan, ta sẽ trước tiên tiến đến tìm ngươi, Thu Nhi thực hảo, sư phụ đối Thu Nhi cũng hảo, tiên sinh đừng nhớ mong. Hình ảnh biến mất. Dương Nghị Vân hộc ra một ngụm chọc khí, hắn giờ phút này trong lòng có chút cô đơn, cũng có vui mừng. Cô đơn là bởi vì hắn biết từ nay về sau Thu Nhi có con đường của mình đi. Không ra cái gì ngoài ý muốn tất nhiên là tương lai quỷ quật chi chủ, không bao giờ sẽ gia nhập Vân Môn, khả năng trở về tìm hắn, nhưng lại là sẽ không thời gian dài ở hắn bên người. Quỷ quật chính là tiên giới siêu cấp đại tông, nàng trở thành quỷ quật chi chủ, tự nhiên không có khả năng mang theo quỷ quật gia nhập Vân Môn cho nên Dương Mẫu Nhân có chút cô đơn. Bất quá rất nhiều chính là vui mừng. Vui mừng nàng bình an không có việc gì, Kiều Phúc cùng nàng tỷ tỷ Ngô Mặc Thu cũng tới rồi bên người nàng. Càng là trở thành Hoàng Tuyền bà đệ tử, muốn trở thành đời sau quỷ quật chi chủ. Ở hình ảnh Thu Nhi cũng nhắc tới nàng Tu Vi đã là đại quỷ tiên, bế quan chính là ở đánh sâu vào tôn cấp cảnh giới. Như thế xác minh chết lão nhân năm đó lời nói, Thu Nhi tương lai sẽ trở thành một thế hệ quỷ đế. Nghĩ đến cũng là ước nguyện ban đầu quỷ đế, nếu không cũng không có khả năng bị Hoàng Tuyền bà thu làm quan môn đệ tử, chỉ định thành quỷ quật người nối nghiệp. Dù sao cũng phải tới nói. Đây là nàng cơ duyên, cũng là đạo của nàng. Dương Nghị Vân biết chính mình hẳn là vì Thu Nhi cao hứng. Tiểu sư đệ sư nương làm chúng ta qua đi. Lại là đại sư huynh đi vào đại điện, đánh gãy hắn trầm tư. Tưởng cái gì đâu, như vậy xuất thần, ta nhìn đến người đem quỷ quật trưởng lão kêu đi, có phải hay không có chuyện gì? Vân Trường Sinh lại hỏi một câu. Dương Nghị Vân trong lòng chung quy là có chút phiền muộn, đại sư huynh là thân cận nhất người. Hắn mở miệng nói, vừa đi vừa nói chuyện đi. Đem Thu Nhi sự tình giảng thuật cấp đại sư huynh nghe. Vân Trường Sinh nghe xong, trầm ngâm hạ nói, quỷ quật xưa nay quỷ dị, nghe nói Hoàng Tuyền bà càng là thần bí, thậm chí còn có chút tà tính, nghe tới là chuyện tốt, bất quá ngươi nếu là thật lo lắng, liền tìm cơ hội đi quỷ quật nhìn xem nàng, tận mắt nhìn thấy mới là thật. Đại sư huynh nói làm Dương Nghị Vân trong óc chấn động, lại là thông suốt, ân, ta đã biết, cảm ơn đại sư huynh. Ta sẽ tìm cơ hội đi nhìn xem Thu Nhi. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, từ ngươi nói tình huống tới xem, ngươi cái kia Thu Nhi hẳn là không có việc gì, ta chỉ là lo lắng cái kia Hoàng Tuyền bà, ta nghe sư phụ nói qua một lần, nói Hoàng Tuyền bà chính là một cái quỷ dị lão yêu bà, ở sư phụ trong miệng tựa hồ đối nàng thực không thích, cho nên đến lúc đó ngươi đi xem cũng hảo. Hảo, ta sẽ đi, Thu Nhi hắn là nữ nhân của ta,
trước kia đi theo ta ăn qua rất nhiều khổ, ta không nghĩ làm nàng chịu ủy khuất, nếu là chính như nàng lời nói, ta đây liền thành toàn nàng, đây là nàng cơ duyên cùng chính mình lựa chọn đại đạo, nếu là có vấn đề, chẳng sợ quỷ quật là U Minh, ta cũng cho hắn san bằng không thể. Hảo, có lẽ là chúng ta đều suy nghĩ nhiều, tới rồi, mau vào đi thôi, hai vị sư nương còn chờ chúng ta. Tổ sư điện, chúng ta đem đi trước lên trời lộ. Đây là nữ võ thần đối Dương Nghị Vân nói câu đầu tiên lời nói. Dương Nghị Vân kinh ngạc. Vân Trường Sinh, sao trời tử cùng cơ tím hà đều ở, tất cả đều nhìn về phía hai vị sư nương. Vân môn thành lập lúc này mới vừa kết thúc, hai vị sư nương muốn đi. Như thế làm bốn người đều có chút khó có thể tiếp thu. Dương Nghị Vân còn nghĩ làm các nàng tọa trấn vân môn đâu, lại là không nghĩ tới các nàng này liền phải rời khỏi. Lại là lên trời lộ. Đột nhiên Dương Nghị Vân nghĩ đến, lên trời lộ chính là người tu tiên số mệnh. Tựa hồ ai cũng lách không ra, bao gồm bọn họ. Chẳng qua có thể đi đều là đứng đầu cường giả mà thôi. Thiên cơ cái kia tao hồ ly đã đi trước một bước, chúng ta đều đã muộn, sư phụ ngươi bọn họ đi lên trời lộ lúc sau rốt cuộc không tin tức truyền đến đi xem. Mặt khác thông ngộ cửu trọng thiên lúc sau, cũng cần thiết muốn đi lên trời lộ, các loại nguyên nhân, chúng ta không thể nói. Chờ các ngươi đạt tới cái này trình tự, các ngươi sẽ hiểu. Mỗi một cái tông môn cường đại truyền thừa, dựa vào không phải cường giả tọa chấn, mà là trải qua mưa gió lúc sau như cũ, cho nên các ngươi muốn minh bạch, đại đạo chi lộ trước nay đều không phải thuận buồm xuôi gió, cấp trải qua các ngươi đều phải đi trải qua. Lần này chúng ta ba người đem kết bạn lên trời lộ, đến nỗi các ngươi sở lo lắng, đảo cũng không đến mức, toàn bộ tiên giới bao cũng sẽ không có cửu trọng thiên cấp bậc cường giả tới tìm các ngươi phiền toái, cứ yên tâm đi. Hơn nữa tiên giới cũng không có gì cửu trọng thiên tồn tại, đương nhiên về sau sẽ ra đời, dư lại lộ các ngươi chính mình đi, ai cũng không thể giúp. Lại là công chúa sư nương nói chuyện. Lam Tâm tỷ tỷ cũng đi. Dương Nghị Vân nhìn không được nhìn về phía Lam Tâm. Ân, cảnh giới tới rồi nên đi lên trời lộ, vừa lúc cùng hai vị tiền bối đạo hữu đồng hành. Lam Tâm bình tĩnh gật đầu. Nếu hai vị sư nương cùng Lam Tâm đều quyết định, bọn họ cũng không thể giữ lại. Hơn nữa hai vị sư nương lý do rất cường đại, nhân ra là đi tìm chết lão nhân. Dương Nghị Vân bốn cái có thể nghe được ra tới, các nàng đối sư phụ lo lắng. Cho nên các nàng ba người đi rồi. Chẳng qua Tiêu Không một tiếng động rời đi. Tin tức này chỉ có Dương Nghị Vân sư huynh đệ bốn người biết. Đi ra tổ sư điện, Dương Nghị Vân triệu tới mẫu đơn nói, hôm nay khởi này tòa đại điện phong bế, ta sư nương các nàng ba người bế quan thanh tu. Là... ta sẽ phái người hộ pháp trông coi. Mẫu đơn nói, nàng là Dương Nghị Vân định ra trưởng quản tổ sư điện điện chủ, việc này lại yêu cầu nàng tới làm. Hảo, nhớ kỹ không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Dương Nghị Vân dặn dò. Minh bạch. Dương Nghị Vân phân phó xong sau, rời đi tổ sư điện. Hắn trong lòng cười khổ, này xem như giấu đầu lòi đuôi a. Hai vị sư nương cùng Lam Tâm ly khai, Tiêu Không một tiếng động rời đi, chỉ bọn họ bốn cái biết. Hắn ở đối ngoại tuyên bố các nàng đang bế quan, chính là muốn cho ngoại giới biết vân môn cường giả còn sớm tọa chấn. Kỳ thật cũng là không nghĩ có cái gì địch nhân đến quấy rối mà thôi. Nhưng cũng biết có lẽ lừa không được một ít cường giả chân chính. Cũng may dựa theo hai vị sư nương cách nói, toàn bộ tiên giới cũng không có gì đứng đầu cường giả tồn tại. Nhưng hắn cũng biết mọi việc không có tuyệt đối. Vạn nhất đâu, vân môn mới vừa thành lập mạo không được nguy hiểm. Yêu cầu một cái ổn định khai cục, mà cường giả tọa chấn chính là ổn định. Hắn xem như cùng tam đại thiên tôn thế lực, sau băng điện, Tiêu Giao cung kết hạ tử thù. Tuy rằng lần này chém giết bọn họ, nhưng cũng không phải toàn bộ, đều là tiên giới đứng đầu thế lực, tất nhiên còn có cường giả tồn tại. Bất quá này mấy nhà chết nhiều như vậy thông ngộ, chỉ sợ cũng là nguyên khí đại thương, ngắn hạn nội cũng không dám tới tìm vân môn phiền toái. Đang ngẫm lại vân môn còn có tạp mao điểu cùng lão cây liễu đại sư huynh ở, thả vô ưu. Hiện tại yêu cầu chính là phát triển thời gian, dựa theo đại sư huynh ý tứ, ngàn năm thời gian trong vòng tất nhiên có thể làm vân môn xuất hiện mấy chục cái thông ngộ, thậm chí càng nhiều, bởi vì có sư phụ lưu tại đại thanh quy trên người thông ngộ hiểu được tồn tại, đây là vân môn có thể ở tiên giới đứng vững gót chân tự tin nơi. Lão nhân là người nào? Đó là tiên giới đứng đầu cường giả, có thể treo lên đánh tam đại thiên tôn người. Hắn lưu lại thông ngộ hiểu được há có thể kém. Tiếp được tới thời gian, Dương Nghị Vân cùng đại sư huynh đám người thương lượng mở ra vân môn đệ tử đại quy mô dạy dỗ,
cùng làm những cái đó lão tiên tôn tìm hiểu thông ngộ chi cảnh kế hoạch. Chuyện này Dương Nghị Vân toàn quyền giao cho đại sư huynh đi xử lý, yêu cầu vân môn trên dưới đệ tử dạy dỗ tất cả đều đại sư huynh tới, mặt khác hắn mặc kệ. Lại một lần cho chính mình tìm một cái cớ bắt đầu bế quan luyện đan. Hắn phải cho chính mình nữ nhân hài tử thân nhân bằng hữu luyện đan, cấp vân môn đệ tử luyện đan. Đại sư huynh là truyền thừa điện chủ, bản thân liền phụ trách đệ tử dạy dỗ này một khối. Đào cũng chịu thương chịu khó. Nhị sư huynh sao trời tử ác hơn, hai vị sư nương đi rồi lúc sau, hắn liền trực tiếp tuyên bố bế quan tìm hiểu kiếm đạo, dùng hắn nói, ta cảm nhận được kiếm đạo bình cảnh buông lỏng, lần này ta kiếm đạo muốn đại thành. Sao trời tử kiếm đạo đại thành đó là thông ngộ, hắn nếu là thông ngộ, kia sẽ là vân môn có một cái công kích mạnh nhất cường giả, lúc này Dương Nghị Vân cùng Vân Trường Sinh đều duy trì. Cho nên sao trời tử kêu hình pháp đại điện giao cho Lạc Dương, hắn bế quan. Tiểu sư tỷ cơ tím Hà trầm mê ở thuần hóa tiên thú việc thượng, Dương Nghị Vân cùng Vân Trường Sinh ước gì nàng trầm mê, chỉ cần vị này cô nãi nãi không gây chuyện liền hảo. Tiếp đãi đại điện còn cần một người tuyển, Dương Nghị Vân trực tiếp định ra Phương Đông Hạo ông trời tử. Như thế vân môn nội môn chín đại điện xem như nhân viên đúng chỗ, dư lại khiến cho chính bọn họ đi hoàn thiện. Mà hiện đại hóa kia một mảnh kiến trúc đàn, để lại cho chính mình người nhà bằng hữu. Dương Nghị Vân đem nơi này hoa thành vân môn đệ nhị khối cấm địa, đệ nhất cấm địa như cũ là lão cây liễu nơi ngọn núi. 108 tòa ngoại điện, trống không rất nhiều, Dương Nghị Vân thả ra lời nói, xem tu luyện tình huống cùng đối vân môn cống hiến nhập trú ngoại điện. Như thế khích lệ toàn bộ vân môn cấp thấp đệ tử tu luyện nhiệt tình. Lúc sau Dương Nghị Vân bế quan luyện đan, đương nhiên hắn như cũ đem lão Phương tìm tới truyền thụ hắn kỳ quân đan đạo. Càng là làm lão Phương xưng là luyện ngoại điện 108 điện chi nhất luyện đan điện điện chủ, bồi dưỡng vân môn luyện đan một đạo. Lão Phương chọn lựa hiểu rõ 1000 danh có đan đạo cơ sở đệ tử, đi theo Dương Nghị Vân học tập luyện đan, những người này tự nhiên có trước kia liên tục gặp tiên minh cao thủ, trong đó không thiếu tiên đế tiên tôn. Nhưng lão Phương xem như Dương Nghị Vân luyện đan người thừa kế, cũng liền không có người không phục lão Phương tu vi vấn đề, luyện đan chi đạo trước nay đều không phải xem tu vi. Mà là xem luyện đan tạo nghệ. Lão Phương được đến Dương Nghị Vân truyền thụ kỳ quân đan đạo tự nhiên trở thành vân môn đan đạo đứng đầu, ngày sau càng là trở thành đại gia. Như thế một tháng sau, Dương Nghị Vân truyền thụ hoàn thành, cũng luyện chế ra tới một tòa tiểu sơn giống nhau đan dược, đem hắn càn khôn hồ không gian tiên dược đào rỗng. Đối luyện đan chi đạo lại cũng có hoàn toàn mới nhận thức tiến bộ. Chuẩn bị nghiên cứu Vân Hạc đưa tặng cửu chuyển huyền thiên đan là lúc, lại là tiểu sư tỷ tìm tới. Vân Tử Giang hàm đến không, nói là tìm ngươi có chuyện quan trọng. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nói, Bạch Nha sư huynh. Ở đâu? Tiếp đãi đại điện a, người mỗi ngày ở chỗ này luyện đan, cũng không dám có người quấy rầy, hắn đều chờ ngươi nửa tháng, không chiêu liền tìm ta, hẳn là ngươi tìm hắn làm sự có mặt mày. Cơ tím Hà nói, lão Phương nên truyền thụ các ngươi truyền thụ xong rồi, này đó đan dược một bộ phận cấp Triệu Nam các nàng đưa đi, dư giả ngươi luyện đan điện nhìn phân công. Khen thưởng vân môn đệ tử, ngày sau vân môn luyện đan việc, người toàn quyền phụ trách, ta đi trước Dương Nghị Vân công đạo một tiếng, xoát một chút liền biến mất. Tái xuất hiện khi, đã tới rồi tiếp đãi đại điện. Hắn năm đó đi dị vực giới, cùng cơ tím Hà cùng nhau nhận thức Giang Hàm Bạch, rời đi dị vực giới thời điểm, làm Giang Hàm Bạch hỗ trợ hỏi thăm nghé con tiểu Phượng Hoàng từ tin tức. Từ nay về sau thời gian qua rất dài, Giang Hàm Bạch cũng chưa tin tức truyền đến. Chỉ là làm kiến tộc đưa tới quá này đó hiếm quý cục đá trang trí vân môn, chính hắn lần này xem như lần đầu tiên tiến đến. Như thế nghĩ đến tất nhiên là có cái gì tin tức, cho nên Dương Nghị Vân thực kích động, lập tức kết thúc luyện đan, tất cả đều ném cho lão Phương. Bạch Nha sư huynh đợi lâu, thật sự xin lỗi. Dương Nghị Vân xuất hiện tiếp đãi đại điện, vội vàng xin lỗi, không nghĩ tới Giang Hàm Bạch chờ nửa tháng. Nếu là không sư tỷ tới tìm hắn, hắn cũng không biết. Không tồi hắn mang theo người bế quan luyện đan chuyện này phân phó qua, không cho quấy rầy, Phương Đông lão gia tử liền không có tới thông báo. Sư đệ lại nói tiếp hổ thẹn, vân môn thành lập ta không đuổi kịp Giang Hàm Bạch cười nói lời nói. Bạch Nha sư huynh chính là làm ơn chuyện của ngươi có cái gì tin tức? Dương Nghị Vân trong lòng sốt ruột, không khách sáo trực tiếp hỏi ra tới. Hàm răng trắng thấy vậy cũng chính xác gật đầu nói, ân, đích xác tộc của ta Nhi Lang, nghe được một ít tin tức. Chính là tiểu Phượng Hoàng, vẫn là nghé con, Dương Nghị Vân vội vàng hỏi. Đều không phải, là ngươi đã nói Thử Vương. Thử Vương,
Dương Nghị Vân năm đó hạ giới Vân Môn tứ đại yêu soái chi nhất, vẫn luôn cũng chưa tin tức, xác thật mấy ngày hàm răng trắng tiến đến mang đến cái thứ nhất yêu tộc thủ hạ tin tức. Ở đâu? Dương Nghị Vân cũng kích động lên. Hàm răng trắng nói, liền ở dị vực giới, bất quá lại là có chút phiền phức, tộc của ta Nhi Lang đại sảnh đến, ở dị vực giới một chỗ địa phương, có cái tự xưng thử vương nhưng thao tác bọn chuột nhắt, chiếm cứ một đỉnh núi, nhưng lại năm đại đầu sỏ trung tòa sơn ưng vương thế lực phương đối thượng. Cái kia thử vương có chút bản lĩnh, làm đối phương ăn đủ đau khổ, ta tới thời điểm nghe được ưng vương tỏa hạ những cái đó đại yêu muốn xuất động, diệt thử vương. Đi, đi dị vực giới. Dương Nghị Vân lập tức quyết định liền đi. Thử vương là hắn tại hạ giới công thần, sao có thể nhìn bị khi dễ. Dương Nghị Vân vừa nghe Giang Hàm Bạch giảng thuật liền biết tình huống không ổn, hắn trong lòng sốt ruột, nói đi là đi. Cũng là Giang Hàm Bạch điều ti a bất thường tế. Bất quá này cũng không thể trách hắn, dị vực giới như vậy đại, có thể tìm được một cái thử vương liền không tồi. Đi phía trước tự nhiên là phải cho các sư huynh nói một tiếng. Dương Nghị Vân trực tiếp tìm được đại sư huynh, đơn giản ngày mai nói ra tìm được rồi trước kia bộ hạ muốn đi dị vực giới. Vân Trường Sinh đại nhíu mày nói, ngươi hiện tại là nhất môn chi chủ, theo lý thuyết ngươi làm cái gì ta không nên hỏi đến, nhưng tiểu sư đệ ta như cũ là ngươi đại sư huynh, nên nói vẫn là muốn nói. Sư huynh ngươi chừng nào thì như thế khách khí, có nói cái gì ngươi nói thẳng đó là, sư huynh nói ta há có thể không nghe. Dương Nghị Vân nói, Vân Môn vừa mới ổn định, hiện tại đúng là tiến vào nhanh chóng thời kỳ phát triển gian, ngươi lúc này rời đi không thích hợp, hơn nữa ngày đó chém giết như vậy nhiều thông ngộ, tam đại thiên tôn thế lực, sao băng điện, tiêu giao cung này mấy nhà xem như trực tiếp đối địch, mọi người đều biết sẽ là không chết không ngừng cục diện. Đừng nhìn mấy nhà ngày đó đã chết như vậy nhiều thông ngộ, nhưng kia chỉ có thể là những cái đó thế lực lớn lực lượng một bộ phận, bọn họ tất nhiên không dám tiến đến Vân Môn tìm phiền toái, nhưng lại là ở bên ngoài không nhất định. Nếu như bị kia mấy nhà biết được ngươi đi ra ngoài tin tức, bọn họ tất nhiên triển khai trả thù, giết ngươi rồi sau đó mau, giờ phút này ngươi rời núi mà đi thời cơ không đúng, mặt khác ngươi tại hạ giới những cái đó bộ hạ liền thật sự như vậy quan trọng sao? Mà nay ngươi chính là tiên giới Vân Môn chi chủ. Là mấy chục vạn Vân Môn người môn chủ, người không thể có bất luận cái gì sơ suất, nhưng minh bạch. Vân Trường Sinh lời phía sau một ngữ hai ý nghĩa. Những lời này Dương Nghị Vân tự nhiên nghe được minh bạch, hắn biết đại sư huynh nói ngôn không sai, cũng có một khác tầng ý tứ là, hiển nhiên hắn đừng vì hạ giới những cái đó bộ hạ mạo hiểm, nói đến cùng liền tính là đem hạ giới những cái đó Vân Môn đại yêu tất cả đều tìm trở về, đối hiện giờ Vân Môn cũng không nhiều lắm tác dụng, nhiều nhất chính là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hiện giờ Vân Môn không kém cường giả, tiên tôn cấp bậc môn nhân liền có mấy trăm nhiều, tiên vương tiên đế càng là một chảo một đống. Lý tính đi lên nói, đích xác không cần thiết vì xem hạ giới những cái đó bộ hạ mạo hiểm. Chính là, Dương Mỗ Nhân từ bước lên tu chân chi lộ bắt đầu, vẫn luôn là một cái trọng tình cảm người, cũng nguyên nhân chính là vì như thế hắn đi bước một đi tới hôm nay, bên người mới có thể hội tụ như vậy nhiều người cùng yêu tộc cùng nhau dốc sức làm. Nhưng sư huynh kiến nghị là lý tính, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Cười khổ một chút nói, sư huynh ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng là có một số việc có cái nên làm có việc không nên làm, đi theo ta những cái đó hạ giới đại yêu, bọn họ đều là có công, không có bọn họ ta cũng không có khả năng đi đến hôm nay, cho nên mặc kệ bọn họ tu vi cao thấp, đối tiên giới Vân Môn có hay không trợ giúp, có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều cần thiết đi tìm về bọn họ, làm cho bọn họ một đám trở về Vân Môn. Đến nỗi lo lắng người cứ yên tâm đi, ta lần này một người rời núi, sẽ cẩn thận, sẽ không làm những cái đó thế lực phát hiện, hơn nữa dị vực giới là yêu tộc địa bàn, nhân tộc đi dị vực giới cũng là có băn khoăn, ta có biện pháp, đại sư huynh đừng lo, ta sẽ cẩn thận. Lời nói đến cuối cùng Dương Nghị Vân vô cùng kiên định. Vân Trường Sinh vừa thấy bộ dáng của hắn, liền biết tiểu sư đệ hạ quyết tâm, hắn là khuyên không được, thở dài một tiếng nói, nếu như thế ta bồi ngươi cùng đi đi. Không được, trên người của ngươi gánh nặng so với ta còn trọng, truyền thừa dạy dỗ việc ngươi không khai ngươi, hơn nữa ta là đi dị vực giới không thích hợp dẫn người, ta có một môn thần thông có thể biến hóa cùng bắt chước yêu tộc hơi thở, hành sự muốn phương tiện, chuyện này liền như vậy định rồi đi, Vân Môn liền vất vả ngươi sư huynh nhìn chằm chằm. Này, hảo đi, ngươi hết thảy cẩn thận. Vân Trường Sinh không hề kiên trì, hắn biết chuyện này không thể lộ ra, Dương Nghị Vân lặng lẽ rời đi tốt nhất. Cùng đại sư huynh thương lượng qua đi, Dương Nghị Vân ngẫm lại liền Điêu Nhi triệu hoán mà đến, mang ở bên người. Điêu Nhi khứu giác nhanh nhạy,
cũng là yêu tộc, càng là nào đó thiên phú, mang theo trên người có thể giúp hắn. Vốn dĩ lần này đi ra ngoài kỳ thật nhất thích hợp chính là mang theo tạp mao điểu đi, có tạp mao điểu tại bên người cho dù là đi đem dị vực giới đâm thủng thiên hắn đều dám. Chính là một chút đắc tội tam đại thiên tôn thế lực, sao băng điện cùng tiêu giao cung, Dương Nghị Vân không dám mạo hiểm, yêu cầu tạp mao điểu ở vân môn tọa chấn, hắn mới yên tâm. Hơn nữa lão cây liễu, liền tính là có cao giai thông ngộ tiến đến, chúng nó hai cái cũng có thể ứng phó. Nếu không phải đắc tội thế lực quá nhiều, kỳ thật có lão cây liễu một cái hắn đều yên tâm, nhưng hiện tại hắn lại không dám mạo hiểm, vân môn có hắn thân nhân bằng hữu, có mấy chục vạn môn nhân đệ tử, một khi ra điểm sự, hắn nhưng nhận không nổi. Vẫn là đem tạp mao điểu lưu lại đi. Đến nỗi chính hắn an nguy. Dương Nghị Vân ngược lại trong lòng thực thả lòng. Càng quan trọng một chút là, nữ võ thần sư nương, công chúa sư nương còn có lam tâm trước khi đi thời điểm cho hắn nói chuyện, tu luyện chi đạo mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều phải dựa vào chính mình nỗ lực, ngoại lực mượn dùng không trường cửu, chỉ có tự thân thực lực cường đại, mới có thể bảo hộ tưởng bảo hộ người, đây là ngươi làm vân môn môn chủ hẳn là có đương gánh. Cho nên các nàng ba cái cũng không có lưu lại tọa trấn vân môn. Bởi vì làm như vậy sẽ chỉ làm Dương Nghị Vân cùng toàn bộ vân môn trên dưới mất đi tiến thủ tâm. Đối này hắn rõ ràng. Lần này đi trước dị vực giới với hắn mà nói cũng là một lần tu hành, hắn yêu cầu tăng lên chính mình thế lực. Mấy chục vạn đệ tử môn nhân nhất môn chi chủ, không nên chỉ là tiên tôn lúc đầu. Càng quan trọng là hắn hiện tại trêu chọc địch nhân là vô cùng cường đại thế lực, thông ngộ cao thủ đều không ít. Dương Nghị Vân trong lòng kỳ thật so bất luận cái gì đều sốt ruột. Đều tưởng tăng lên chính mình tu vi. Lần này một người đi trước dị vực giới tìm thử vương chính là tu luyện. Hắn mục tiêu là bước vào thông ngộ. Như thế mới có thể thống lĩnh vân môn, mà nay tiên tôn lúc đầu tu vi, kém quá xa. Hoàn toàn mới vân môn xác nhập khổng lồ luyện tạo tiên minh, làm hắn ngồi trên vân môn chi chủ vị trí. Đây là bởi vì có sư nương sư huynh đám người lực đính, càng là bởi vì có tạp mao điểu cùng lão cây liễu bực này cường đại tồn tại kinh sợ. Làm mọi người không dám có chút lý do thoái thác. Nhưng cho thấy thượng không nói, chẳng lẽ trong lòng liền không nghĩ sao? Hắn tin tưởng đại đa số vân môn đệ tử đều sẽ ngẫm lại chính mình cái này vân môn tu vi vấn đề. Cho nên nói, hắn yêu cầu rèn luyện yêu cầu trải qua nguy hiểm mạo hiểm, cùng khắc khổ tu luyện. Chuyến này đây cũng là hắn không mang theo người tại bên người nguyên nhân. Tôn nghiêm cùng tôn kính là chính mình đi tranh thủ mà đến, không phải mượn dùng ngoại lực mà được đến. Hắn muốn nói cho vân môn mỗi người, hắn Dương Nghị Vân đảm đương nổi vân môn chi chủ vị trí. Sư huynh đệ bốn người chung, hắn tu vi yếu nhất. Nhưng hắn lại là chết lão nhân quan môn đệ tử, càng là thiên phú tuyệt luân thập toàn thập mỹ căn cơ, tuy rằng tu luyện không có sư huynh sư tỷ thời gian trường, nhưng người trước điều kiện là cũng đủ đền bù. Dương Nghị Vân nghẹn một cổ khí, rời đi vân môn. Lặng yên rời đi, chỉ có đại sư huynh biết. Hắn rời đi sau khiến cho đại sư huynh đối mọi người nói chính mình bế quan. Đến nỗi có thể giấu bao lâu cũng không biết. Trên vai tức khắc hưng phấn không thôi Điêu Nhi, bên người là Giang Hàm Bạch, Dương Nghị Vân một cái lắc mình ra vân môn phía trên tận trời chỗ sâu trong. Rồi sau đó trên cổ tay cá trạch quang mang chợt lóe hóa thân mấy chục mét. Dương Nghị Vân cùng Giang Hàm Bạch bước lên cá trạch phần lưng, xuất phát dị vực giới. Cá trạch phần lưng hai đôi cánh mở ra. Lập lòe chi gian mở ra không gian chi lực. Không bao lâu liền tới rồi dị vực giới. Bạch Nha sư huynh là dị vực giới phương Tây, Phi Ưng Vương địa bàn đi. Dương Nghị Vân ở dị vực giới nhập khẩu tiến vào sau hỏi. Đúng vậy, cực Tây nơi ba vạn dặm nơi có một tòa hang đá sơn, thử vương liền ở kia tòa sơn trung tu hành, tộc của ta Nhi Lang nghe được tin tức lúc sau, ta ngay cả vội tiến đến thông chi ngươi, hiện tại là tình huống như thế nào lại là không rõ ràng lắm. Muốn đi lúc sau hỏi qua mới biết được, dù sao ta tới thời điểm, nghe được tin tức là Phi Ưng Vương ngồi xuống hai đại yêu, muốn liên thủ tấn công thử vương. Giang Hàm Bạch giải thích nói. Cá trạch nghe được đi, cực Tây nơi ba vạn dặm nơi, đi thôi. Dương Nghị Vân cấp cá trạch hạ lệnh. Biết chủ nhân cá trạch toàn thân bảy màu vầng sáng lập lòe, cánh chim sơn động không gian chi lực dao động mà thôi. Chợt lóe dưới đó là 9.000 dặm. Ba vạn dặm chi lực đối nó tới nói chính là không lâu sau. 10 tức lúc sau, cá trạch ngừng lại. Chủ nhân tới rồi ba vạn dặm xa, 10 tức thời gian tới, cá trạch cái này tốc độ càng ngày càng nghịch thiên, Dương Nghị Vân cùng Giang Hàm Bạch đứng ở trên lưng thẳng cảm nhận được chính là cường đại không gian chi lực,
căn bản là cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể mắt thường có thể thấy được màu sắc rực rỡ vầng sáng chớp động. Bạch Nha sư huynh phía dưới núi non mênh mang, dãy núi vô số, kia một tòa là hang đá sơn. Dương Nghị Vân hỏi đáp. Giang Hàm Bạch Định Thần nhìn lại, một lát sau nói, hướng đông 500 dặm kia tòa màu xám núi lớn đó là. Dương Nghị Vân càn khôn chi mắt thấy đi quả nhiên thấy được ngồi xuống màu xám núi lớn, lại là cả tòa sơn gắn đầy một đám lớn nhỏ không đồng nhất huyệt động, cũng không phải một tòa rất cao núi lớn, ở dãy núi bên trong thực không chớp mắt. Sở bất đồng chính là rậm rạp thạch động. Cẩn thận tưởng tượng thật đúng là giống lão thử oa đánh ra huyệt động. Dựa theo hàm răng trắng nói, thử vương thao tác rất nhiều bọn chuột nhắt, ở hang đá sơn chiếm núi làm vua. Chẳng qua không biết cái gì nguyên nhân bị phi ưng vương ngồi xuống đại yêu cấp theo dõi. Đi, đi xuống lại nói. Dương Nghị Vân mệnh lệnh cá trạch bay qua đi. Cá trạch cánh chim vừa động ngay lập tức phi rơi xuống tới hang đá dưới chân núi. Dương Nghị Vân cùng Giang Hàm Bạch nhảy xuống, cá trạch vầng sáng chợt lóe thu nhỏ lại tới rồi một thước, quấn quanh ở Dương Nghị Vân thủ đoạn. Bạch Nha sư huynh cho ngươi. Dương Nghị Vân nhìn Giang Hàm Bạch giống nhau, hắn biết nơi này có hàm răng trắng tộc nhân tồn tại. Hảo, sư đệ chờ một lát, hàm răng trắng nói xong, ngón tay một chút một gốc cây cổ thụ, vầng sáng lập lòe lúc sau, một con đầu đen kiến xuất hiện, hóa thành nửa người nửa kiến bộ dáng, nhìn đến Giang Hàm Bạch sau khom mình hành lễ nói, bái kiến Bạch Nha trưởng lão. Mệnh lệnh tìm hiểu hang đá sơn tình huống như thế nào? Thả cẩn thận nói đến, Giang Hàm Bạch nhìn cái này kiến tộc nói. Kiến người vội vàng nói, 7 ngày trước phi ưng vương ngồi xuống hai gã đại yêu đã đưa vào hang đá sơn trong bụng. Cả tòa hang đá sơn bị bày ra kết giới, sơn trong bụng hiện tại là tình huống như thế nào, thuộc hạ cũng không biết, bất quá mấy ngày này ngẫu nhiên còn có đất rung núi chuyển, nghĩ đến là bên trong đánh nhau rồi, trước mắt mới thôi, thử vương cùng phi ưng vương ngồi xuống hai đại yêu còn không có ra tới quá. Dương Nghị Vân nhíu mày nói, chính là hai đầu cái gì đại yêu? Cái gì tu vi có biết? Kiến nhân đạo, hồi bẩm vị đại nhân này, cụ thể là cái gì cấp bậc đại yêu ta tu vi quá thấp nhìn không ra tới. Nghe nói một đầu là thiết miệng ưng, một đầu là vương miện điêu, đều là này cực tây nơi vang dội đại yêu. Ầm vang. Đúng lúc này một tiếng ầm vang vang lên, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Dương Nghị Vân cảm nhận được một cổ thật lớn yêu khí từ hang đá sơn nhộn nhạo mở ra, hơi thở to lớn làm hắn đều sắc mặt biến đổi. Cường đại yêu khí ở Dương Nghị Vân cảm giác chung không thua gì đại sư huynh kia chờ hơi thở, nói cách khác có thông ngộ nhất trọng thiên thực lực. Trọng điểm là yêu tộc sức chiến đấu trời sinh so với nhân tộc cường đại một bậc. Dương Nghị Vân cảm thụ được hơi thở không chỉ có sắc mặt biến đổi. Hắn có áp lực là bởi vì hắn kế tiếp muốn đích thân đối mặt. Bạch Nha sư huynh ngươi triệt đi, làm ngươi tìm tiếp tục giúp ta tìm hiểu, cảm ơn. Dương Nghị Vân híp mắt nhìn về phía hang đá sơn nói. Sư đệ ta bồi ngươi cùng đi. Hàm răng trắng cắn răng nói. Dương Nghị Vân nghiêm mặt nói, đa tạ sư huynh hảo ý, chẳng qua kế tiếp sự yêu cầu ta chính mình đi đối mặt, sư huynh thả yên tâm đó là, người nếu có thể giúp ta tìm được mặt khác đồng bọn rơi xuống liền tính giúp ta đại ân. Này, hảo đi, kia sư đệ hết thảy cẩn thận, ta sẽ ở bên ngoài chờ tiếp ứng, bất quá đối với phi ưng vương tọa hạ đại yêu sư đệ ngàn vạn không thể khinh địch mới là, lần trước Bạch Giao Long Vương bụng một hàng, lại nói tiếp là may mắn a. Bạch Giao Long Vương trời sinh tính cao ngạo, lại ở vào dị vực giới năm đại đầu sỏ trung ương nơi. Hắn không phát triển tự thân thế lực, cho nên lần trước các ngươi đại náo Giao Long phủ đệ bình yên rút đi không có việc gì, đây là bởi vì Giao Long đi lên trời lộ, dưới tòa cũng không cường hãn đại yêu. Nhưng mặt khác tứ đại đầu sỏ bất đồng, mặt khác tứ đại đầu sỏ dưới tòa nhưng đều hội tụ cường đại đại yêu, liền tính là các ông trùm không ở, này đó đại yêu vẫn như cũ không thể coi khinh, một đám cũng là tu vi thông huyền hạng người. Mấy năm nay cũng không biết sao lại thế này, dù sao từ thiên địa dị tượng lúc sau. Nghe nói tứ phương thật lớn thế lực chung xuất hiện hảo chút tu vi cường đại vô biên hạng người, siêu việt tôn cấp. Hơn nữa hiện tại dị vực giới đã có đại loạn dấu hiệu, Bạch Giao Long Vương thế lực từ bị các ngươi đại náo lúc sau chưa gượng dậy nổi, tiếp theo đó là mặt khác tứ phương sủng sủng muốn động, tương đương là đánh vỡ ngũ phương chi gian cân bằng. Liền nói phi ưng vương ngồi xuống, được xưng có 8 đại kim cương đại yêu, hiện giờ sợ là một đám đều thông huyền, sư đệ hành sự, thả mạc xúc động, sự không thể vì bên kia lui. Hàm răng trắng trịnh trọng nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói lời cảm tạ, hắn biết hàm răng trắng cái này cấp bậc khả năng còn không có tiếp xúc đến thông ngộ, nhưng hắn lời nói lại là không sai. Nếu dị vực giới năm đại cự yêu có thể đi lên trời lộ,
vậy thuyết minh năm đại đầu sỏ đều là thông ngộ cửu trọng thiên cấp bậc, bọn họ ngồi xuống xuất hiện thông ngộ một trọng nhị trọng tam trọng từ từ đại yêu, đảo cũng không kỳ quái. Lần trước hắn cùng sư tỷ đại náo Bạch Giao Long Vương phủ để giải cứu Điêu Nhi, hiện giờ nghe một chút Bạch Nha sư huynh sở giảng, đảo cũng thật là vận khí. Nếu là Bạch Giao Long Vương ngồi xuống, có thông ngộ cấp bậc đại yêu tồn tại, hắn cùng sư tỷ lần trước cũng đừng muốn chạy ra dị vực giới. May mắn dựa theo Bạch Nha sư huynh nói, Bạch Giao Long Vương tính tình cao ngạo đang ở dị vực giới quan trọng địa bàn, đến lúc đó không chân chính phát triển thế lực ngưng tụ đại yêu, nếu không dưới tòa tất nhiên sẽ có thông ngộ cấp bậc đại yêu xuất hiện. Một lần may mắn, nhưng lần này không có. Thử vương nơi, bị Phi Ưng Vương ngồi xuống thông ngộ cấp bậc đại yêu cấp theo dõi. Lần này hắn muốn chính mình đi đối mặt. Bạch Nha sư huynh đừng nhớ mong, ta đi. Dương Nghị Vân ôm quyền, thân hình chợt lóe hướng về hang đá sơn mà đi. Tuy rằng là thông ngộ cấp bậc đại yêu, nhưng Dương Nghị Vân như cũ kiên định mà đi. Cũng không phải nói hắn không tự tin, thủ đoạn tự nhiên là có. Càn Khôn Hồ, thần ma âm dương kính, trước mắt là hắn mạnh nhất đòn sát thủ. Tin tưởng là có thể một trận chiến. Hơn nữa hắn còn có Vân Hạc đưa tặng một lọ cửu chuyển huyền thiên đan, cao cấp nhất cửu chuyển cấp bậc, tuy rằng một lọ chỉ có 3 viên, nhưng lại là chân chính tiên đan. Bởi vì hắn ở luyện đan trong lúc nghiên cứu quá, cũng hỏi đến đại sư huynh có gì bất đồng. Ở đại sư huynh trong miệng, Vân Hạc cửu chuyển huyền thiên đan cùng tầm thường tiên đan lớn nhất bất đồng chỗ là, dung hợp Vân Hạc đan đạo hiểu được ở đan dược chung, đây mới là lợi hại nhất. Vân Hạc cửu chuyển huyền thiên đan không chỉ có là khổng lồ pháp lực năng lượng càng có hắn cảnh giới hiểu được ở trong đó, cho nên nói hắn đan dược không giống người thường. Đây là một cái theo đuổi đan đạo si mê đan đạo kẻ điên, vì theo đuổi luyện đan, thậm chí phát hạ lời thề luyện chế không ra thần đạo đan dược, thề không vào thông ngộ. Ở người khác xem ra là chấp nhất, nhưng ở Dương Nghị Vân nghiên cứu quá Vân Hạc đan dược sau, lại cho rằng đó là đạo tâm kiên cố như bàn thạch thể hiện. Dựa theo đại sư huynh nói, Vân Hạc như không phải theo đuổi luyện chế thần đạo chi đan, đã sớm là thông ngộ chi cảnh, thậm chí khả năng sẽ là sư nương cái kia cấp bậc thông ngộ. Liền bởi vì một cái lời thề, làm hắn vẫn luôn tạp ở tiên tôn đại đỉnh. Cho nên nói Vân Hạc lại nói tiếp mới là chân chính đại tiên tôn chung người xuất sắc, hắn hiểu được là phi thường chi thâm hậu. Dựa theo đại sư huynh ý tứ, Vân Hạc bực này cửu chuyển huyền thiên đan, một viên liền cũng đủ tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đương nhiên mọi việc không có tuyệt đối. Dùng đan dược giả, muốn xem tự nhiên thiên phú tình huống mà định, cũng nói không chừng một viên đan dược là có thể tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Cho nên Dương Nghị Vân trong lòng có nắm chắc. Hắn lấy ra một viên cửu chuyển huyền thiên đan hàm ở trong miệng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nếu không có đến chết giác, hắn là sẽ không dùng đan dược. Nói đến cùng đan dược là phụ trợ, chân chính cường đại tu vi là chính mình đi bước một tu luyện đi lên, như thế cảnh giới tu vi mới là nhất củng cố. Dùng đan dược tăng lên, chung quy sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tai họa ngầm tồn tại. Nhưng hiện tại Dương Nghị Vân bất chấp như vậy nhiều. Thử vương cần thiết liền, mà hắn. Tắc yêu cầu chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, tái chiến đấu tới lễ rửa tội chính mình, tới tăng lên thực lực của chính mình, hắn yêu cầu thực lực đi bảo hộ hắn phải bảo vệ ta hết thảy. Cắn nuốt, đi vào hang đá thượng dưới chân, quả nhiên là với cấm chế kết giới tồn tại. Dương Nghị Vân khẽ quát một tiếng. Một tay vươn đặt ở cấm chế kết giới thượng, vận chuyển càn khôn hồ cắn nuốt. Ong ong ong, toàn bộ cấm chế kết giới bắt đầu run rẩy dựng lên, phát ra ong ong thanh. Chạm vào, một tiếng nặng nề lúc sau, cấm chế kết giới ở hắn càn khôn hồ cắn nuốt hạ tiêu tán. Như thế hắn trong tầm mắt xuất hiện chính là một tòa cao nguyệt 200-300 mễ, nhưng thể tích độ rộng lại giống nhau nhìn không tới giới hạn xám xịt hang đá sơn. Vỡ nát. Cái này từ ngữ chính là hắn nhìn đến ngọn núi này sau chuẩn xác nhất hình dung thể hiện. Rậm rạp hang động vô số, lớn lớn bé bé đều có. Đại tắc có mấy chục mét đường kính hang động, tiểu tắc có nửa thước dưới. Thực hiển nhiên cả tòa núi lớn đều là trống không. Đi vào lúc sau chính là mê cung. Dương Nghị Vân nhíu mày. Tổng không thể tùy tiện cứ như vậy vào đi thôi. Đi vào lúc sau ở bên trong đi loanh quanh. Này cũng không phải là cái gì hảo biện pháp. Hai cái đại yêu đi vào bầy ra cấm chế kết giới, hiển nhiên chính là phòng ngừa thử vương chạy trốn, thế tất muốn bắt lấy thử vương. Hắn nghĩ nếu là hắn đi vào lúc sau vòng mê cung, chờ hắn tìm được thử vương thời điểm phỏng chừng đã sớm bị hai đại yêu cấp chém giết. Hơn nữa nội loại thích hợp tình huống như thế nào, hắn cũng không biết.
tùy tiện đi vào chẳng phải là dưới đèn hắc. Ngẫm lại sau, Dương Nghị Vân đột nhiên ánh mắt sáng lên. Một cái có chút không thực tế ý tưởng xông ra. Bất quá, cái này biện pháp nếu có thể thành, chính là cái đơn giản nhất trực tiếp hảo biện pháp. Cái này biện pháp đó là, một tấc vuông càn khôn thần thông. Lam Tâm cải tiến qua đi một tấc vuông càn khôn, càng thêm thực dụng. Nhưng làm sự vật thu nhỏ lại. Hắn muốn làm chính là, đem cả tòa núi lớn cấp thu nhỏ lại. Chờ thu nhỏ lại vô số lần sau núi lớn liền đơn giản, đến lúc đó nói không chừng còn có thể thuận lợi bắt lấy hai cái đại yêu. Lại vô dụng cũng có thể đem đại yêu từ trong núi bước ra tới, tự nhiên cũng liền giảm bớt thử vương áp lực. Chẳng qua hắn biết muốn bao phủ như thế khổng lồ một tòa núi lớn nhưng không dễ dàng, yêu cầu hao phí pháp lực cùng thần hồn chi lực tất nhiên là khổng lồ vô cùng. Nhưng việc đã đến nước này hắn dù sao cũng phải thử xem. Nghĩ đến liền đi làm, bất luận cái gì sự tình ở không có làm phía trước, đều là khó như lên trời, nhưng hành động lúc sau, tổng hội xuất hiện chuyển cơ. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân một phi dựng lên, thẳng vào trên không vài trăm thước, đối mặt phía dưới khổng lồ hang đá sơn, hắn tầm nhìn có thể đạt được cũng thu nạp ở mắt. Chiếm cứ diện tích ước chừng ở 30 dặm. Đặt ở dãy núi bên trong, 30 dặm sơn thể, kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Nhưng Dương Nghị Vân phải làm chính là dùng pháp lực bao vây này tòa 30 dặm diện tích núi lớn, này nhưng chính là hạng nhất đại công trình, hơn nữa cuối cùng có thể hay không hữu hiệu còn không biết. Nhưng hắn lại tưởng khiêu chiến một chút. Tốt xấu hiện tại là tiên tôn sơ cấp tiên tôn, thần hồn chi lực cùng pháp lực cũng không phải cùng cấp bậc tiên tôn có thể so. Một tấc vuông càn khôn thần thông chính là đem thật lớn sự vật thu nhỏ lại thu nhỏ lại quá trình thần kỳ. Một tấc vuông càn khôn, khởi. Một tiếng trầm thấp giống ra. Dương Nghị Vân phất tay kết ấn, mặc niệm thần thông mật chú. Oanh! Hắn toàn thân pháp lực nháy mắt ngưng tụ mà ra. Thần hồn chi lực hỗn loạn ở trong đó, bỗng nhiên hướng về hang đá sơn rời non lấp biển cuốn tịch mà đi. Một chút bao vây bắt đầu rồi. Một dặm, hai dặm, ba dặm, một hơi 10 dặm diện tích, một tấc vuông càn khôn thần thông bao vây cả tòa hang đá thượng 1/3. Dương Nghị Vân lại là trong lòng chua xót lên. Mới 1/3 khiến cho hắn thần hồn cùng pháp lực tiêu hao 7-8 thành, tốc độ cũng vì này vừa chậm, nhưng hắn lại áp cắn răng kiên trì tiếp tục, cũng không có dừng lại. Cái chán thấy hãn, sắc mặt cũng ở trắng bệch. Hắn biết không thành. Dựa theo như vậy đi xuống, hắn căn bản không có khả năng đem này tòa chiếm địa 30 dặm hang đá thượng bao vây bao phủ ở một tấc vuông càn khôn thần thông dưới. Nhưng là dừng lại, đó là không có khả năng. Một cổ không chịu thua quật cường từ đáy lòng dựng lên. Đến đây đi, cho ta tiếp tục về phía trước đẩy mạnh. Cắn răng trầm thấp gào giống. Ngay sau đó hắn giảo phá trong miệng hàm chứa một viên cửu chuyển huyền thiên đan. Ầm vang. Đan dược khổng lồ năng lượng ở trong cơ thể nổ tung, càn khôn trong ngoài công pháp tiếp tục vận chuyển dựng lên, khổng lồ năng lượng chu thiên vận chuyển hút hấp thu tiến vào tiên tinh, hóa thành pháp lực, lần thứ hai phát ra mở ra. Tốc độ một chút tăng lên, một hơi bao vây hiểu rõ 2/3. Vẫn là không đủ sao? Trong lòng tự nói một tiếng. Dư lại hai viên cửu chuyển huyền thiên đan đồng thời nuốt vào bụng. Như thế cường đại đan dược, cũng liền hắn cái này có thập toàn thập mỹ căn cơ nhân tài dám như thế nuốt vào, đổi làm bất luận kẻ nào tuyệt đối sẽ nổ tan xác mà chết. Ầm vang. Hai viên đan dược uy lực nổ tung. Dương Nghị Vân sắc mặt từ trắng bệch chuyển biến thành đỏ bừng sắc. Hắn trong cơ thể năng lượng bạo lều. Đồng thời trong đầu cũng xuất hiện một loại huyền diệu, một cái giả nuốt tiếng động tìm hiểu đại đạo thanh âm vang lên. Khí thế đại tác phẩm. Cả người chấn động lúc sau, hắn pháp lực bò lên. Theo cái này già nua tiếng động vang lên, hắn tiến vào một loại huyền diệu chi cảnh. Giờ khắc này hắn biết cửu chuyển huyền thiên đan hiệu quả bạo phát ra tới. Hắn đột phá. Tiên tôn lúc đầu đạt tới tiên tôn trung kỳ, hơn nữa tuy rằng hơi thở bò lên, như cũ ở tăng lên chung. Cảm giác chung thời gian rất dài, tựa hồ quá vài thập niên thượng trăm năm thời điểm mới dừng lại. Nhưng hắn biết chỉ là vài phút mà thôi. Đan dược chi lực dưới sự trợ giúp, cuối cùng hắn tu vi tăng lên tới tiên tôn trung kỳ đỉnh. Thần hồn cùng pháp lực bạo lều. Một thân quát nhẹ dưới, Dương Nghị Vân hai tay xuống phía dưới chấn động, oanh một chút 30 dặm hang đá thượng toàn bộ bị hắn bao vây bao trùm ở một tấc vuông càn khôn thần thông dưới. Giờ khắc này hắn nhếch miệng một chút, tiểu. Một niệm mà động, khổng lồ hang đá sơn dung chuyển dựng lên, sinh ra từng đạo vô hình dao động. Lại là đang không ngừng thu nhỏ lại chung.
thành. Dương Nghị Vân cao hứng một tiếng. Hắn tu vi ở cửu chuyển huyền thiên đan ba viên dược lực kích thích hạ, đột phá tới rồi tiên tôn trung kỳ đỉnh. Thần hồn cùng pháp lực đều là đại trướng gấp 10 lần đều không ngừng. Rốt cuộc chống đỡ xuống dưới thi triển một tấc vuông càn khôn thần thông bao phủ bao vây cả tòa hang đá sơn, thi triển dưới hang đá sơn bắt đầu thu nhỏ lại. Chỉ là tốc độ thu nhỏ lại tốc độ tương đối thong thả mà thôi. Nhưng là đã không quan trọng. Quan trọng là hắn thành công thi triển lúc sau, ngọn núi này liền ở hắn cảm giác trong vòng, khống chế dưới. Lại đi hiểu biết sơn thể tình huống đã có thể dễ dàng nhiều. Trước sau không đủ nửa canh giờ, hắn hoàn thành một lần đại sáng kiến. Đây là một lần thắng lợi. Kế tiếp đó là chiến đấu chân chính. Hắn không trông cậy vào thu nhỏ lại hang đá sơn lúc sau là có thể đem hai cái đại yêu bắt lấy, đó là không có khả năng, nếu là tiên tôn cấp bậc đại yêu tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng thông ngộ cấp bậc đại yêu, trước mắt tới nói như cũ là hắn lý giải không được một cấp bậc. Hắn muốn chính là khống chế này ngồi sơn tìm ra thử vương tới. Phạm vi 30 dặm núi lớn, ở Dương Nghị Vân pháp lực dưới, không ngừng ở thu nhỏ lại. Ngạnh sinh sinh áp chế thu nhỏ lại tới rồi 3.000 mễ đường kính phạm vi thời điểm, rốt cuộc đạt tới cực hạn. Nhưng với hắn mà nói cũng đủ. Cho ta khai. Pháp lực đại tác phẩm dưới, ngưng tụ ra một đôi che trời bàn tay khổng lồ, đem này tòa thu nhỏ lại hang đá thượng bẻ ra. Ầm ầm ầm. Nặng nề chung răng rắc một tiếng, một cái khe xuất hiện. Hang đá thượng thật đúng là bị hắn từ trung gian bẻ nứt. Bất luận cái gì lớn mật. Vèo vèo. Lưỡng đạo chói mắt quang mang cùng với cường đại yêu khí tấn mãnh mà ra. Hóa thành hai người bỗng nhiên lao ra hang đá sơn, lại là huyền phù ở giữa không trung. Chi. Ngay sau đó có việc một tiếng thét dài, một đạo ánh vàng rực rỡ bóng dáng bay ra tới. Chủ nhân. Kích động đến run rẩy thanh âm vang lên. Kim sắc vầng sáng nội liễm, hóa thành một người. Đúng là thử vương. Dương Nghị Vân nhìn đến thử vương ra tới, lại cũng là một trận kích động, mấy ngàn năm rốt cuộc tái kiến này chỉ lão thử vương. Yêu tôn đại đỉnh tu vi. Nhưng giờ phút này lại là vẻ mặt chật vật. Thực hiển nhiên phía trước ở sơn trong bụng có hại. Cũng may hắn ra tay kịp thời. Chủ nhân ta rốt cuộc nhìn thấy ngài. Thử vương mang theo khóc nức nở vèo một chút tới rồi Dương Nghị Vân bên người, hư không đã bái đi xuống. Khởi, đứng lên đi, mất mặt không? Dương Nghị Vân vung tay lên đem thử vương nâng dậy, hắn cũng kích động, thoạt nhìn thử vương không có quên hắn, hơn nữa cùng trước kia suy đoán giống nhau, thử vương trong cơ thể sinh mệnh chi thủy biến mất. Như vậy bình thường, phi thăng chính là một lần tán tân lễ rửa tội, thân thể rèn luyện thành tiên thể, trong cơ thể hết thảy từ trong tới ngoài tất cả đều tẩy tủy phạt mao. Sinh mệnh chi thủy tự nhiên cũng đã biến mất. Thử vương còn có thể kêu hắn một tiếng chủ nhân, này thuyết minh lúc trước kia một phần trung tâm còn ở. Lưu tại hắn linh hồn chỗ sâu trong, đây là phát ra từ nội tâm, cũng không phải là dựa vào sinh mệnh chi thủy mạnh mẽ được đến trung tâm. Thậm chí có thể nói, đây là một phần tình cảm. Dương Mỗ Nhân thực vui mừng, không uổng công hắn mạo hiểm tiến đến, hóa lớn như vậy sức lực. Là, cấp chủ nhân mất mặt thử vương đứng dậy đứng ở Dương Nghị Vân bên người. Phía trước ở sơn trong bụng, hắn vốn tưởng rằng chính mình muốn xong rồi, ai biết bỗng nhiên một trận động đất, hang đá thượng rời đi. Hai cái vây công hắn đại yêu bất đắc dĩ bay đi ra ngoài, mà hắn cũng ở sơn thể bạo liệt khai sau vọt ra, ai biết vừa ra tới liền thấy được chủ nhân Dương Nghị Vân. Mà khi thật kích động hỏng rồi, phi thăng tiên giới sau, chính là ăn đủ đau khổ, tìm kiếm quá chủ nhân, lại là không tin tức. Hiện giờ chủ nhân rốt cuộc xuất hiện. Cứ việc nhìn qua chủ nhân tu vi so với hắn còn thấp một bậc, nhưng thử vương nội tâm lại là vô cùng an ổn. Bởi vì hắn biết chính mình cái này chủ nhân trước nay liền không phải tầm thường tu vi, ở tu chân giới thời điểm như thế, hiện tại hắn tin tưởng như cũ không thay đổi, chủ nhân cường đại chỉ biết càng ngày càng cường. Hai đầu bẹp mau xúc sinh, khi dễ hắn khi dễ khổ, hiện tại có thể báo thù. Thử vương nội tâm kích động vô cùng nghĩ. Mà bên kia Thiết Miệng Ưng cùng Vương Miện Điêu cũng là kinh nghi bất định, đánh giá Dương Nghị Vân. Này nhân tộc có vấn đề lớn a. Kia chỉ lão thử cư nhiên kêu chủ nhân. Một cái tiên tôn trung kỳ nhân tộc, chính là một con đại yêu tôn lão thử yêu chủ nhân, đây là thực không hợp lý. Nhưng cố tình chính là như thế. Nhưng là, này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vừa rồi phát sinh sự, mới là làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Liền ở vừa mới bọn họ ở sơn trong bụng đem lão thử yêu bức bách tới rồi góc chết,
mắt thấy liền phải bắt lấy thời điểm, lại là cảm nhận được cả tòa sơn thể khí chàng rối loạn. Năng lượng cùng thiên địa pháp tắc đều tố loạn dựng lên, ngay sau đó núi lớn bạo liệt. Đây là đại thần thông. Không có bất luận cái gì có thừa, hai cái thiết miệng ưng cùng vương miện điêu bay ra tới, bởi vì bọn họ biết có thể thay đổi như thế thật lớn pháp tắc phá vỡ sơn thể hạng người không tầm thường. Hơn nữa phía trước bọn họ còn liên thủ ở sơn ngoại bày ra cấm chế kết giới, bọn họ là thông ngộ nhất trọng thiên đại yêu, có thể phá vỡ bọn họ cấm chế kết giới giả, hiển nhiên là cũng thông ngộ cấp bậc, dựng lên liên thủ dưới kết giới, thông ngộ nhất trọng thiên cấp bậc cũng đừng nghĩ phá vỡ, nhưng lại phá khai rồi, chỉ có thể thuyết minh bên ngoài tới một vị siêu việt bọn họ cường giả. Như thế dưới tình huống, thiết miệng ưng cùng vương miện điêu chỉ có thể bay khỏi rời núi. Lại là không nghĩ tới a. Ra tới nhìn đến tình huống làm cho bọn họ trong lòng khiếp sợ. Phạm vi 30 dặm hang đá sơn, thu nhỏ lại tới rồi 3.000 mễ. Hiện tại xem ra thực rõ ràng là cái này đầu bạc nhân tộc thủ đoạn. Có thể đem hang đá sơn ngạnh sinh sinh cấp thu nhỏ lại đến 3.000 mễ, đây là cái gì thủ đoạn? Thiết miệng ưng cùng vương miện điêu vô pháp tưởng tượng. Kinh nghi bất định huyền phù ở không nhìn Dương Nghị Vân, nhìn này nhân tộc. Nhưng bọn họ hồ đồ. Thấy thế nào cái này tóc bạc nhân tộc cũng chỉ là một cái tiên tôn trung kỳ tu vi, đại đỉnh đều không đến, càng đừng nói là thông ngộ cấp bậc. Giữa sân ở không có người thứ hai xuất hiện. Chỉ có thể nói là người này cánh tay. Hắn đến tột cùng là như thế nào ngạnh sinh sinh đem một tòa 30 dặm núi lớn, thu nhỏ lại đến 3.000 mễ. Thật lớn dấu chấm hỏi xuất hiện ở thiết mạnh miệng cùng vương miện điêu trong óc. Nhìn kia chỉ lão thử đối nhân tộc cung kính, hai người đều không có nói chuyện. Cũng không có tùy tiện ra tay, bởi vì bọn họ trong lòng không đế, nhân tộc từ trước đến nay xảo trá, nhưng đừng sai lầm mới là. Dương Nghị Vân lại là không nghĩ tới, hắn một cái một tấc vuông càn khôn thi triển ra tới, rút nhỏ hang đá sơn hoàn toàn chấn kinh rồi hai cái đại yêu. Giờ phút này làm thử vương đứng dậy sau, hắn đôi mắt nhìn về phía nơi xa hai cái hóa hình đại yêu. Đích đích xác xác là thông ngộ nhất trọng thiên tu vi hơi thở, loại này thời điểm không dám có cái gì thả lòng. Tuy rằng tu vi thượng có chênh lệch, nhưng giờ phút này Dương Nghị Vân khí thế thượng lại là không chuẩn bị nhược thượng một chút ít, nhược một bậc chính là sinh tử. Nhìn về phía hai cái đại yêu đạo, dị vực giới phương Tây đầu sỏ phi ưng vương ngồi xuống, thiết miệng ưng cùng vương miện điêu đi. Là lại như thế nào? Nhân tộc ngươi trộn lẫn chúng ta yêu tộc việc, có phải hay không quản quá nhiều? Nếu biết chúng ta là ai, còn không thúc thủ chịu trói, bổn tọa nhưng lưu ngươi cái toàn thây. Thiết miệng ưng trong lòng cả kinh mở miệng nói chuyện, hắn không nghĩ tới này nhân tộc cư nhiên đối bọn họ chi tiết như thế rõ ràng, nhưng lại cũng cường thế mở miệng thử. Vương miện điêu không nói chuyện, nhưng một đôi mắt khát khao nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, rất có một kích đi lên phải giết sắc bén. Hừ, hai cái tạp mao cầm thú mà thôi, cũng xứng cấp bản tôn lưu thi thể, đuổi giết ta ngồi xuống ngũ hành chuột, nhưng còn có lý. Dương mẫu nhân ngoài miệng cường ngạnh, toàn thân hơi thở đại tác phẩm dựng lên. Đối mặt này hai tôn thông ngộ nhất trọng thiên loài chim bay đại yêu, hắn xác thật không sợ chút nào, ngược lại chiến ý 10 phần, vừa mới tăng lên một cái tiểu cảnh giới, trong cơ thể pháp lực bạo lều, cũng muốn thử xem hắn vượt cấp đối mặt thông ngộ nhất trọng thiên đại yêu, có thể có bao nhiêu chênh lệch. Thực lực tăng lên liền từ chém giết chiến đấu bắt đầu đi. Dương Nghị Vân khí thế cường ngạnh, ngược lại là làm hai cái đại yêu trong lòng một trận khiếp đảm. Rõ ràng là cái tiên tôn trung kỳ nhân tộc. Lại nhìn qua so với bọn hắn hai cái thông ngộ cái giá còn đại. Nhưng bọn hắn chung quy là thông ngộ đại yêu. Lại cũng có cường giả tự tôn cùng thực lực. Lẫn nhau vừa thấy, chuẩn bị thử xem Dương Nghị Vân cân lượng. Thiết miệng ưng trầm giọng nói, ha ha, nếu là ngươi ngồi xuống bọn chuột nhắt, vậy ngươi cái này chủ nhân cũng không phải thứ tốt, xem ra này chỉ chuột yêu trộm cướp chúng ta động phủ chí bảo, là ngươi sai xử, kia hôm nay liền thiện đến không được. Khiến cho bổn tọa tới thử xem ngươi này nhân tộc bản lĩnh. Pi, thiết miệng ưng dứt lời một tiếng thét dài lúc sau, sau lưng vầng sáng chợt lóe, lại là một đôi đen nhánh cánh chim triển khai, nhìn qua giống như là lạnh băng dày nặng hàn thiết giống nhau, thực không tầm thường. Ngay sau đó chợt lóe lại là biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện hết sức đã tới rồi Dương Nghị Vân đỉnh đầu, bỗng nhiên một chảo đối với Dương Nghị Vân đầu chộp tới. Dương Nghị Vân biết thông ngộ cấp bậc cường giả lợi hại. Từ lúc bắt đầu hắn liền vẫn duy trì cảnh giác, cũng biết đối phương là loài chim bay thiên phú, đã sớm phòng bị. Hừ lạnh một tiếng vận chuyển vạn vật thần thông ẩn thân biến mất tại chỗ. Oanh! Thiết miệng ưng một kích thử thất bại, lại là tại chỗ một chảo mà ra một cái hố to.
Luận tốc độ khả năng hắn so ra kém đối phương, nhưng nếu là có phòng bị, vậy có thể né tránh, hơn nữa vạn vật thần thông ẩn thân mở ra, không gặp phải tuyết miêu cái loại này trời sinh ở ẩn nấp thượng có thiên phú sinh linh, hắn nhưng chiếm cứ đại ưu thế. Né tránh thiết miệng ưng một chảo lúc sau, Dương Nghị Vân chợt lóe trực tiếp xuất hiện ở thiết miệng ưng bên cạnh người, một quyền liền oanh giết qua đi. Ầm vang! Một tiếng kêu rên từ thiết miệng ưng trong miệng truyền ra. Hắn vẻ mặt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường, đối với Dương Nghị Vân có thể ẩn thân hơn nữa vô thanh vô tức dưới cho hắn một kích thực kinh ngạc, nhưng lại đối thiết miệng ưng tới nói này một kích ở thừa nhận trong vòng, không có thương tổn đến hắn. Đối thiết miệng ưng tới nói, cái này đầu bạc nhân tộc ẩn nấp cố nhiên cao mệnh, nhưng lại với hắn mà nói không hề ý nghĩa. Bởi vì hắn là thông ngộ cấp bậc đại yêu. Cảm giác lực cùng pháp tắc chi lực là có thể ứng đối hết thảy ẩn nấp,